xem cái này là biết các anh cũng đã nghiên cứu kỹ càng mô hình thương nghiệp Amazon rồi. Trương Khắc đặt kế hoạch lên bàn, nói, bản kế hoạch này không tệ, thế nhưng tôi vẫn phải nói kế hoạch thư thương nghiệp không phải là bài tập giao cho nhà đầu tư, nghiêm túc viết kế hoạch thư chỉ giúp các anh hiểu thấu được quá trình thương nghiệp. Bối cảnh của Amazon là nước Mỹ, mà trong thời gian dài, chúng ta chỉ có thể đặt tầm mắt trong nước, văn hóa, cơ sở Internet nước ta và Mỹ khác nhau, đó là điều mà bản kế hoạch này chưa suy nghĩ thấu triệt. Rồi cười nói, mọi người đều xem qua bản kế hoạch này, chúng ta cùng thảo luận xem. Trương Khắc không lập tức phủ định kế hoạch này, dù sao kế hoạch hoàn mỹ ngay từ đầu là không thể có, phải chú trọng tới tiềm lực phát triển của nó. Mã Lực nghe thế thì lại nghĩ Trương Khắc phủ định kế hoạch này, thậm chí hắn nghi ngờ Trương Khắc có thể hiểu hết nội dung kế hoạch này trong thời gian ngắn như thế hay không, muốn tranh thủ trước khi nó bị phủ nhận hoàn toàn. Chắc vực muốn trở thành trang web tiêu thụ sách trực tuyến toàn quốc số tiền vốn bỏ ra cần hơn 5 triệu rất nhiều. Sau khi được đầu tư chắc vực sẽ phát triển nghiệp vụ tại 3 thành phố lớn là Kiến Nghiệp, Văn Chu, Kim Sơn trước tiên, hình thành mô hình nghiệp vụ và ảnh hưởng ổn định trước. Bước tiếp theo mới là huy động vốn từ nhà đầu tư mạo hiểm. Cho nên chúng tôi mới ngả theo mô hình của Amazon, giống như Côn Đằng Online ngả theo mô hình Yahoo vậy. Hắn nghĩ Trương Khắc không hiểu Côn Đằng Online còn bỏ thời gian ra giải thích một lúc, nói. Lúc này Côn Đằng Online đang tiến hành lần huy động vốn cuối cùng lên sàn giao dịch Nasdaq, nghe nói Vườn Sồi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhà đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Có tin nói Vườn Sồi thu được 35 triệu đô la Mỹ, thu lợi nhiều gấp 10 số tiền bỏ ra 2 năm trước. Cá nhân tôi cho rằng quỹ sáng nghiệp Vườn Sồi còn quá bảo thủ, hiện làn sóng công nghệ mới đang lên, nắm cổ phần cổng website tiếng Trung lớn nhất tuyệt đối còn có lợi nhiều hơn con số đó, giá trị của Yahoo vào tháng 4 đã vượt quá 18 tỷ đô la Mỹ rồi. Trương Khắc mỉm cười, Côn Đằng Online là cổng website tiếng Trung lớn nhất, nó lên thị trường chứng khoán hải ngoại không thoát được con mắt của giới truyền thông, Vườn Sồi không phải nhượng ra toàn bộ cổ phần, mà giữ lại 15%, số cổ phần này được cố định, để đảm bảo sức ảnh hưởng cuối cùng cầm hồ với Côn Đằng Online, không vì giá cổ phiếu lên xuống mà bán đi. Chuyển nhượng cổ phần cũng chẳng phải chuyển cho ai khác, mà là do quỹ đầu tư mạo hiểm do cầm hồ lấy danh nghĩa ISS đăng ký để tránh thuế. Số cổ phiếu này đợi sau khi lên thị trường chứng khoán đạt được tầm cao nhất định sẽ bán đi thu lợi. Làm như thế để cầm hồ tự do kiềm tài chính hải ngoại ở mức cao nhất, tránh sau này bị giới truyền thông chú ý. Chẳng cần Mã Lực giải thích thì Trương Khắc cũng biết bản kế hoạch này lập trên cơ sở phồn vinh của làn sóng Internet, dù lúc này đã có nhiều nhà kinh tế nói tới việc bong bóng Internet bị vỡ, nhưng chưa tạo ra được sự cảnh giác cần có, và lại đám cá mập tư bản khổng lồ luôn tìm mọi cách mê hoặc các nhà đầu tư và nhà đầu cơ khác. Vì thế nhà đầu tư Mỹ khó nhận thức được việc bong bóng Internet khả năng bị vỡ, nói gì tới sinh viên đại học trong nước. Trương Khắc gọi điện cho Địch Đan Thanh, bảo cô phái người đem báo cáo nghiên cứu sản nghiệp Internet tới, có báo cáo đàng hoàng thì có sức thuyết phục hơn há miệng nói suông. Sản nghiệp công nghệ cao đặc biệt sản nghiệp Internet toàn cầu phát triển nhanh trong thời gian dài là điều khẳng định được. Nhưng thời đầu phát triển, năng lực đem lại lợi nhuận là rất có hạn, phát triển không tách rời được thị trường vốn chống lưng. Cho nên các nhà đầu tư mạo hiểm rất chú ý tới xu thế của thị trường vốn. Trương Khắc phân tích, con đường lợi nhuận mà các anh thiết kế cho sáng vực, là biến Trác Vực thành Amazon của Trung Quốc, dùng thời gian ngắn nhất làm quy mô nghiệp vụ lớn lên, để được lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư mạo hiểm, có thể lên thị trường chứng khoán, tới lúc đó bán ra đổi lấy tiền mặt, rút lui. Tới đó thì lắc đầu, quá trình này nhanh nhất cũng phải cần 2-3 năm, tiếc là thị trường vốn không thể luôn giữ nhiệt tình nóng bỏng được. Một khi thị trường vốn rơi vào thời kỳ sa sút, kế hoạch lên thị trường chứng khoán sẽ chết hiểu. Đừng quá kỳ vọng vào thị trường vốn, đó là thiếu sót lớn nhất của kế hoạch này cũng là nguy hiểm lớn nhất, là mô hình đầu tư mạo hiểm tiêu chuẩn. Nhưng Sáng Vực là tổ chức có khác biệt lớn với kiểu đầu tư mạo hiểm này, Sáng Vực thành lập để hỗ trợ sinh viên sáng nghiệp, có thể lọt vào mắt xanh của thị trường vốn cuối cùng lên thị trường chứng khoán nước ngoài đương nhiên là lý tưởng nhất. Nhưng bản chất của một quỹ sáng nghiệp phải giảm bớt sự dựa dẫm vào thị trường vốn, suy nghĩ tới tiềm lực phát triển của bản thân ngành nghề nhiều hơn. Lời của Trương Khắc làm đám người Mã Lực mím môi trầm tư, những lời này nói tới điều đỗ phi thường ngày chưa nghĩ đến, đám thời học bân cũng không có được nhận thức sâu sắc sự khác biệt giữa đầu tư mạo hiểm và đầu tư sáng nghiệp. Tôi không phủ nhận phần tinh hoa của kế hoạch này, nhưng biết nói sao nhỉ? Trương Khắc cười, sáng vực cần một kế hoạch thương nghiệp bảo thủ hơn, có suy nghĩ sâu hơn về sản nghiệp, còn vốn. 5 triệu cũng được, 10 triệu cũng được, không phải là vấn đề. Chương 1024, chẳng chịu thua kém.
Hoạt động buổi chiều là thảo luận vấn đề này, ít nhất chúng ta có đường lối rõ ràng rồi. Đỗ Phi đưa kế hoạch cho Thời Học Bân, hắn không định chiếm dụng của Trương Khác quá nhiều thời gian. Thời Học Bân nói với Mã Lực và ba người bạn, không cần đợi tới chiều nữa, chúng ta tìm chỗ ăn trưa, vừa ăn vừa bàn đi. Rồi hỏi Trương Khác, cậu có tham gia không? Tôi cũng chẳng có việc gì, mọi người kiếm chỗ ăn trước đi. Để đám Thời Học Bân, Mã Lực đi trước, Trương Khác và Đỗ Phi, Trần Phi Dung đi sau vừa đi vừa nói, thị trường vốn xưa nay luôn cực thịnh mà suy, chu kỳ đầu tư mạo hiểm thường không thể quá 2 năm, chu kỳ quá dài, khó phán đoán được hướng đi của thị trường vốn. Đầu tư sáng nghiệp cần suy xét tới bản thân tiềm lực phát triển của sản nghiệp, suy nghĩ tới chu kỳ đầu tư dài hơn, nói chuẩn xác thì đầu tư mạo hiểm là đầu cơ. Đỗ Phi gật đầu, kế hoạch này nếu không xét tới đầu tư mạo hiểm, Sáng Vực phải ném vào 100 triệu mới đủ. Với Sáng Vực mà nói thì quá lớn. Mày lo cái gì? Trương Khác thoải mái vung tay lên, thương mại điện tử đâu chỉ giới hạn ở mấy hàng văn hóa phẩm như sách báo, âm nhạc. Đợi bọn mày phát triển tới thương phẩm điện tử tiêu dùng, Ái Đạt, Thịnh Hâm cũng đều suy tính tới nắm cổ phần. Cũng phải, Đỗ Phi cười. Chuyện này liên quan tới quy hoạch lâu dài tài nguyên Internet, là vấn đề lớn Cẩm Hồ đang suy nghĩ. Trương Khác nói thêm, ví dụ như CQ và Toshiba đầu tư 60 triệu đô la Mỹ vào mạng âm nhạc trực tuyến toàn cầu lấy 30% cổ phần, nhìn có vẻ là đầu tư mạo hiểm trong bối cảnh làn sóng công nghệ, nhưng với họ mà nói, quan trọng hơn là suy tính tới bố cục sản nghiệp. Cẩm Hồ lần này tay trái chuyển qua tay phải, quỹ sáng nghiệp vườn sồi dư ra hơn 30 triệu đô la Mỹ, chắc là làm được vài việc chứ? Đỗ Phi hỏi. 30 triệu đô la Mỹ cũng chẳng làm được nhiều việc lắm đâu. Trương Khác thở dài lắc đầu, chuyện phải làm có quá nhiều, hiện đầu tư xây dựng một thư viện trông qua có vẻ to tát lắm rồi, nhưng tư duy phải mở rộng hơn một chút, xây dựng một thư viện số càng có ý nghĩa lớn hơn. Cái thư viện số mày nói đúng là có người nhắc tới rồi đấy. Là một nhân viên nghiên cứu của phòng nghiên cứu tình báo khoa học kỹ thuật trường đề xuất ra, có điều phạm vi hẹp lắm, chỉ giới hạn ở tập hợp tài liệu lĩnh vực chuyên nghiệp thôi. Đỗ Phi nghe Trương Khác nói mới sực nhớ ra, vỗ đầu nói, do Tần Cương giới thiệu, nhưng vấn đề phức tạp quá tao không cho Sáng Vực nhận. Hắn chỉ đề xuất ý tưởng hay là có năng lực chấp hành. Thời buổi này, ý tưởng là thứ giá rẻ, cũng có thể nói là cái bẫy đầu tư, cuối cùng phải xem năng lực của người chấp hành. Đỗ Phi nhún vai, thế thì phải ném cho hắn mấy chục vạn thử xem sao mới biết. Người do Tần Cương giới thiệu, năng lực hẳn là không quá tệ, nhưng có thành công được không dựa vào quá nhiều nhân tố, việc quỹ đầu tư phải làm không phải là ném hết tiền đầu tư vào một lúc được. Nếu như Đỗ Phi có hứng thú mạnh mẽ với sản nghiệp Internet, Trương Khác cũng hy vọng Sáng Vực có thể phát triển vững chắc làm ra được những thứ mang tính cơ sở, chỉ cần không đi quá nhanh, dù gặp phải mùa đông của sản nghiệp Internet, với Cẩm Hồ mà nói không phải là rắc rối lớn. Thời gian này Trương Khác rất rảnh rỗi, bất kể là Samsung, hay là Khoa Vương được Mitsui, Hoa Hạ Chống Lưng và cả Hoành Tín đều đang bận tiến hành bố cục sản nghiệp. Thời gian đã tới tháng 4 năm 99, mây đen của cơn bão tài chính cuối cùng đã bị xua tan, làn sóng kinh tế công nghệ ầm ầm kéo tới, mặc dù ẩn chứa bong bóng bên trong, nhưng hỗ trợ lớn cho kinh tế phục hồi. Singapore, Malaysia phóng ra tín hiệu phục hồi trước tiên, áp lực kinh tế của Samsung được hóa giải. Liên tục công bố kế hoạch tăng cường đầu tư vào Trung Quốc. Khoa Vương được Samsung và Hoa Hạ hỗ trợ, cơ sở chế tạo ở Kim Sơn ngày càng phồn vinh. Nghiêm gia đưa nghiệp vụ ngân hàng tới tỉnh Đông Hải, mở rộng được tiến vào nghiệp vụ địa ốc. Trương Khác chẳng có việc gì làm, hai ngày cuối tuần cùng đám Đỗ Phi, Mã Lực nhốt mình trong phòng làm việc của Sáng Hiệp, nghiên cứu mô hình thương nghiệp điện tử. Cuối cùng Trương Khác và Đỗ Phi quyết định do Sáng Vực đầu tư 5 triệu cho City Khoa Văn của đám Mã Lực thành lập công ty hữu hạn phát triển nghiệp vụ thư viện trực tuyến. Đám Mã Lực, Dương Vĩ Nghị những người sáng lập ra City Khoa Văn xin nghỉ học, đem tinh lực đặt vào việc phát triển công ty. Sau khi vào mùa xuân năm 99, làn sóng công nghệ dần dần có dấu hiệu cuồng nhiệt, người sáng nghiệp xí nghiệp mạng Bắc Trung Thôn thảo luận kế hoạch huy động vốn toàn nói chuyện cả triệu đô. Sáng Vực cùng Tổng Công ty Phát triển Khoa học Công nghệ DS Đông Hải liên hợp với Trác Vực đầu tư 5 triệu phát triển nghiệp vụ thư viện trực tuyến, trong mắt đám tinh anh mạng. Căn bản không đáng nhắc tới. Thương mại điện tử là điểm nóng của sản nghiệp Internet, ngoại trừ Trác Vực, còn có mấy doanh nghiệp điện tử đầu tư vào thương mại điện tử, không hẹn mà cùng lấy chế phẩm âm nhạc làm điểm đột phá. Thu hút sự chú ý của Trương Khác là thành lập 8818 ở Văn Chu Chiết Đông. Phía đầu tư của 8188 là tư bản dân doanh trong nước,
nhà đầu tư số 1 là Hoành Tín, còn nhà đầu tư số 2 bất ngờ là Hải Túc, giới truyền thông đăng tin số tiền đầu tư lên tới 50 triệu. Đem so thì tổng đầu tư có 5 triệu của Trác Phực thì quá nhỏ bé. Bất kể nói thế nào đó cũng là khoản đầu tư lớn nhất của Trác Phực hiện nay, tuy nói khoản tiền đầu tiên có 5 triệu, nhưng chỉ cần đạt thành mục tiêu thị trường sơ bộ, Sáng Vực sẽ tiếp tục đầu tư. Thực sự hình thành được quy mô nghiệp vụ nhất định ít ra cũng phải đầu tư 100 triệu mới đủ. Nghiệp vụ của bản thân Sáng Vực mỗi năm chỉ tạo ra được lượng tiền mặt khoảng 30 triệu, đem hết lợi nhuận của 4-5 năm đặt lên một hạng mục, có thể nói Trác Phực là một bố cục quan trọng của Sáng Vực. Đỗ Phi cũng tận dụng mọi khả năng đem nguồn lực của Sáng Vực lên Trác Phực. Việc quản lý thường ngày có thể giao hoàn toàn cho đám Mã Lực, Dương Vĩ Nghị. Nhưng Đỗ Phi không bỏ qua kế hoạch thuộc tầng chiến lược. Trương Khác cũng rảnh rỗi cho nên giúp Đỗ Phi một vài công tác phương diện quy hoạch thương nghiệp, với Cẩm Hồ mà nói, nếu Trác Phực có thể lớn mạnh, sẽ là tài nguyên trọng yếu trong tương lai. Trong năm đầu triển khai lượng tiêu thụ phải đạt tới 8 triệu, đồng thời phải khống chế thua lỗ ở mức 6 triệu mới có được khoản đầu tư thứ hai. Mục tiêu này có quá bảo thủ không? Địch Đan Thanh biết Trương Khác rảnh rỗi giúp Đỗ Phi, thi thoảng cô cũng quan tâm tới việc bên lề, nhìn thấy Trương Khác suốt ngày ngồi viết tài liệu quy hoạch cho Trác Phực, cô chẳng biết phải nói gì. Cẩm Hồ có mấy hạng mục đầu tư cả trăm triệu y không quan tâm, đâm đầu vào hạng mục đầu tư có vài triệu. Bảo thủ thế nào? Trương Khác nằm trong phòng khách chung cư, đầu dựa vào gối, đặt tài liệu lên đùi xem. Hoành Tín kéo giám đốc thị trường Trương Văn Tín của City phần mềm Trung Quốc sang 8818 rồi, cậu có biết không? Địch Đan Thanh không biết bao giờ Tôn Tĩnh Mông sẽ về nên đứng bên ghế sofa, không ngồi xuống cùng Trương Khác. Sao không biết được chứ? Trương Khác cười, gần đây mạng Internet cứ như gái gọi đầu bảng vậy, đi đến đâu cũng đắt khách. Chuyện chị nói báo chí làm dùm beng không kém gì năm xưa Trần Tín Sinh nhảy sang Cẩm Hồ. Ha ha ha, vườn sồi chuyển nhượng cổ phần của Công Đằng Online kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần, đám Hoành Tín thèm thuồng có gì mà lạ. Chương 1025, không tham gia. Nghiêm gia mấy năm qua tích lũy cơ sở đủ hùng hậu rồi, phát triển theo hướng đa nguyên hóa cũng là tất nhiên. Trung tâm nghiên cứu kinh tế lấy được một số nội dung trong kế hoạch thương nghiệp của 8818. Bọn họ muốn trong nửa năm lượng tiêu thụ đạt 20 triệu, đầu tư quảng cáo là 30 triệu. Địch Đan Thanh nhíu mày, làm người ta thắc mắc sao bọn chúng lại kéo Hải Túc vào. Nói thế nào thì Khoa Kỹ Cung mang cái danh đứng đầu sản nghiệp phần mềm trong nước. Trương Khác cầm lấy một quyển sách trên bàn, quyển sách này có 20 đồng, nói cách khác bọn họ phải trả chi phí quảng cáo cho nó là 30 đồng. Dã tâm lớn thật đấy, muốn làm Amazon của Trung Quốc à? Tiếc là tiền đồ của mạng Internet là vô hạn. Nhưng hiện thực số hộ dùng Internet trong nước chỉ có 8 triệu. Trước giữa năm nay, bọn chúng muốn đạt được lượng tiêu thụ 20 triệu thì đầu tư 30 triệu quảng cáo còn chưa đủ, phải 50 triệu mới là tạm ổn. 1.3 tỷ dân có được 8 triệu người dùng Internet, tuyên truyền thị trường theo cách truyền thống chẳng khác gì lấy lưới mắt lớn đi bắt cá nhỏ. Có bao nhiêu sắt tốt thực sự được dùng làm kiếm? Thực hoài nghi trong làn sóng công nghệ này, đám tinh anh Internet có nghĩ tới vấn đề này không? Các nhà đầu tư mạo hiểm cũng rất ít nghĩ tới vấn đề này. Nếu đám tinh anh Internet kia mà không đốt hết tiền trong thời gian quy định, các nhà đầu tư còn bất mãn. Thật không hiểu nổi, Côn Đằng Online sắp lên sàn giao dịch Nasdaq rồi, Cẩm Hồ vội bán đi lấy tiền làm gì? Vương Hải Túc ngồi ở phía đối diện với Tạ Kiếm Nam và Lâm Tuyết, bình luận Cẩm Hồ không chút cố kỵ, căn cứ vào định giá sơ bộ, nếu để sau khi Côn Đằng Online lên thị trường chứng khoán rồi, ít nhất kiếm được gấp đôi số đấy. Sau khi lên thị trường chứng khoán thì ít nhất phải đợi 6 tháng mới cho phép chuyển nhượng. Lâm Tuyết mỉm cười, nói không chừng Cẩm Hồ không có sự kiên nhẫn này, giám đốc Tạ thấy có phải không? Tạ Kiếm Nam nhìn cảnh sắc Yến Quy Hồ bên ngoài, 2 năm trước còn là những nhà máy sập xệ, hồ nước ô nhiễm bốc mùi, lúc này đã là nhà cao tầng hiện đại, sơn thủy hữu tình rồi, Cẩm Hồ hẳn không thể không có sự kiên nhẫn này. Hắn nghĩ tuy số tiền 300 triệu rất to, nhưng Cẩm Hồ có thiếu cũng chẳng thiếu số tiền này. Có lẽ là ở nước ngoài có chướng ngại, Lâm Tuyết suy đoán. Tạ Kiếm Nam gật đầu, Lâm Tuyết mặc dù không hiểu rõ lắm về thị trường vốn, nhưng cũng đoán ra được một số quy tắc. Nếu muốn lên sàn giao dịch Nasdaq, xí nghiệp trong nước sao có thể nắm cổ phần tuyệt đối được. Có điều theo hắn thấy, đây có lẽ là một phương thức di chuyển tài sản ra ngoài của Cẩm Hồ, Trương Khác và cao tầng Cẩm Hồ đâu phải hạng không có nhãn quang, nghĩ thế nhưng hắn không nói ra chia sẻ với Lâm Tuyết và Vương Hải Túc. Thôi. Bàn luận thịt trong miệng người khác thì có ý nghĩa gì, nhất là thịt trong miệng Cẩm Hồ càng làm người ta sinh hận.
Lâm Tuyệt gạt đi, nói chuyện của chúng ta ấy, giám đốc Tạ là chuyên gia, anh nói xem nào. Dưới sự ảnh hưởng của làn sóng công nghệ, đám quan viên trong nước cũng trở nên kích động, cả Bộ Thông tin, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Ủy ban Chứng khoán đều đưa ra công văn muốn thúc đẩy một số xí nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ tiến vào thị trường vốn, để thị trường vốn trong nước cũng được hưởng lợi từ làn sóng này. Một số người tích cực thúc đẩy thành lập mảng cổ phiếu khoa học công nghệ ở thị trường chứng khoán Thượng Hải. Tinh Điển không có năng lực kinh doanh như Cẩm Hồ, cũng chẳng có mối quan hệ trong giới thương nhân Đông Nam Á, tới tháng 4 năm 99, lợi nhuận chẳng cao hơn ngành nghề truyền thống là bao, nếu muốn phát triển nhanh chóng phải đi vay ngân hàng, nhưng vốn ngân hàng thì có hạn mà lại phải trả lãi. Vì thế vào thị trường chứng khoán kiếm tiền là con đường tắt. Tình trạng tài vụ của Hải Túc không thể lên thị trường chứng khoán được. Có điều trong nước rất nhiều công ty thoi thóp cũng ngoi lên được thị trường chứng khoán đấy thôi, chỉ cần đặt nghiệp vụ của sản nghiệp phần mềm vào Hải Túc là được, có thể dựa vào làn sóng này kiếm một mớ lớn. Tạ Kiếm Nam biết quan hệ giữa Lâm Tuyết và Cát Kiến Đức và Hồ Tôn Khánh không phải là tầm thường, bất kể thông qua ảnh hưởng của Hoa Hạ hay chính phủ kiến nghiệp lên thị trường chứng khoán không phải là vấn đề, kiếm được bao nhiêu lại là vấn đề lớn. Nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt lên thị trường chứng khoán Hong Kong kiếm được 4 tỷ thật đấy. Nhưng trước đó lãi dòng hàng năm của nghiệp vụ đầu đĩa Ái Đạt là 1 tỷ, còn đang trong kỳ ưu đãi thuế quan, đó mới là thứ chống lưng cho thành tích thị trường. Hải Túc thì có cái gì? Tạ Kiếm Nam không muốn xen vào. Lái xe rời khỏi khu sản nghiệp phần mềm, Tạ Kiếm Nam bảo lái xe đi qua Đông Yến Quy Hồ, đích thân nhìn thấy quy mô của khu thương nghiệp, phải thừa nhận thực lực vốn hùng hậu của Cẩm Hồ. Phía Tây đều là những tòa chung cứ từ 18 tới 26 tầng. Tổng cộng có 12 tòa, đã gần làm xong. Phía đông là quần thể tòa nhà văn phòng, đèn cao áp chiếu sáng công trường như ban ngày, có thể nhìn thấy cả công nhân làm việc trên nóc nhà. Phía bắc quần thể tòa nhà văn phòng là kiến trúc đã xây xong phần chủ thể, là trung tâm điện tử đang tiến hành mời gọi đầu tư, chính phủ khu Cao Tân dựa vào sản nghiệp điện tử trong khu để thành lập trung tâm mua sắm sản phẩm điện tử lớn nhất khu Hoa Đông. Công trình kỳ 1 đã chiếm diện tích hơn 200 mẫu. Do công tư địa ốc trong khu Cao Tân tiến hành đầu tư xây dựng. Tạ Kiếm Nam không biết trung tâm điện tử này thể hiện bao nhiêu ý chí của Cẩm Hồ ở bên trong, nhưng chắc là phải có, Cẩm Hồ hẳn không bỏ cơ hội thẩm thấu toàn diện vào chuỗi sản nghiệp. Mặc dù lúc này Khoa Vương đã bị đóng dấu Hoa Hạ lên mặt, cũng được Lâm Tuyết, Hồ Tôn Khánh coi là người mình, nhưng Tạ Kiếm Nam vẫn không muốn xen vào chuyện Hải Thúc lên thị trường chứng khoán. Vật lộn với Cẩm Hồ bao nhiêu năm, có một vài đạo lý hắn đã nhìn thấu triệt. Đầu cơ mạo hiểm phải có thực lực mới được, Cẩm Hồ nhìn có vẻ như đang thu bớt khí thế, không tranh ân oán, chỉ im lặng kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không ngại đẩy kẻ đứng ở bờ vực một cái. Tạ Kiếm Nam định ở kiến nghiệp một đêm, ngày mai về Kim Sơn. Không có Khoa Vương tham gia chuyện vẫn thành công được cơ mà, cần gì phải đem bạc trắng phao phao trong tay chia cho Khoa Vương một phần. Vương Hải Túc thấy Lâm Tuyết coi trọng Tạ Kiếm Nam như thế, trong lòng ít nhiều có chút ghen tuông. Thấy Tạ Kiếm Nam tỏ thái độ tiêu cực về việc lên thị trường chứng khoán, lòng lại thầm đắc ý, có điều biểu hiện ra ngoài lại là có chút tức giận. Lâm Tuyết nhìn Vương Hải Túc, không biết hắn ngốc thật hay giả ngốc. Khoa Vương không tham dự vào, thì thực tế sẽ bị Hoành Tín dắt mũi, trông có vẻ như được chia phần nhiều hơn, nhưng khi thao tác thực sự, phần lớn sẽ bị Hoành Tín lấy mất. Lâm Tuyết cũng dần dần nhìn ra bản chất chỉ đẹp mã ngoài của Vương Hải Túc rồi. Hạng mục sản nghiệp phần mềm kiếm được bao nhiêu mẫu đất ở kiến nghiệp, Kim Sơn, Văn Chu vậy mà trừ xây dựng được vài tòa nhà ra thì nghiệp vụ phần mềm do Vương Hải Túc phụ trách chẳng có gì khởi sắc, cách mục tiêu định ra ban đầu rất xa. Mặc dù nói là đang rèn luyện đội ngũ, nhưng cái đội ngũ này chẳng ra làm sao cả, thậm chí Vương Duy Quân còn kiến nghị trên cuộc họp thường ủy muốn thu hồi một phần đất cho khu sản nghiệp phần mềm. Khả năng bị cưỡng chế thu hồi đất là rất nhỏ, nhưng không thể phủ nhận đây là một áp lực. Mặc dù Khoa Vương bị Cẩm Hồ chèn ép cho thê thảm, nhưng đó là vì Cẩm Hồ là hạng quái thú, năng lực và tố chất Tạ Kiếm Nam thể hiện ra hơn Vương Hải Túc quá nhiều. Chương 1026, thế nào là dụ hoặc? Chương khác sớm đã xem công văn do mấy bộ ủy ban quốc gia liên hợp phát ra yêu cầu chính phủ địa phương tích cực thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ tiến vào thị trường vốn rồi, nhưng tới ngày 28 tháng 4 Lục Văn Phu tới khảo sản khu thực nghiệp vườn rồi mới đại biểu cho tỉnh chính thức bàn bạc với Chương khác chuyện này. Tháng 4, thời tiết kiến nghiệp ấm áp, bên Yến Quy Hồ, đón gió hồ lồng lộng, cảm giác hết sức dễ chịu. Lần này tỉnh tranh thủ được 3 hạn ngạch trực tiếp lên thị trường chứng khoán, ngoài ra có 2 công ty trực thuộc tỉnh trên thị trường chứng khoán liên tục thua lỗ 3 năm rồi, bị Ủy ban chứng khoán cảnh cáo, tỉnh cũng muốn giải quyết dứt khoát vấn đề này,
muốn đem tài nguyên của hai cái xác này nhường cho xí nghiệp khoa học công nghệ trong tỉnh mượn. Lục Văn Phu giới thiệu một số tình hình cơ bản cho Trương Khắc, hiện xí nghiệp phía dưới vì tranh năm hạn ngạch này mà sắn tay áo lên đánh nhau, vậy mà Cẩm Hồ lại không có chút động tĩnh gì. Trong tỉnh Đông Hải, có công ty nào đủ tư cách lên thị trường chứng khoán hơn Cẩm Hồ, mặc dù người ta đang trao đấu dữ dội vì mấy hạng ngạch này, nhưng kiến thiết thị trường vốn là nội dung trọng yếu của công tác kinh tế, tỉnh cho dù là muốn làm đẹp bề ngoài, cũng hy vọng Cẩm Hồ đứng ra gánh vác trọng trách. Không phải là chúng tôi không muốn, nhưng nghĩ tới sự phức tạp của thị trường chứng khoán trong nước là đã sợ rồi. Trương Khắc nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa muốn Cẩm Hồ làm gương, thì tấm gương đó chính là không tranh tài nguyên với xí nghiệp anh em trong tỉnh. Trong mắt người khác, hạn ngạch lên thị trường chứng khoán là tài nguyên hiếm nhất, nhưng Trương Khắc không muốn lên thị trường chứng khoán trong nước lắm, năng lực huy động vốn có hạn, thông qua con đường chính quy mỗi lần kiếm được 700, 800 triệu là khá lắm rồi, Trương Khắc không muốn vì số tiền này mà phải khom lưng quỵ lụy với mấy vị lão gia. Lục Văn Phu lắc đầu cười, chẳng qua cậu không để cái ao nhỏ trong nước vào mắt thôi, ông chủ lớn, ông chủ số 2 đều hướng về Cẩm Hồ, song nếu Cẩm Hồ không muốn, tỉnh chỉ đành đem năm hạn ngạch này chia cho phía dưới, tỉnh cũng đưa Hải Thúc vào danh sách tiến cử, dù sao Sở Khoa học Công nghệ và Viện Khoa học Phần mềm đều là cổ đông của Hải Thúc. Đem cái xác kia cho Hải Thúc sao? Trương Khắc lần đầu tiên nghe được tin tức này, hơi chút giật mình, mặc dù Vương Hải Thúc thành lập Hải Thúc đã nhiều năm, nhưng có thể bày trò đem số sách tài vụ năm 98 làm thành có lãi đã là giỏi lắm rồi, không có khả năng trực tiếp lên thị trường chứng khoán, chỉ có thể đi con đường mượn xác. Lục Văn Phu gật đầu, ông ta rõ bản chất của Hải Thúc thế nào, thời gian qua liên tục có quan viên TW cấp cao tới khu sản nghiệp phần mềm khảo sát, đều chỉ thị kiến nghiệp phải trọng điểm hỗ trợ nó phát triển, Hồ Tôn Khánh cũng biểu thị rõ ràng ủng hộ lấy một cái xác kia cho Hải Thúc lên thị trường chứng khoán. Còn có một chuyện e cậu chưa biết, Hoành Tín qua Tết đã trở thành cổ đông thứ ba của Hải Thúc. Tôi xem tài liệu Hải Thúc nộp lên trên tỉnh mới biết. Trương Khắc hít một hơi khí lạnh, ý của Lục Văn Phu đã rõ. Tỉnh không muốn cho Hải Thúc mượn xác, nhưng không chịu được áp lực cực lớn từ nhiều phía, muốn Cẩm Hồ đứng ra, như thế tỉnh danh chính ngôn thuận nâng cao tiêu chuẩn đề bạt. Nhìn ánh mắt tha thiết của Lục Văn Phu, Trương Khắc hỏi, nếu bọn chúng quyết tâm mượn xác để làm mưa làm gió, Cẩm Hồ có ngăn cản được không? Thủ đoạn ứng biến có rất nhiều, những kẻ đó hoàn toàn có thể đem cái khung của Hải Thúc chuyển sang xí nghiệp Chiết Đông, sau đó mượn xác ở Chiết Đông lên thị trường chứng khoán, ngoài ra dưới cờ của Hoa Hạ cũng có xác cho chúng mượn. Lục Văn Phu thở dài, đôi khi con người phải khuất phục hiện thực, hiện trạng trong nước, chẳng phải một người đứng ra làm ảnh hùng là có thể xoay chuyển được. Giờ thì Trương Khắc hiểu ra vì sao Hoành Tín, Hải Thúc lại tích cực làm thương mại điện tử rồi, làm thực nghiệp có lợi nhuận tới đâu, cũng chẳng bằng thị trường chứng khoán một vốn vạn lợi. Nghiêm Văn Giới vốn là một cao thủ thao tác vốn, mà dưới cờ Hoành Tín cũng chẳng thiếu nhân tài ở phương diện này, chúng muốn biến mạng 8818 thành Amazon của Trung Quốc. Mặc dù chỉ là mơ tưởng mỹ hảo, nhưng trong nước không thể nói tới một thị trường chứng khoán có quy củ, chỉ cần có một giấc mơ đẹp là đủ rồi. Trương Khắc im lặng không nói, thời buổi này muốn vào thị trường chứng khoán đánh cướp không chỉ có một mình Hoành Tín, nếu ai muốn vào thị trường chứng khoán huy động vốn theo quy củ, chia hoa hồng trả người chơi chứng khoán, e bị người trong nghề nhạo báng là đồ ngu. Đầu tháng 3, thị trường chứng khoán trong nước bùng phát vụ án lớn. Tập đoàn Thác Lực dùng các thủ đoạn trái quy định lấy của công ty khoa kỹ Thác Lực có trên thị trường chứng khoán số tiền lên tới 1.8 tỷ mà không có khả năng trả lại. Ủy ban chứng khoán sau khi điều tra đã quyết định, xử phạt Nghiêm Khắc, chủ tịch tập đoàn Thác Lực số tiền 30.000 đồng, đúng đấy, 30.000 không thiếu số không nào đâu. Xử phạt kiểu chết mẹ gì vậy? Đây khác gì dụ dỗ người ta vào thị trường chứng khoán phạm tội, tiếc là người có khả năng vào thị trường chứng khoán phạm tội không phải là bình dân. Dụ hoặc lớn như thế. Muốn người ta không phạm tội cũng khó. Thế nên không khó lý giải vì sao Hoành Tín, Hải Thúc đầu tư vào mạng 8818 lại gây ra động tĩnh lớn như thế, bọn chúng mang tâm thái đầu cơ đánh bạc đi làm thương mại điện tử, nếu thành công, đó là bi ai của kinh tế Trung Quốc. Sau khi Lục Văn Phu rời đi, Trương Khắc bảo Địch Đan Thanh tìm tư liệu của hai công ty dùng làm xác kia, một là Khoa Kỹ Viêm Khải, là công ty trên thị trường chứng khoán duy nhất của TP Hạ Hoài, công ty còn lại là Chế Dược Giang Nguyên. Trực thuộc Sở Vệ Sinh Tinh. Hai công ty này được tỉnh Tô Vẽ đưa lên thị trường chứng khoán, không lâu sau bại lộ ra một đống tệ nạn, rơi vào tình cảnh thu không đủ bù chi, hiện đã bị khoét rỗng ruột, nhưng trong nước hạn ngạch lên thị trường chứng khoán eo hẹp, cho dù còn lại mỗi cái xác rỗng, nhưng với một số kẻ mà nói, vẫn có cơ hội kiếm một bữa no nê.
Giá cổ phiếu của hai công ty này gần đây có dao động lớn, vô số tài chính đổ vào, đại khái là những người có tin tức mật đã nhảy vào kiếm chắc trước, không biết có bóng của Hoành Tín hoặc Tinh Điển ở đằng sau hay không. Cho dù Hoành Tín hay Tinh Điển có chậm chân một bước cũng không sao, bọn chúng sẽ kiếm được thời cơ nhảy vào thôi, như trong quá trình mượn sắc tùy tiện công bố vài tin tức xấu, làm giá cổ phiếu tụt giảm là đuổi hết được đám đầu cơ khác rồi. Hoành Tín lén lén lút lút thành cổ đông lớn thứ ba của Hải Túc, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh là cổ đông thứ hai, Viện Nghiên cứu Phần mềm tỉnh là cổ đông thứ tư, rồi nghĩ tới Cát Kiến Đức, Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đứng sau, Trương Khắc phải thừa nhận năng lực của Lâm Tuyết, thầm nghĩ nếu cô ta làm sự nghiệp thực sự, thì với thủ đoạn thế này, sẽ hết sức thành công. Thị trường chứng khoán trong nước đã đủ thứ giao dịch ngầm cùng thao túng phi pháp rồi, lại còn nhiều đám tham lam thế này, một khi lòng tham bọn chúng đã nổi lên, khó mà dễ dàng dừng tay được. Trương Khắc rất dị ứng với thị trường vốn không có chuẩn tắc trong nước, đừng nói là lên thị trường chứng khoán huy động vốn, cầm hồ vay ngân hàng trong nước cũng rất giới hạn, tiếp xúc nhiều nhất với hệ thống tài chính trong nước, là bố cục ngân hàng thương nghiệp ở hai tỉnh Đông Hải và Giang Nam. Đó còn chủ yếu là xét tới việc hỗ trợ phát triển kinh tế vừa và nhỏ trong khu vực, cầm hồ tuyệt đối không có ý hút máu từ ngân hàng. Trương Khắc biểu thị rõ ràng cầm hồ sẽ không tham dự vào hành động đột kích tập thể vào thị trường chứng khoán của xí nghiệp công nghệ. Chương 1027, lại tới ngắm chim. Ảnh hưởng lớn nhất của làn sóng công nghệ đại khái là làm các tổng giám đốc đều đổi sang gọi là CEO rồi, Hải Túc trừ Vương Hải Túc tiếp tục làm tổng giám đốc ra, để theo kịp thời đại cũng lập chức vị giám đốc điều hành, đảm nhậm chức vị này là phó tổng giám đốc Lưu Kỳ Tuấn. Trương Khắc không hiểu lắm về Lưu Kỳ Tuấn, nhưng với cầm hồ lúc này, sau khi có cơ cấu chuyên môn siêu tầm tình hình thị trường, tìm kiếm tài liệu về Lưu Kỳ Tuấn không mất nhiều thời gian. Lưu Kỳ Tuấn tuổi gần 32, người Hồng Kông, được người trong giới tán dương là kỳ tài thao tác vốn, nhiều lần đại biểu cho thế lực tư bản Chiết Đông ra tay với thị trường chứng khoán, một năm trước được Nghiêm Văn Giới chiêu mộ, làm phó tổng giám đốc City đầu tư Hoành Tín, tổng giám đốc của đầu tư Hoành Tín do Nghiêm Văn Giới đích thân đảm nhiệm. Trương Khắc có thể phán đoán ra, mặc dù Tinh Điển vẫn là cổ đông số một của Hải Túc, nhưng thực tế Hoành Tín đã nắm Hải Túc trong tay. Đường thao tác của Hoành Tín là muốn đem hai nghiệp vụ lớn của Hải Túc là thương mại điện tử và sản nghiệp phần mềm vào cái xác giống kia, đây là điều chắc chắn. Trương Khắc ít tiếp xúc với thị trường chứng khoán, nhưng cũng biết trước khi bong bóng Internet bị vỡ, cổ phiếu các công ty dính líu chút xít tới Internet thôi cũng có giá tăng lên gấp 10, gấp 20 lần. Cẩm Hồ dù có ra tay phá vỡ kế hoạch mượn xác của Hải Túc cũng không thể ngăn cản người chơi cổ phiếu mất lý trí vì làn sóng công nghệ kia. Hơn nữa thúc đẩy công ty công nghệ mới vào thị trường vốn được nhiều bộ ủy bản TW ủng hộ, là đại sự hàng đầu của TW, được các đại lão TW, Cẩm Hồ có năng lực gì ngăn cản sự hình thành của bong bóng kinh tế. Những cái miệng tham lam muốn ních đầy bụng đằng sau kinh tế bong bóng không phải chỉ có đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết. Trương Khắc xem tư liệu xong, nghĩ giờ chỉ có thể yên tĩnh nhìn đám người đó biểu diễn mà thôi. Ngày 1 tháng 5, đợi ít Hồng Kông được nghỉ, thêm vào 2 ngày cuối tuần. Đường Thanh liền bay về nước gặp Trương Khắc. Trương Khắc từng nhận lời với cô mùa xuân sẽ đưa cô tới đông đường ngắm chim, hiện là cuối xuân, thời tiết ấm lên, có điều vừa vặn thích hợp tới Hồ Kim Sơn ngắm chim. Chuyến bay trực tiếp từ Hồng Kông tới Kim Sơn rất ít, Đường Thanh liền tới Kiến Nghiệp, tụ họp với Trương Khắc rồi mới lái xe tới Kim Sơn, Thiệu Chí Cương cũng đi cùng. Xe tới Kim Sơn thì đã là hoàng hôn rồi, liền hạ cha mẹ Đường Thanh tới trấn đông đường ăn cơm, như thế không lỡ cảnh chim về tổ. Trấn đông đường ngoại ô Kim Sơn, đồi thấp, mặt hồ, cảng sông, ao nước, đầm lầy đang xen nhau, trời đất dưới ánh chiều ta như bức tranh thủy mặc đậm màu, bao phủ phong cảnh tuyệt mỹ trong một không khí thần bí. Những đàn chim về tổ buổi hoàng hôn như làn sóng nối nhau tràn qua trước mặt, rồi tan vào trong mây. Cảnh đẹp thế này dù nhìn đi nhìn lại bao lần cũng không chán. Đường Thanh khoác tay mẹ, quay đầu lại nói với cha, ba thăng quan, với con mà nói chỉ được mỗi cái này là hay. Vậy con còn muốn gì nữa? Đường Học Khiêm nghe vậy cười hỏi lại. Trương Khắc cầm máy ảnh số của Sony chụp cảnh đàn chim về tổ, Đường Thanh nhìn sang thắc mắc, bạn học nhiếp ảnh từ khi nào thế, sao chẳng nghe bạn nói nhỉ? À, mình có ý học nhiếp ảnh gì đâu, hồi tháng 4 Samsung liên tục đưa ra máy ghi âm số, máy ảnh số. Kỹ thuật máy ghi âm số thì đơn giản, mình đang nghĩ có nên làm kỹ thuật số không? Trương Khắc đưa máy ảnh cho Đường Thanh, y nói cho Đường Học Khiêm nghe. Nếu không chẳng trả lời Đường Thanh một cách đàng hoàng như vậy, nói thêm với Đường Học Khiêm, máy ảnh kỹ thuật số phát triển ắt làm thu hẹp thị trường của vật liệu cảm quang, tức là thị trường phim máy ảnh,
Tập đoàn Kim Sơn là một trong 20 xí nghiệp sản xuất vật liệu cảm quang, cháu biết Fuji và Kodak đang tranh nhau hợp tác với Kim Sơn mở rộng cơ sở sản xuất. Đối với một sản nghiệp như mặt trời xe bóng, thời gian không còn nhiều, cứ để bọn họ sải bước tiến vào. Thị trường phim chụp ảnh trong nước bị Fuji và Kodak thẩm thấu mạnh, bất kể sản nghiệp này đang đi xuống hay không thì tập đoàn Kim Sơn mỗi ngày một sa sút, nếu thực sự không đánh giá cao ngành nghề này, quyết đoán để tài sản quốc gia rút ra là lựa chọn tốt nhất. Đường Thanh bĩu môi, chụp ảnh kỹ thuật số chưa chắc chụp ra linh cảm như phim cuộn. Nếu là cho mình chọn, mình sẽ chọn phương thức truyền thống. Kỹ thuật số sẽ không ngừng tiến bộ, còn kỹ thuật chụp ảnh truyền thống đã có hơn 200 năm phát triển, không gian tiến bộ cực kỳ hữu hạn. Trương Khắc mỉm cười, nói, hơn nữa cảm giác nghệ thuật chụp phim mang lại là chuyện của giới chuyên nghiệp thôi cô nương ạ, mình chỉ quan tâm tới thị trường. Đường Học Khiêm chỉ cười không đưa ra bình luận gì. Đằng sau Trương Khắc còn có một đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp ăn đứt đám quan viên chính phủ, không cần phải nghi ngờ. Nhưng nếu rút tập đoàn Kim Sơn ra, những người không nhìn thấy xu thế phát triển sản nghiệp sẽ há miệng chửi chính phủ, bán nước cầu vinh, dù sao thị trường phim chụp ảnh trong nước còn có dung lượng lớn, hai năm qua đang tăng trưởng mạnh. Trong nước, những quan viên tầm thường là sống thoải mái nhất, những người có tầm nhìn mạnh tay cải cách bị chửi nhiều hơn cả đám tham quan ô lại. Đường Thanh cầm máy ảnh đưa cho Tôn Đình đứng cách đó xa xa, đợi em bé của chị sinh ra rất cần một cái máy ảnh, có thể chụp ảnh em bé bất kỳ lúc nào. Tôn Đình vác cái bụng lớn mang bầu 8 tháng, đi khệnh khạng như vị đại tướng quân, nhìn màn hình LCD, hỏi, cái máy ảnh này chẳng không ít tiền. 60 vạn yên Nhật, hiện đồng yên mất giá, chưa tới 5 vạn nhân dân tệ. Trương Khắc trả lời. Tôn Đình tặc lưỡi, cậu nói thì nhẹ nhàng rồi. Người thường làm sao dùng nổi thứ đắt tiền như thế? Cái này hiện chỉ dùng cho dân chuyên nghiệp thôi, tới khi kỹ thuật phát triển, mức tiêu thụ theo kịp, máy ảnh kỹ thuật số bình thường sẽ không đắt. Kỹ thuật chủ yếu của máy ảnh kỹ thuật số chủ yếu nắm trong tay doanh nghiệp Nhật, nên trong thời gian ngắn khó mong nó giảm giá được, nhưng xu thế phát triển thì không thể chống lại. Trương Dịch hỏi, vậy Cẩm Hồ có kỹ thuật hạch tâm gì? Làm sao có được, Trương Khắc lắc đầu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể. Nếu kỹ thuật hạch tâm hoàn toàn nắm trong tay người Nhật thì hy vọng rất mong manh, song khởi nguồn kỹ thuật lại là ở Mỹ, đương nhiên là muốn có nó vẫn rất khó khăn, song có thể tính toán. Cẩm Hồ không tham nhiều nhai không kỹ, hiện tính làm cái này chỉ là muốn phong phú thêm sản phẩm, không hy vọng kiếm được nhiều lợi nhuận lắm. Làm thế là vì theo sát Samsung phải không? Đường Học Khiêm lúc này mới lên tiếng. Trương Khắc trả lời. Nghiêm khắc mà nói Samsung trên phạm vi toàn cầu không thể tính là doanh nghiệp điện tử hạng nhất, nhưng chiến lược dung hợp sản phẩm và kỹ thuật số của Samsung lại rất đáng để doanh nghiệp khác học tập. Cẩm Hồ không thể chậm chân được. Thiệu Chí Cương than, áp lực của ái đạt lớn rồi, tầng quản lý khó mà hưởng thụ được chế độ ngày nghỉ 2 tuần. Áp lực của anh cũng đâu phải nhỏ. Trương Khắc chỉ mặt đất mênh mông dưới ánh chiều tà, lưu vực tiểu giang chắc không tìm đâu ra được nơi ngắm chim tốt thế này nữa, cách thành phố không xa. Gần sông núi, đừng để mọi người thất vọng nhé. Quy hoạch khu bảo hộ đất ngập nước Đông Đường Trung tuần tháng 4 đã hoàn thành, chiếm chừng 12 km2, công viên chuyên môn phục vụ du lịch chiếm 3m2, mặc dù đã đưa dân cư trong khu bảo hộ ra ngoài, nhưng khoản đầu tư lớn nhất là công trình du lịch cơ sở. Có thể kiến thiết tốt nơi này hay không tôi cũng không chắc lắm. Thiệu Chí Cương cười nói, sau này thế nào cũng phải báo cáo với tỉnh trưởng Đường nhiều hơn. Đường Học Khiêm xua tay. Hạng mục công viên Đông Đường hoàn toàn giao cho thành phố Kim Sơn phụ trách, tỉnh sẽ không xen vào, giám đốc Thiệu có báo cáo cứ báo cáo với bí thư Triệu, hôm nay tôi chỉ bị ép tới đây thôi. Thiệu Chí Cương không nói thêm nữa, trước đó khu bảo hộ chỉ phân giới tuyến đó, trước khi chính thức khởi công cần phải có quy hoạch chi tiết hơn, công tác này do phòng thiết kế của Hứa Tư gánh vác, nếu Đường Học Khiêm ôm lấy chuyện này, Hứa Tư sẽ không tiện ra mặt nữa, Thiệu Chí Cương nghĩ có lẽ Đường Học Khiêm cố ý tránh việc này. Chương 1028, ba ông trời con một. Trương Dịch rất thông thuộc Đông Đường, buổi tối thưởng thức món ngon Hồ Kim Sơn trong nhà hàng có tên Đông Đường do hắn tiến cử, không chỉ mời vợ chồng Hứa Thụy Bình, còn mời cả vợ chồng Từ Học Bình tới. Trương Khắc và Từ Học Bình, Chu Thục Huệ thân như người nhà, số lần Trương Khắc tới Kim Sơn không nhiều có cơ hội thế nào cũng phải cùng ăn một bữa. Thời buổi này chẳng có cái gì chạy nhanh hơn tin tức, trong nhà hàng có rất nhiều người thảo luận chuyện xây dựng công viên. Chủ nhà hàng còn đứng trước quầy thu ngân nói oang oang, bảo nếu xây công viên thật, ông ta sẽ mở rộng nhà hàng của mình. Mặc dù Từ Học Bình, Đường Học Khiêm đều đổi sang xe bình thường, đi vào nhà hàng lập tức có người nhận ra,
tất nhiên gây ra oanh động lớn, chủ nhà hàng kích động tới run cả người. Chu Thục Huệ than phiền, thật không dám ra ngoài ăn cơm nữa, còn rắc rối hơn ăn cơm ở nhà. Hàn huyên qua loa với khách trong nhà hàng, rồi mọi người trốn vào trong phòng bao, chuyện cơm nước do Trương Dịch ra ngoài lo liệu. Trương Dịch an bài xong đi vào, nói nhỏ với Trương Khác, bí thư Trấn Đông Đường tai thính, chân cũng nhanh. Hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, không cho rằng Từ Học Bình, Đường Học Khiêm sẽ tiếp khách ngoài. Từ Học Bình tai rất thính, hỏi, có cán bộ Trấn Đông Đường ở bên ngoài à? Trương Dịch trả lời, vâng, có bí thư đảng ủy trấn, phó trấn trưởng ăn cơm ở gần đây, vừa mới tới. Cơm còn chưa lên, mời bọn họ vào đi, chuyện khu bảo hộ sinh thái mà không trao đổi với người ở trấn, thế nào cũng có xung đột lợi ích, có khả năng thì phải làm chuyện tốt nhất có thể. Từ Học Bình nói, có cơ hội này, vừa vặn tìm hiểu suy nghĩ của các bộ xã trấn. Đấy đấy, Chu Thụ Huệ thở dài, tôi đã nói mà, theo lão tử đi ăn cơm chẳng được yên đâu. Từ Học Bình lắc đầu, ngồi trên tòa nhà tỉnh ủy sao nghe được cái gì, chỉ nghe chuyên gia này, học giả nọ, còn công tác điều tra cơ sở thực sự thì bỏ qua. Tới cơ sở đi một chuyến, tới đâu cũng bị an bài trước rồi, muốn nghe được một thứ thực chất nào đó, phải đột kích, nhưng đột kích mãi cũng không được, người dưới sẽ oán trách. Gọi cán bộ trấn vào thì ông nghe được những lời nói thật à. Chu Thục Hủy cãi nhau với chồng. Vậy thì kéo thêm vài quần chúng vào giám sát, Từ Học Bình cười. Tránh cho mấy cán bộ trấn ba hoa khoác lác. Trương Dịch liền đi mời người vào, mời cả vài quần chúng, đám cán bộ không dám tùy tiện kẻ hát người khen, người dân quan tâm nhất là vấn đề kế sinh nhai sau khi bị di rời, có gần 2.000 hộ nông dân chuyển ra khỏi khu bảo hộ, may là Thiệu Chí Cương có suy tỉnh rồi, báo cáo sau khi công viên xây xong, thêm vào khai phát địa ốc, có thể giải quyết vấn đề công ăn việc làm một số thôn dân, đương nhiên còn cần chính phủ trấn Đông Đường phối hợp. Thế là bữa cơm chỉ hoãn hơn nửa tiếng mới bắt đầu, Chu Thục Huệ cảm khái muốn ăn một bữa cơm náo nhiệt ở Kim Sơn không dễ dàng gì, bà đã nghỉ hưu rồi, tuy cũng đeo một đống chức danh cố vấn gì đó, nhưng một số việc rất đạm bạc, chồng ở Kim Sơn thì bà ở Kim Sơn, chồng đi Bắc Kinh hợp thì ba sang Hải Châu chơi với Chỉ Đồng. Tôn Đình vác cái bụng bầu, bà rất nhiệt tình quan tâm, hỏi thăm luôn, còn nói em bé sinh ra, bà có thể giúp chăm sóc, chồng bà ở vị trí cao, muốn có người thân cận không phải dễ. Cơm tối chẳng ăn được lâu, cán bộ trấn còn ngồi ngoài đợi, mọi người ăn xong trò chuyện một lúc mới đi. Rời trấn Đông Đường, buổi tối Trương Khác ở nhà Đường Học Khiêm, bất kể là bên ngoài hay vợ chồng Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình đều coi Trương Khác là con rể rồi, nhưng muốn ở chung phòng với Đường Thanh à. Đừng mơ mộng. Chỗ ở của Đường Học Khiêm tại Kim Sơn là căn nhà Tây 2 tầng bên hồ, khi Chu Cẩn Du làm bí thư thành ủy Kim Sơn cũng ở trong tiểu khu này, thường gọi là khu tập thể tỉnh ủy. Trừ Từ Học Bình ra thì gần như tất cả thường ủy tỉnh ủy đều ở đây. Trong nhà bình thường ngoại trừ vợ chồng Đường Học Khiêm còn có một giúp việc người bản địa. Ở trong xe, Trương Khác còn thì thầm bên tai Đường Thanh bảo cô đem lén lút vào phòng mình, Đường Thanh mắng y vô sỉ, trong nhà mình, cô nàng đương nhiên có dũng khí nhe nanh múa vuốt với Trương Khác. Tới nhà, Đường Thanh đi tắm trước, Trương Khác theo Đường Học Khiêm vào thư phòng nói chuyện, Cố Kiến Bình ở phòng khách xem Hoàn Châu cách cách. Cảng Đông Sơn xây xong sẽ xoay chuyển tình hình nguồn năng lượng ở lưu vực sông Tiểu Giang, năm nay dưới sự thúc đẩy của Thủ tướng, kinh tế quốc dân mở rộng cửa cho vốn dân doanh, năm ngoái Cẩm Hồ thu mua Thần Hy làm quan viên liên quan phải run như cầy sấy, năm nay không phải là vấn đề gì nữa. Cháu có kế hoạch tiếp theo không? Đường Học Khiêm hỏi. Mở cửa một mặt là vì kinh tế năm nay có xu thế đi xuống, nên phải đẩy mạnh đầu tư. Mặt khác vốn quốc hữu đang tiến hành chỉnh hợp ở lĩnh vực cơ sở. Nên cần dẫn một bầy sói vào kích thích. Trương Khác hơi đăm chiêu nói, cháu lo đợi uy hiếp kinh tế sụt giảm qua đi, vốn quốc hữu chỉnh hợp xong, thái độ của TW sẽ thay đổi. Đường Học Khiêm trầm ngâm nói, tiêu thụ dầu thành phẩm cũng mở cửa rồi, đây là điều năm ngoái không ai ngờ tới. Cháu nghe thấy rất nhiều người hô hào việc này, ngay trong nội bộ Cẩm Hồ cũng có người thảo luận có nên bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực này không. Ít nhất ở hai tỉnh Giang Nam, Đông Hải có thể mau chóng lập nên mạng lưới trạm xăng dầu dày đặc, Cẩm Hồ có ưu thế rất lớn ở nơi này. Trương Khác hiểu rõ vốn dân doanh tiến vào lĩnh vực này có kết cục gì, kỳ thực không cần có ký ức kiếp trước, tiến tới một tầm cao như y rồi đứng trên nhìn xuống thì đây không phải là điều khó đoán nữa, cháu chẳng động lòng. Cháu lo lĩnh vực dầu mỏ mở cửa với vốn dân doanh không đủ sao? Tiêu thụ dầu thành phẩm là điểm cuối của ngành công nghiệp dầu mỏ, đừng nói lĩnh vực thăm dò, khai thác. Luyện dầu cấm chỉ vốn dân doanh tiến vào, ngay cả quyền xuất khẩu dầu thành phẩm cũng chẳng có,
xí nghiệp dân doanh chỉ có mỗi cái quyền mua dầu thành phẩm đem đi tiêu thụ. Trương Khác thở dài, nhiều xí nghiệp dân doanh cho rằng chính sách còn tiếp tục mở cửa, không có khả năng đi lùi, cháu thì nghĩ chỉ là kết quả đấu tranh quan trường thôi, chuyện chính sách quay đi trở lại là bình thường. Đợi các xí nghiệp quốc hữu chỉnh hợp xong hồi sức lại thì bọn họ liệu có tuân theo xu thế phản triển kinh tế mà nương tay với xí nghiệp dân doanh tiêu thụ dầu thành phẩm không? Cháu nghĩ đợi vốn dân doanh là một chậu nước lạnh thì có. Đường Học Khiêm cười lớn, không ngờ cháu còn cảnh giác cao độ như vậy. Bác cứ nhìn cái sản nghiệp di động trong nước thì thấy. Trương Khác lắc đầu thở dài, nếu chẳng phải Cẩm Hồ còn có chút ưu thế kỹ thuật thì đã bị người ta nghiền ra bã rồi. Còn lấy thêm ví dụ, như thương vụ Cẩm Hồ tiến vào sản nghiệp chế tạo sắt thép, một mặt do sản nghiệp chế tạo sắt thép trong nước mặc dù do vốn quốc hữu lũng đoạn tuyệt đại bộ phận, nhưng quy mô lại không đồng đều, mâu thuẫn giữa TW và địa phương rất lớn, để lại không gian sinh tồn lớn. Ngoài ra quốc gia cũng mở cửa quyền xuất nhập khẩu. Chương 1029, ba ông trời con hai. Đường Học Khiêm gật đầu, thương vụ Cẩm Hồ muốn làm mậu dịch đầu tư hình thành thương xã tổng hợp, Cẩm Hồ có thể sải bước vào sản nghiệp chế tạo sắt thép, một mặt thương vụ Cẩm Hồ nắm lấy quyền xuất nhập khẩu quặng sắt, là nắm được quyền chủ động trong tay rồi. Ngoài ra sau này xây lên cơ sở sản xuất sắt thép thì vẫn là do vốn quốc hữu địa phương nắm cổ phần là chính, được chính phủ hai tỉnh Đông Hải, Giang Nam bảo hộ. Chẳng cần lo sau này cạnh tranh bị xí nghiệp sắt thép khác trong nước chơi bẩn đằng sau. Trương Khác lại nói, Cẩm Hồ chẳng chơi tiêu thụ dầu thành phẩm, ở lĩnh vực này vốn dân doanh chẳng có ưu thế gì, quy tắc do đối thủ là hai cự đầu Trung Thạch Hóa và Trung Thạch Du định ra. Định ra, cháu nhớ tới một câu chuyện cười trên mạng, có một con cá sấu vào nhà tù, đúng lúc gặp một con thằn lằn từ trong tù ra, người ta nhìn thấy lắc đầu cảm khái, cái nhà tù này đen tối thật. Cháu chỉ lo vốn dân doanh tiến vào lĩnh vực này không tránh được kết cục đi vào là cá sấu, đi ra là thằn lằn. Trung Thạch Hóa, China Petroleum and Chemical Corporation Tổng Công ty Dầu Khí và Hóa Chất Trung Quốc. Trung Thạch Xu, Tổng Công ty Dầu Lửa Trung Quốc. Đường Học Khiêm cười lớn, lúc này mới nói ra nguyên do. Tỉnh Giang Nam xưa nay nằm ngoài lề thị trường của Trung Thạch Hóa và Trung Thạch Xu, trước kia còn có City Dầu Lửa tỉnh bổ sung. Năm nay TW ra quy định rõ ràng chỉnh hợp City Dầu Lửa các tỉnh, tỉnh không thể tăng thêm đầu tư vào công ty dầu lửa tỉnh nữa. Năm nay kiến thiết đường xá tăng tốc, tỉnh hy vọng hai công ty trên tăng cường đầu tư trang thiết bị cung ứng dầu thành phẩm cho tỉnh. Câu trả lời là hai công ty đó không tin vào việc phục hồi của kinh tế Giang Nam, cho rằng số trạm xăng dầu hiện tại là đủ, không muốn tăng thêm. Trương Khắc hiểu, Trung Thanh Du, Trung Thạch Hóa tiền nhiều thế lớn, thái độ với địa phương luôn kênh kiệu. Hai công ty này hiện ngầm thỏa thuận với nhau phân chia địa bàn, thị trường tỉnh Giang Nam chưa đủ dụ bọn họ mâu thuẫn. Trung Hải Du không phải muốn lập kho dự trữ ở cảng Đông Sơn sao ạ? Cháu thấy quá nửa là họ muốn tiến vào thị trường dầu thành phẩm. Trung Hải Du, China National Offshore Oil Corporation, Tổng Công ty Dầu Khí Ngoại Cảnh Trung Quốc. Có thể chống lại Trung Thạch Hóa và Trung Thạch Du chỉ có thể là Trung Hải Du, tập đoàn siêu cấp TW tương đương thôi. Xưa nay Trung Hải Du đơn thuần là công ty khai thác dầu khí, nhưng chắc chắn họ cũng muốn tiến vào thị trường dầu thành phẩm mang lại lợi nhuận cao hơn. Được đấy. Đường Học Khiêm gật gù. Để ba ông trời con đấu nhau đi. Tiến vào thị trường dầu thành phẩm, trừ đầu tư xây dựng trạm xăng dầu, còn cần phải có cơ sở luyện dầu. Trung Hải Du tuyệt không thể đem dầu thô bán cho hai tập đoàn kia rồi lại mua lại dầu thành phẩm của bọn họ đi bán được. Trung Hải Du đầu tư kho dự trữ ở cảng Đông Sơn. Chưa chắc không có ý muốn lập cơ sở hóa dầu, chỉ có điều đầu tư hóa dầu cực lớn, động chút là cả chục tỷ, tập đoàn quốc hữu lớn như Trung Hải Du cũng không dễ dàng ra quyết định, cần phải đẩy họ một chút. Tài nguyên cảng nước sâu của khu Hoa Đông rất hữu hạn, hơn nữa xuất nhập khẩu cực kỳ phụ thuộc vào nguồn tài nguyên hữu hạn này, tất nhiên thành tiêu điểm tranh đoạt của các cự đầu hóa dầu, ai có thể hoàn thành bố cục sản nghiệp ở cửa cảng đó, sẽ có ưu thế với thị trường cả khu vực. Khi suy tính xây dựng cảng Đông Sơn, Trương Khác chưa bao giờ lo lắng không thu hút được hạng mục hóa dầu cỡ lớn vào đầu tư, nên trong quy hoạch kinh tế cảng Đông Sơn, đem đóng tàu, luyện sắt, hóa dầu làm sản nghiệp trụ cột của cảng Đông Sơn. Mặc dù không lo sau khi cảng xây xong không thu hút được hạng mục hóa dầu vào, nhưng một hạng mục lớn như thế, chỉ hoãn 7, 8 năm là chuyện thường. Hiện nay tỉnh Giang Nam đem kỳ vọng phục hồi kinh tế đặt vào Tân Đình càng sớm hình thành quy mô kinh tế, càng có thể kéo các nền kinh tế các tăng trưởng. Nên không chỉ tỉnh Giang Nam gửi gắm hy vọng vào cảng Đông, cả Đường Học Khiêm phân quản kiết thiết cảng và sản nghiệp liên quan, có thể đứng vững chân ở Giang Nam hay không,
phụ thuộc vào cảng Đông Sơn có phát triển mau chóng hay không. Cho dù chỉ nghĩ tới chính tích cá nhân của Đường Học Khiêm thì Trương Khắc cũng muốn mau chóng thúc đẩy một số hạng mục lớn thành lập ở Tân Đình, đương nhiên không muốn hạng mục hóa dầu trì hoãn 7, 8 năm, tới lúc đó cơm canh nguội lạnh cả rồi. Trương Khắc kiến nghị tỉnh Giang Nam lợi dụng hết mức mâu thuẫn giữa các tập đoàn TW này, không chỉ thúc đẩy Trung Hải Du xây cơ sở hóa dầu ở Tân Đình, có thể mạnh dạn hơn, phá vỡ bố trí thống nhất của TW với sản nghiệp dầu mỏ, dùng Trung Hải Du để thực thi chỉnh hợp sản nghiệp dầu mỏ Kim Sơn. Mặc dù trong bố trí thống nhất của TW là để Trung Thạch Hóa tiếp nhận dầu mỏ Kim Sơn, nhưng Trung Thạch Hóa xem nhẹ Giang Nam như thế, mà Trung Thạch Hóa đã xây dựng cơ sở hóa dầu ở Văn Chu rồi, để bọn họ tiếp nhận dầu mỏ Kim Sơn, trì hoãn phát triển sản nghiệp hóa dầu không phù hợp với lợi ích căn bản của tỉnh Giang Nam. Đương nhiên làm thế đắc tội với Trung Thạch Hóa, nhưng bọn họ đã xem thường Giang Nam, lại còn xun xoe lấy lòng họ thì mất quá giá bản thân quá, lôi kéo Trung Hải Du mới là chuyện nên làm. Trương Khắc và Đường Học Khiêm thương lượng trong thư phòng rất lâu, thương lượng xem phải ra tay từ phương diện nào thì dễ hơn, nếu để Trung Hải Du nhìn thấy khả năng chỉnh hợp dầu lửa Kim Sơn, bọn họ sẽ tự nhảy ra xung phong hãm trận. Ưu thế hiện nay của ban bệ tỉnh Giang Nam là có sự nhất trí cao độ ở vấn đề kinh tế, phân công cũng rõ ràng, Từ Học Bình lại mang quyết tâm tử chiến, không chơi trò bình hành ở tỉnh, ai đáng lên cho lên, ai đáng xuống cho xuống, ai đáng vào tù là tống thẳng vào tù, gánh lấy áp lực lớn nhất. Cho nên áp lực của chính phủ giảm đi rất nhiều, tốc độ quyết sách nhanh hiếm thấy. Trương Khắc tháp tùng Đường Thanh chơi Kim Sơn 3 ngày, sau khi đưa cô lên máy bay tới Hồng Kông, lại cùng Đường Học Khiêm tới Tân Đình, tham gia đàm phán xây dựng kho dự trữ dầu và liên quan tới việc hỗ trợ sản xuất dầu mỏ Đông Hải với Trung Hải Du. Trung Hải Du hiện mới chỉ có quy hoạch, còn cách một đoạn đường nữa mới ra quyết sách thực sự được, Đường Học Khiêm tới Tân Đình là hy vọng có thể xúc tiến việc này. Hạng mục này ở trong nước nhìn qua rất tầm thường, tổng đầu tư mới có 1 tỷ, so với hạng mục sắt thép 20 tỷ ở cảng Đông Sơn thì chẳng đáng nói tới, thậm chí kém cả việc đầu tư vào nghiệp đóng tàu Dương Phổ. Truyền thông trong nước cố ý đăng tin hời hợt sự kiện này, nhưng báo chí Nhật Bản lại làm dùm beng, ý đồ thông qua các con đường gây áp lực với Trung Quốc, ngăn cản Trung Thạch Du lập hạng mục này. Trung Quốc từ năm 74 đã tiến hành thăm dò khí thiên nhiên dầu mỏ ở Đông Hải, phát hiện ra mấy mỏ dầu. Tới năm 95, City Hoành Tinh khoan thăm dò thành công, tài nguyên khí thiên nhiên do Trung Hải Du chuyên doanh, giếng dầu trong khu vực cũng do Trung Hải Du phụ trách, xây dựng mỏ dầu trên biển lớn nhất hải vực Đông Hải. Phía Nhật cho rằng khu vực mỏ dầu khí đó đại bộ phận nằm trong hải vực của Nhật Bản, mà điểm Trung Hải Du khai thác dầu khí lại nằm ở giữa chữ U, một khi Trung Hải Du khai thác ở đó, phía Nhật lo bọn họ tài nguyên dầu khí trong giới tuyến của bọn họ sẽ qua mạch khoáng chảy ra bên ngoài. Một phương diện khác phía Nhật vừa mới hoàn thành công tác thăm dò ở vùng biển này, không thể tranh đoạt tài nguyên dầu khí dưới đáy biển với Trung Quốc, chỉ hy vọng thông qua tăng cường áp lực làm loạn bước tiến của Trung Hải Du. Đại khái là như thế, bên trái là biển Trung Quốc, bên phải là biển NB, phía Trung Quốc khai thác dầu trong vùng biển của mình, phía Nhật nói mỏ dầu kia nằm phần lớn ở địa phận Nhật, Trung Quốc khai thác sẽ hút dầu của bọn họ sang, phía Nhật chưa chuẩn bị đầy đủ để khai thác như Trung Quốc, nên muốn phá đám thêm thời gian chuẩn bị. Chương 1030, viếng thăm bí mật trong đêm. Mặc dù khai thác mỏ dầu khí tiến hành ở thềm lục địa gần biển hoàn toàn không có tranh chấp Trung Nhật, nhưng một số quan viên bộ ủy ban TW suy tính tới việc ngoại giao với phía Nhật, nên thái độ rất mập mờ. Hai tỉnh Đông Hải và Giang Nam hy vọng thái độ TW cứng rắn một chút, mau chóng thúc đẩy cả hạng mục đi vào thực thi. Trương Khắc và Đường Học Khiêm tới nơi thì Diệp Kiến Bân cũng từ Bắc Kinh bay tới, mang theo một tin tức không vui vẻ gì. Thái độ phía Nhật vốn đã có chuyển biến, đề xuất do công ty dầu mỏ Mitsui cùng khai phát mỏ dầu khí Xuân Hiểu, phân phối theo tỷ lệ. Không có người ngoài, Diệp Kiến Bân không phải gò bó trước mặt Đường Học Khiêm, chỉ có Mông Học Khánh giữ tư thái cẩn trọng. Chuyện gì Mitsui cũng dính vào, Trương Khắc vuột miệng chửi bậy. Khai thác dầu ở vùng biển không có tranh chấp cần gì phải chú ý tới thái độ của phía Nhật. Thái độ các quan viên bộ ủy ban TW ra sao? Các vị đại lão đều im lặng, chỉ có quan viên Cục Tài nguyên Năng lượng ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển bày tỏ thái độ ủng hộ rõ ràng. Diệp Kiến Bân mới nghe tin này cũng rất tức giận, lúc này đã bình tĩnh lại rồi, khinh bỉ nói, đám quan viên kia còn cố gắng lôi kéo vấn đề chính trị vào, còn nói cái gì mà khai thác dầu thô trên biển chi phí còn cao hơn nhập khẩu từ nước ngoài. Mà hiện giờ giá dầu thô quốc tế đang liên tục giảm xuống. Nên mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài vào khai thác dầu trong nước.
không biết Mitsui đã đấm mồm bọn chúng bao nhiêu. Nếu lĩnh vực khai thác dầu thô có thể mở cửa với vốn nước ngoài, vậy có mở cửa với vốn dân doanh không? Nếu Cẩm Hồ bỏ mấy trăm triệu USD ra khai thác dầu, không biết bọn chúng giở cái giọng gì. Trương Khắc cười lạnh, ít nhiều mang chút bất lực. À, bọn chúng còn lấy cái danh nghĩa hợp tác kỹ thuật. Diệp Kiến Bân bổ sung. Cho dù hợp tác kỹ thuật thì các công ty dầu mỏ Anh Mỹ có kỹ thuật khai thác dầu khí trên biển hùng hậu hơn nhiều, không tới lượt Mitsui. Mitsui muốn lấy danh nghĩa hợp tác kỹ thuật xen vào à, vậy mời bọn chúng tới Tân Đình đầu tư. Đừng hy vọng bên Nhật ngu xuẩn như thế. Tất nhiên bọn chúng không ngu xuẩn như thế. Trương Khắc chỉ biết lắc đầu thở dài. Đường Học Khiêm lên tiếng, cứ tiếp xúc với cao tầng Trung Hải Du đã, xem bọn họ có thái độ gì, dù sao bọn họ là người tham dự trực tiếp. Nếu Trung Hải Du kiên quyết phản đối, những người khác mới tiện đứng ra nói hộ. Liệu ngày mai có thể thảo luận thành công việc này với Lưu Thành Vệ không? Diệp Kiến Bân cau mày lại. Lưu Thành Vệ là phó bí thư đảng tổ Trung Hải Du, vốn trong kế hoạch không cần cao tầng cấp bậc như ông ta tham gia, nhưng đột nhiên phía Giang Nam coi trọng hạng mục này, phó tỉnh trưởng thường vụ Đường Học Khiêm đích thân tới Tân Đình, phía Trung Hải Du sao dám xem nhẹ. Trong này có ý vị tình chàng ý thiếp rồi, từ thái độ tích cực của phía Trung Hải Du có thể nhìn ra bọn họ có mong muốn tiến vào thị trường dầu thành phẩm thiếu hụt của tỉnh Giang Nam. Nhưng cuộc gặp ngày mai có chút chính thức, lại không quen biết mấy với Lưu Thành Vệ, lỗ mãng nói tới vấn đề này không thích hợp, Đường Học Khiêm cau mày, xem ra phải nghĩ cách khác. Chúng ta tới bàn, Trương Khắc đột nhiên vỗ tay vịn ghế quyết định. Bàn thế nào? Diệp Kiến Bân hỏi. Thương vụ Cẩm Hồ chẳng có chút liên hệ nào với nghiệp vụ của Trung Hải Du, tìm Lưu Thành Vệ ngăn cản Mitsui đại biểu cho phía Nhật tham gia khai thác dầu hơi quá giới hạn. Diệp Kiến Bân mặc dù muốn ôm lấy việc này, nhưng Cẩm Hồ tham dự chỉ phá hỏng thế cục, chỉ có hại mà chẳng lợi gì với Cẩm Hồ. Chưa bàn cái này vội, Trương Khắc cười, bàn việc Trung Hải Du lên thị trường chứng khoán Hong Kong cái đã, Cẩm Hồ không trực tiếp tham gia vào lĩnh vực này, nhưng Trung Thạch Du và Trung Thạch Hóa đều đang tích cực thúc đẩy kế hoạch lên thị trường chứng khoán nước ngoài, muốn tiến vào thị trường vốn nước ngoài huy động tài chính. Cẩm Hồ có thể dùng hình thức đầu tư nước ngoài gián tiếp tiến vào lĩnh vực dầu mỏ. Cách này cũng được. Nhà đầu tư nước ngoài không nhiệt tình lắm với kế hoạch Trung Hải Du lên thị trường chứng khoán Hong Kong. Diệp Kiến Bân gật đầu, lại hỏi, có điều cậu yên tâm về xí nghiệp TW sao? Chưa nói tới tương lai phát triển của sản nghiệp dầu mỏ, Trung Hải Du sớm đã hợp tác với công ty quốc tế ở lĩnh vực khai thác dầu mỏ ngoài khơi. Về quản lý, họ có trình độ cao nhất trong nước, không nói tới năng lực doanh lợi, chất lượng tài sản không tệ. Trương Khắc phân tích. Cẩm Hồ không chỉ đích thân tham dự việc Trung Hải Du bán cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Hong Kong, còn có thể giúp bọn họ tìm được nhiều đối tác hơn trong số thương nhân người Hoa Đông Nam Á, như thế chúng ta có đủ lý do ủng hộ Trung Hải Du tiến vào thị trường dầu thương phẩm. Trọng trách lên thị trường chứng khoán Hong Kong đặt lên vai Lưu Thành Vệ, đúng lúc đảng tổ công ty tràn trề tự tin thì đợt thăm dò đầu tiên bị các nhà đầu tư lãnh đạm, khiến Lưu Thành Vệ và đảng tổ công ty như bị trúng một gậy, chuyện lên thị trường chứng khoán trở nên ảm đạm. Thậm chí bên phía Hong Kong kiến nghị giảm kế hoạch phát hành cổ phiếu từ 24% xuống còn 12%. Nếu như làm theo kiến nghị này, chẳng bằng bỏ kế hoạch lên thị trường chứng khoán cho xong, tổng công ty đã xét tới phương án ứng phó khi kế hoạch này thất bại, mọi việc đè hết lên Lưu Thành Vệ, làm ông ta rất bức bối. Vốn Lưu Vệ Thành chẳng có hứng thú tới Tân Đình tham gia hoạt động đàm phán sơ kỳ này, nhưng Đường Học Khiêm đích thân tham dự, phía tổng công ty không thể xem nhẹ. Sau này mong tiến vào thị trường dầu thành phẩm được địa phương ủng hộ. Sau khi tham gia hoạt động này, Lưu Thành Vệ và trợ thủ của ông ta, Tạ Tử Lỗi tổng giám tài vụ của Trung Hải Du đều không che giấu được vẻ mỏi mệt. Chiều đãi buổi tối, ông ta và Tạ Lỗi đều không có hứng thú tham gia, về nhà khách thương lượng đối sách cuối cùng việc lên thị trường chứng khoán. Dù biết Đường Học Khiêm cũng ở trong nhà khách Đông Sơn, nhưng chẳng có tâm tình tới thăm. Cộc cộc cộc. Lưu Thành Vệ đang ngồi nghiên cứu tài liệu thì nghe thấy có người gõ cửa, tiếp đó thư ký đi vào nói, Giám đốc Lưu, Phó tỉnh trưởng Đường gọi điện thoại tới, muốn đến gặp. Lưu Thành Vệ không hiểu ngoài chuyện công ra thì có gì để gặp Đường Học Khiêm, nhưng không có lý do từ chối, giao tài liệu cho thư ký thu lại, cùng Tạ Lỗi tới phòng tiếp khách. Lưu Thành Vệ thấy đi cùng Đường Học Khiêm, trừ thư ký ra thì còn có hai thanh niên. Tới đây giới thiệu với bí thư Lưu hai người, bí thư Lưu không cho rằng tôi quá mạo muội chứ. Đường Học Khiêm quen xưng hô quan chức của Lưu Vệ Thành. Sao thế được, Lưu Thành Vệ vừa suy đoán thân phận hai thanh niên này, vừa mời mọi người ngồi xuống. Vị này là Diệp Kiến Bân tổng giám đốc của thương vụ Cẩm Hồ.
Đường Học Khiêm chỉ Diệp Kiến Bân giới thiệu. Lưu Vệ Thành theo bản năng đứng dậy, ông ta mặc dù chưa gặp Diệp Kiến Bân, Thương vụ Cẩm Hồ không chiếm cổ phần cao lắm trong cảng Đông Sơn, nhưng là người lập kế hoạch cũng như đứng sau thúc đẩy hạng mục, Lưu Thành Vệ tất nhiên không lạ gì Thương vụ Cẩm Hồ, cũng không lạ gì Diệp gia. Ngoài ra với cấp bậc phó bộ của ông ta, cũng hiểu khá nhiều về Cẩm Hồ, lúc bắt tay với Diệp Kiến Bân, nhìn sang thanh niên còn trẻ hơn, hỏi, vị này là... Trương Khắc nửa đêm mạo muội tới thăm, Trương Khắc đưa tay ra bắt tay Lưu Thành Vệ, tạ lỗi. Cho dù đoán được thanh niên này là ai, Lưu Thành Vệ vẫn hơi sửng sốt, thầm nghĩ đúng là trẻ thật, nắm chặt hơn, nói, có gì mạo muội đâu, nhìn khắp toàn quốc, ai hiểu chút về Cẩm Hồ mà không muốn gặp Khắc thiếu gia một lần. Chương 1031, viếng thăm bí mật trong đêm 2. Mọi người cùng ngồi xuống, hàn huyên chốc lát, Trương Khắc đi vào chủ đề trước. Nghe nói Mitsui đề xuất với Cục Tài nguyên Năng lượng cùng Trung Hải Du khai thác mỏ dầu khí ở phân giới Đông Hải, không biết nội bộ Trung Hải Du có ý kiến gì. Đề nghị của phía Nhật mang đậm sắc thái chính trị, thân là quan viên cấp phó bộ, bất kể ở trường hợp nào, đều phải chú ý không đưa ra bình luận. Lưu Thành Vệ nhìn Trương Khắc tỏ vẻ khó hiểu cùng cảnh giác, thanh niên trước mắt này lập nên sự nghiệp trói lọi như thế, phía sau lưng lại dính líu rất nhiều quan hệ chính trị, không nên hỏi một câu khinh suất như vậy mới đúng. Lưu Thành Vệ mặc dù không lòng khó chịu, nhưng chưa tới mức trở mặt, chỉ hàm hồ nói, Trung Hải Du còn chưa nhận được thông báo chính thức, có lẽ đây chỉ là ý kiến một phía của Mitsui. Nếu Trung Hải Du lần này lên thị trường chứng khoán bất lợi thì sao? Trương Khắc hỏi dồn tới, các vị có chấp nhận đề án của phía Mitsui không? Lưu Thành Vệ nhìn liếc qua Đường Học Khiêm, Diệp Kiến Bân, tâm tư bình tĩnh lại, Trương Khắc đương nhiên không thể vô duyên vô cớ đàm luận đề tài chính trị mẫn cảm như thế. Hiện kế hoạch đưa nghiệp vụ dầu khí lên thị trường chứng khoán có chút khó khăn, có điều đề án hợp tác với Mitsui lại là vấn đề khác, tập đoàn chưa thảo luận, tôi không tiện trả lời. Tôi cho người sưu tầm được một số tài liệu của Trung Thạch Du, muốn thỉnh giáo giám đốc Lưu một chút. Trương Khắc cứ tự nói, Trung Hải Dung đem thăm dò, khai thác, sản xuất cùng với nghiệp vụ tiêu thụ dầu khí tách ra đưa vào công ty trên thị trường chứng khoán, tổng giá trị 11.1 tỷ. Khác với các quốc sĩ khác tách nợ khỏi công ty lên TTCK, Hải Thạch Du lại đưa khoản nợ 12.6 vào công ty này, tổng công ty không còn nợ nữa, đây là điều làm nhà đầu tư không hiểu. Lưu Thành Vệ rất vui mừng Trương Khác có thể hỏi câu này ngay trước mặt, kiên nhẫn giải thích, những nghiệp vụ đưa vào công ty trên TTCK đều là tài sản chất lượng, quản lý minh bạch cao, dự đoán doanh lợi năm 99 đạt tới 31.1 tỷ. Nhưng nghiệp vụ thăm dò, khai thác, sản xuất không thể thiếu sự hỗ trợ của công ty chuyên nghiệp và cơ sở, hai mảng này phải phát triển cân bằng, trong khi hiện nay chất lượng tài sản hai nghiệp vụ này có chênh lệch lớn, cả doanh lợi cũng khác biệt, làm sao phát triển cân bằng được, cho nên tổng công ty sau nhiều lần thảo luận mới tách nợ ra để công ty trên TTCK tiêu hóa, để lại tài chính phát triển nghiệp vụ khác. Tạ lỗi nghĩ tới chuyện Trương Khác vừa nhắc tới đề án của Mitsui, dù lên TTCK huy động vốn bất lợi, vẫn có thể từ chối đề nghị phía Nhật. Nhưng chuyện khai thác dầu mỏ sẽ phải trì hoãn lại vì thiếu tài chính, còn thực tế trì hoãn phía Trung Quốc là phía Nhật đã đạt được mục đích của mình. Nghĩ tới đó Tạ Lỗi mừng rỡ, Đường Học Khiêm và hai người Trương, Diệp không thể vô duyên vô cớ đến đây vào ban đêm, nếu Cẩm Hồ có thể thể hiện khí phách như xây cảng Đông Sơn thì tổng công ty giải quyết được vấn đề lớn rồi. Trung Thạch Su, Trung Thạch Hóa đều có kế hoạch lên TTCK trong thời gian gần, chúng tôi cũng đã phân tích cẩn thận khác biệt giữa ba công ty. Diệp Kiến Bân nói, Trung Thạch Du khống chế 67% sản lượng dầu thị trường trong nước, Trung Thạch Hóa thì khống chế 22% sản lượng dầu, 60% năng lực chế luyện, Trung Hải Du chỉ có 1% sản lượng dầu và hợp tác với nước ngoài khai thác, không có năng lực chế luyện. Nhìn bề ngoài thì Trung Hải Du không phải là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Nhưng Mitsui và Cẩm Hồ cạnh tranh ở nhiều phương diện, chắc Bí Thư Lưu cũng có nghe, nên Cẩm Hồ sẵn sàng giúp Trung Hải Du một tay. Diệp Kiến Bân chẳng nói tới vấn đề lợi ích dân tộc gì hết, trước vấn đề thương nghiệp, nói những lời giống tuếch đó chỉ khiến người ta hoài nghi Cẩm Hồ có dã tâm chính trị gì đó. Một mặt Lưu Thành Vệ cảm thấy áp lực khó khăn trên TTCK, một mặt nếu có năng lực khai thác, ai muốn công ty nước ngoài xen vào. Hơn nữa hợp tác với Mitsui rất mẫn cảm, cho dù trách nhiệm chính trị có người bên trên gánh vác thì tổng công ty vẫn phải chịu áp lực dư luận. Cẩm Hồ có thể tham dự vào kế hoạch phát hành cổ phiếu của Trung Hải Du là tin tức tốt nhất Lưu Thành Vệ nghe được trong thời gian qua, nếu đã thẳng thắn đưa lên mặt bàn rồi, ông ta cũng hỏi luôn, kế hoạch huy động vốn lần này của chúng tôi là 1 tỷ đô la Mỹ, con số thể không thể giảm bớt,
Cẩm Hồ có thể chia sẻ được bao nhiêu? Cẩm Hồ có thể bỏ ra 200, 300 triệu. Trương Khắc đáp, ngoài ra Cẩm Hồ có chút ảnh hưởng ở Đông Nam Á, tôi có thể hứa ngay với giám đốc Lưu ở đây, bên này ít nhất chia sẻ được 40% nhiệm vụ của Trung Hải Du. Thế là đủ rồi, có Cẩm Hồ đứng ra sẽ làm các nhà đầu tư vừa và nhỏ tăng thêm lòng tin, còn đề án của Mitsui, Trung Hải Du có thể đường hoàng từ chối. Tạ Lỗi mừng ra mặt, mây đen bao phủ trong lòng mấy ngày qua bị xua tan, trong lòng cũng có chút kỳ quái, Cẩm Hồ chưa bao giờ tiếp xúc với bọn họ, nếu Cẩm Hồ thực sự có kế hoạch đầu tư vào Trung Hải Du phải nên tiếp xúc với bên này sớm hơn chứ. Cẩm Hồ tham gia vào kế hoạch lên TTCK của Trung Hải Du nhiều lắm có thể nói là đầu tư tài vụ, không thể trực tiếp can dự vào việc kinh doanh của Trung Hải Du, cho dù Cẩm Hồ bỏ ra 300 triệu đô la Mỹ thì cũng chỉ chiếm 7% cổ phần, không có tư cách tham dự vào BQT. Dù đầu tư tài vụ cũng có lợi ích không nhỏ, nhưng chí của thương vụ Cẩm Hồ không nằm ở đó, mà muốn tiến hành thẩm thấu và ảnh hưởng nhiều hơn vào chuỗi sản nghiệp, thúc đẩy chuỗi sản nghiệp phát triển cân bằng từ nguồn tới thị trường. Trương Khắc nói tới mức này, Đường Học Khiêm nãy giờ im lặng mới lên tiếng, tỉnh cũng hy vọng Trung Hải Du có thể thành công lên TTCK. Ngoài ra mặc dù TW muốn thống nhất nghiệp vụ hóa dầu của dầu mỏ Kim Sơn, giao cho Trung Thạch Hóa chỉnh hợp, nhưng tốc độ của Trung Thạch Hóa quá chậm. Lưu Thành Vệ lúc này mới hiểu ý đồ tới thăm giữa đêm của ba người bọn họ, Cẩm Hồ hỗ trợ Trung Hải Du, không chỉ muốn Trung Hải Du ngăn cản lòng tham của Mitsui, còn phải đem tỉnh Giang Nam thành cơ sở sản nghiệp trên đất liền của Trung Hải Du. Trưa ngày 5 tháng 5, Lưu Thành Vệ thông báo tình hình chuyến viếng thăm ban đêm của ba người Đường Học Khiêm với tổng công ty. Sau khi qua thảo luận nhanh, Trung Hải Du nhanh chóng nhất trí ý kiến đồng ý hợp tác với Cẩm Hồ và chính phủ Giang Nam. Bất kể đứng ở lập trường bản thân hay lập trường chính trị, Trung Hải Du đều phải ngăn cản Mitsui vươn tay vào mỏ dầu ở phân giới Đông Hải. Trước kia lo khả năng huy động vốn trên TTCK thất bại, tự tin không đủ, thái độ mềm xuống, nên không lên tiếng. Giờ nắm chắc huy động vốn thành công có thể ưỡn ngực lên rồi. Trung Hải Du muốn tiến vào thị trường dầu thành phẩm là phải tranh cơm trong bát Trung Thạch Du và Trung Thạch Hóa, nếu chính phủ Giang Nam sẵn lòng phối hợp, Trung Hải Du sẵn lòng đi chặn đường Trung Thạch Du cướp việc mua lại dầu mỏ Kim Sơn. Mặc dù nền móng của dầu mỏ Kim Sơn rất mỏng, nhưng có thể dựa vào khu công nghiệp Cảng Đông Sơn đầu tư cơ sở hóa dầu quy mô lớn, thậm chí có thể ủng hộ tư bản dân doanh đầu tư xây dựng trạm xăng dầu, chỉ cần phá vỡ bố cục lũng đoạn của Trung Thạch Du, Trung Thạch Hóa là được. Khi Lưu Thành Vệ và Diệp Kiến Bân bay sang Hong Kong bàn bạc hiệp nghị đầu tư cụ thể thì Trung Hải Du một mặt hiệp đàm với tỉnh Giang Nam, đồng thời cũng tiến hành hoạt động ở các bộ ủy, đứng ra lên tiếng kiên quyết chống lại đề án của Mitsui. Thái độ của Trung Hải Du đột nhiên trở nên cứng rắn làm chỉ tá Tú Tàng hết sức bất ngờ, có điều tất cả tiến hành một cách âm thầm, nên hắn không tìm ra vấn đề ở chỗ nào. Chương 1032, đau đầu. Anh biết vấn đề ở chỗ nào không? Chỉ tá Tú Tàng nhìn bản thân, bí thư đại sứ quán Nhật ở Trung Quốc, Cung Bổn Hùng Tam. Cơ cấu tình báo của Mitsui không thu thập được tin tức hữu dụng à? Cung Bổn Hùng Tam hơi hói, năm nay vừa thăng lên làm bí thư đại sứ quán, rất thích cuộc sống ở Bắc Kinh, quen dùng tiếng Hán nói chuyện với chỉ tá Tú Tàng. Trung Hải Du muốn thăm dù hai thác dầu khí phải đầu tư cực lớn, theo tin phòng nghiên cứu đưa lên, kế hoạch huy động vốn của bọn chúng trên TTCK không hề thuận lợi. Chỉ tá Tú Tàng nghĩ không ra đám quan viên Trung Quốc chỉ biết bo bo giữ mình sao có thể tỏ thái độ cứng rắn như thế, bọn chúng tỏ thái độ từ chối đầu tư của Mitsui một cách rõ ràng, chẳng lẽ không sợ kế hoạch huy động vốn bất lợi bị chính địch lấy làm cơ công kích sao? Đã không có tiền, lại còn kén cá chọn canh người hợp tác chủ động tìm tới tận nơi. Câu cuối của hắn là mô phỏng ngữ khí chất vấn của quan viên Trung Quốc. Theo tôi biết Trung Hải Du và đối tác lâu năm của chúng là City dầu mỏ Philippines cũng có va chạm ở hạng mục thăm dò mỏ dầu Tân Du. Nếu mất đi sự hỗ trợ của City dầu mỏ Philippines, tình cảnh bọn chúng càng quẫn bách. Lạ thật đấy, Cung Bổn Hùng Tam trầm ngâm. Đâu phải chỉ lạ, mà lác khác thường, quan viên Trung Quốc có mấy khí cốt. Chả lẽ tập trung hết ở Trung Hải Du? Chỉ tá Tú Tàng nói với giọng mỉa mai, hắn ở Bắc Kinh tiếp xúc với quan viên Trung Quốc rất nhiều. Biết rất nhiều quan viên dù không quá tham, nhưng chỉ biết lo cho bản thân, với Mitsui mà nói, chẳng thèm khát gì mỏ dầu ở phân giới Đông Hải, tham gia được thì tốt, không thì phải trì hoãn Trung Hải Du khai thác. Để tôi cho người mau chóng tra ra xem vấn đề ở đâu. Tôi cho rằng ngăn cản Trung Hải Du huy động được vốn hữu hiệu trên TTCK là có thể ngăn cản công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc mở rộng ra biển, lại có thể gây ra phản ứng dây chuyền có lợi cho Nhật Bản.
Cung Bổn Hùng Tam quyết tâm nói, trước khi tra ra vấn đề ở đâu phải dùng tất cả biện pháp ngăn cản Trung Hải Du, cho dù con chim lớn này định sẵn sẽ vỗ cánh bay cao, chúng ta cũng phải cố gắng hết mức trì hoãn thời gian nó bay lên. Hồng Kông là đặc khu của Trung Quốc, chúng ta làm sao gây ảnh hưởng tới nó được. Chỉ tá Tú Tàng chẳng muốn thảo luận vấn đề đạo lý cao sang, hỏi thẳng thực tế, chèn ép giá dầu thô hay là đưa ra phân tích báo cáo bất lợi cho Trung Hải Du. Đó đều là chuyện chúng ta làm được. Cung Bổn Hùng Tam gật gù, Hồng Kông là trung tâm kinh tế tài chính châu Á, nói chuẩn xác hơn là trung tâm tài chính của cả ngàn vạn thương nhân người Hoa Đông Nam Á. Các quốc gia Đông Nam Á có ảnh hưởng rất nhỏ tới thị trường vốn hải ngoại, nhưng vì nguyên nhân tôi nói trên, ảnh hưởng của các quốc gia Đông Nam Á với thị trường vốn Hồng Kông không nhỏ. Ồ, tôi hiểu ý anh rồi. Chỉ tá Tú Tàng cười, có điều muốn ngăn cản Trung Hải Du lên TTCK chỉ có vài nhà. Mà những người này không tiện đứng ra hô phong hoán vũ, chúng ta cần đứng sau đẩy một chút. Trung Quốc không chỉ có tranh chấp biển với Nhật Bản, mà còn có mâu thuẫn dữ dội về hải quyền với Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam. Nói cho cùng bên ngoài có viện dẫn lý do nguyên cớ thế nào thì bản chất đó là tranh chấp về nguồn tài nguyên kinh tế biển. Các quốc gia kia tất nhiên không muốn nhìn thấy công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc vươn ra biển, ngăn cản Trung Hải Du lên TTCK phù hợp với lợi ích chung. Theo thông lệ, Ngân hàng Đầu tư Quốc tế tham dự phát hành cổ phiếu TTCK Hồng Kông sẽ đưa ra báo cáo phân tích về công ty sắp lên TTCK Hồng Kông cho nhà đầu tư tham khảo. Trung tuần tháng 5, liên tục có báo cáo bất lợi cho Trung Hải Du, thậm chí một số tờ báo tài chính ở các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Singapore và Hồng Kông cũng cho đăng tin tức mặt trái về Trung Hải Du. Thật là đau đầu, Trương Khác ngồi trong văn phòng của Địch Đan Thanh, hai tay ôm gáy nằm ngửa trên ghế sofa, hai chân khác lên bàn. Mặc dù những năm qua truyền thông Hồng Kông rất thích cho đăng tin xấu về đại lục, có tác dụng giám sát dư luận rất tốt, nhưng khi chuyện đổ lên đầu mình lại thấy đau đầu, và lại những bài báo này không đơn thuần, có kẻ đứng sau thao túng, xem ra không đi tân vu được nữa rồi. Đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Địch Đan Thanh, chuyện này không đơn giản chút nào. Hai ngày nữa Cục Du lịch Quốc gia muốn mở một hội nghị liên quan tổng kết kinh nghiệm quy hoạch phát triển du lịch ở Tân Vu, rất nhiều thành phố du lịch cử đại biểu tham gia. Đây là lời khẳng định với nghiệp du lịch của Tân Vu. Vốn kế hoạch của Trương Khác là về Tân Vu một chuyến chúc mừng cha, thực ra cũng là để bản thân thả lỏng một phen. Song lúc này về Tân Vu cũng chẳng buông lỏng được, chẳng bằng cố thủ ở kiến nghiệp, có chuyện gì còn phải bay sang Hồng Kông một chuyến. Trong văn phòng không có ai khác, Địch Đan Thanh cũng muốn thân thiết với Trương Khác một chút, đứng sau ghế sofa ôm cằm ram ráp, đặt đầu của y dựa lên chiếc bụng êm ái của mình, nhìn đôi mắt đen sáng như sao mê người của Trương Khác. Cậu rất tin tưởng vào Trung Hải Du mà. Không phải tôi tin tưởng vào Trung Hải Du. Trương Khắc cười, lắc lắc đầu hưởng thụ hơi ấm từ bụng của Địch Đan Thanh, mà là tin vào chính sách lũng đoạn dầu mỏ và tương lai tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Cộc cộc cộc, Thôi Úc Hằng gõ cửa, cửa không khóa, ông ta nghe thấy tiếng Trương Khắc nói chuyện bên trong, đẩy cửa đi vào, cười hỏi, tôi muốn thỉnh giáo sao Khắc thiếu gia tự tin như thế. Địch Đan Thanh hết sức tự nhiên nhích sang một bên. Cứ như vừa rồi nói chuyện bình thường với Trương Khác. Trương Khác ngồi thẳng dậy, mời Thôi Quốc Hằng ngồi xuống, từ pháp lý, nhà nước phải nắm mạch máu kinh tế trong tay, đó là ưu thế tiến hành kinh doanh lũng đoạn ở sản nghiệp cơ sở. Phương diện này chưa nói vội, rất nhiều người cho rằng đây là thứ phải bị cải cách. Đơn thuần tính từ góc độ lợi ích quốc gia, lũng đoạn, đặc biệt lũng đoạn công nghiệp dầu mỏ là con dao hai lưỡi. Chúng ta đã thấy xí nghiệp lũng đoạn dễ sinh ra tác phong quan liêu, tham ô hủ bại. Hiệu quả thấp, lại cướp đoạt thị trường một cách vô liêm sỉ. Nói tới đây y khẽ nhún vai một cái, song nước ta ngày một dựa vào nhập khẩu dầu mỏ ngày một tăng, mà thị trường dầu mỏ quốc tế là thiên hạ của các cự đầu dầu mỏ, sau lưng bọn họ không ai là không đại biểu cho lợi ích quốc gia. Cao tầng TW nếu tỉnh táo sẽ biết phải cử đại biểu cho lợi ích quốc gia đi xung phong hãm trận ở thị trường dầu lửa quốc thế, nhưng cả ba tập đoàn dầu lửa lớn trong nước đều không có tư cách này, thời gian lại eo hẹp, phải làm sao? Tài chính TW có hạn không hỗ trợ nhiều được, nên đành cắn răng kiên trì lũng đoạn, để ba tập đoàn kia hút máu thị trường. Mặc dù đã quyết định đầu tư vào Trung Hải Du, nhưng trung tâm vì chức trách vẫn phải báo cáo, quy mô của Trung Hải Du mặc dù nhỏ hơn hai tập đoàn còn lại, nhưng với thân phận doanh nghiệp lũng đoạn thị trường thứ ba, có thể cho vụ đầu tư này thu lợi đáng kể. Thôi Quốc Hằng chẳng hiểu sao với đầu óc này mà Trương Khác suốt ngày tốn thời gian trong trường, có lẽ là đang hưởng thụ cuộc sống. Có điều hiện giới truyền thông và ngân hàng đầu tư đang tập trung hỏa lực công kích vào sự lũng đoạn này, thật đau đầu. Trương Khác gật đầu, thừa nhận mình cũng đau đầu.
Chương 1033, phương án dự phòng. Giới truyền thông nói chính sách lũng đoạn dầu mỏ của chính phủ Trung Quốc là tội ác cùng cực. Trung Hải Du thiếu kinh nghiệm, ra sức giải thích với nhà đầu tư lũng đoạn dầu mỏ là tài phú lớn nhất của công ty, nhưng những doanh nghiệp dân doanh mới tiến vào lĩnh vực dầu thương phẩm sẽ dần mở cửa lĩnh vực dầu mỏ. Truyền thông trong nước cũng đổ dầu vào lửa đăng tin hô hào cho chuyện này. Trung Hải Du lại một mực nhấn mạnh quyền kinh doanh lũng đoạn, trong mắt nhà đầu tư có chút vẻ chỉ mạnh miệng, nên càng lo. Ngoài ra ở lĩnh vực khai thác và hóa dầu cũng không phải được đóng kín như bưng. Hôm kia Minh báo HK đã cho đăng cả trang nhất tình hình vốn dân doanh địa khu Tây Ninh tiến vào sản nghiệp hóa dầu khai thác. Năm 94, vì Trung Thạch Du khai thác dầu mỏ ở Tây Ninh có hiệu suất cực thấp, không kiếm được tiền, nên ký hiệp nghị với chính phủ Tây Ninh giao cho chính phủ địa phương khai thác một số mỏ dầu. Chính phủ địa phương thiếu vốn nên mời gọi một số nhà đầu tư vào khai thác, trong đó có vốn dân doanh, khiến hơn 1.000 doanh nghiệp tràn vào Tây Ninh, dân doanh khai thác dầu kiếm tiền rất nhiều, phá hoại môi trường cảng giữ lúc này đã thành sản nghiệp trụ cột của Tây Ninh. Mặc dù đây chỉ là phần nhỏ lĩnh vực khai thác dầu trong nước, cũng không được Quốc vụ viện thừa nhận, nhưng nhiều người đương nhiên cho rằng việc lũng đoạn dầu mỏ sẽ dần nới lỏng. Dự báo này cực kỳ bất lợi cho Trung Hải Du. Ký ức của Trương Khác rất mơ hồ về chuyện này, nhưng thời gian qua y tiến hành điều tra nghiên cứu tỉ mỉ về sản nghiệp dầu mỏ trong nước, kết hợp với ký ức vụn vặt không khó suy diễn những điều xảy ra tiếp theo. Bất kể là có kẻ đứng sau giật dây hay không, hay là dư luận chân thực như thế, những dự đoán không tốt về tương lai chính sách này cùng giá dầu thô đang giảm, cuối cùng sẽ khiến kế hoạch kênh TTCK của Trung Hải Du phải chết hiểu. Chính vì sự thất bại của Trung Hải Du khiến TW kiên quyết thay thế xí nghiệp dân doanh trong việc khai thác dầu ở Tây Ninh, bịt kín cửa tiến vào khai thác dầu mỏ của vốn dân doanh. TW quyết tâm dùng chính sách lũng đoạn hóa giải lực cản lên TTCK của ba tập đoàn dầu mỏ lớn. Chỉ tiếc là ba tập đoàn này quá hèn, cũng có thể nói là bị thất bại của Trung Hải Du đánh gãy xương sống, Trung Thạch Du, Trung Thạch Hóa vì đảm bảo lên thị trường chứng khoán thành công, hạ tỷ giá cổ phiếu xuống một nửa, gần như đem thịt mỡ nhét vào miệng nhà đầu tư hải ngoại, sau này doanh nghiệp Trung nước lên TTCK huy động vốn, đều phạm phải cái bệnh hèn nghiêm trọng này. Một khi kế hoạch thất bại, việc khai thác dầu mỏ sẽ bị trì hoãn ít nhất 2, 3 năm, sẽ bất lợi cho phát triển kinh tế Giang Nam, nhưng tổn thất lớn nhất là sau này xí nghiệp quốc hữu lên TTCK hải ngoại huy động vốn dựa vào tài sản cố định, mà không căn cứ vào thông lệ quốc tế dựa vào lợi nhuận tính toán giá cổ phiếu, tổn thất quốc gia khó dùng con số hàng tỷ để tính được nữa. Trương Khác suy nghĩ rồi hỏi Địch Đan Thanh, chúng ta có cần đi Hong Kong một chuyến không nhỉ? Địch Đan Thanh do dự, vậy tôi đi cùng cậu. Cô hơi sợ gặp mặt Đường Thanh, dù sao cũng có tật giật mình. Trương Khác lại hỏi Thôi Quốc Hằng, viện trưởng Thôi có thời gian đi với tôi một chuyến không? Tôi đi Hong Kong không có nhiều tác dụng, chẳng bằng ở lại viết vài bài báo. Trương Khác lắc đầu, lúc này biện hộ cho chính sách lũng đoạn chỉ có ăn gạch. Tôi nghĩ lúc này TW có hơi dao động rồi. Thôi Quốc Hằng chuyển từ trầm ngâm sang tự cười nhạo, có thể thành đồng bọn với ba cự đầu dầu lửa kia, ăn ít gạch có đáng là gì? Trương Khắc nghĩ cũng phải, trước tiên là phải xoay chuyển dư luận trong nước, không thể để quân ta đánh quân mình, tiếp đó cần TW một lần nữa biểu thị rõ lập trường chính sách lũng đoạn. Thôi Úc Hằng rời đi, Địch Đan Thanh đóng cửa văn phòng lại, ngồi lên tay vịn ghế sofa, ôm đầu Trương Khắc nói, Trung Hải Du lên TTCK, bảo đảm phát hành cũng là người khác, kết quả Cẩm Hồ chúng ta lại phải bỏ công sức lợi ích. Nếu theo đuổi lợi ích, Cẩm Hồ phải hùa theo đánh hội đồng. Khiến kế hoạch lên TTCK của Trung Hải Du càng thảm, cổ phiếu giá thấp sau này thu lợi càng nhiều, nhưng quốc gia không mạnh, tài sản của Cẩm Hồ nhiều tới mấy cũng ích gì. Vì nó thiếu đi tiềm lực và đảm bảo cho sự phát triển sau này, Trương Khác không theo đuổi tài phú, mà là một quyền lực mềm dẻo mà ảnh hưởng rộng lớn chắc chắn. Trung tuần tháng 5, thời tiết Hong Kong nóng nực, không khí toàn mùi tanh mặn, đứng ở đại sảnh sân bay, qua cửa kính nhìn ngoài trời đang đổ mưa, nhìn một bầy chim bay thấp trong mưa. Địch Đan Thanh hít một hơi, nghĩ không khí Hong Kong thật ngột ngạt, đột nhiên thấy Trương Khác khoác tay Đường Thanh thò đầu ra trước mặt mình. À, cậu đang nói với tôi à? Địch Đan Thanh bừng tỉnh, hỏi. Chị có đặc biệt muốn tới chỗ nào ở Hong Kong không? Trương Khác chẳng đưa ra được kiến nghị nào hấp dẫn. Đường Thanh lắc tay Trương Khác nói. Địch Đan Thanh đưa ngón út ra gãi tóc mai, động tác hết sức yêu nhã, mùa xuân năm nay ở kiến nghiệp rất khô hạn, chẳng có nổi mấy ngày mưa. Kiếm chỗ nào đó ngồi xuống ngắm mưa ngoài trời đã là hưởng thụ không tệ rồi. Cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt muốn tới. Đường Thanh kiến nghị, vậy ra bờ biển đi, nghe dự báo thời tiết,
trận mưa này sẽ còn lớn hơn. Đám Trương khác không tới khách sạn, mà tìm một quán cà phê gần bến tàu, trong không khí tràn ngập hương thơm cà phê, ở trong quán mở tối nhìn mưa bên ngoài lớn dần, có cảm giác xa hoa đi kèm với xa sút. Trương khác chẳng có tâm tình ngắm mưa, Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa cùng Lưu Thành Vệ mà một số quan viên Trung Hải Du lát nữa sẽ tới quán cà phê gặp y. Kế hoạch của Trung Hải Du lần này là phát hành 24% cổ phần ở TTCK Hong Kông, huy động 1 tỷ đô la Mỹ, số tiền này nói nhiều cũng không phải nhiều, Thương vụ Cẩm Hồ có thể bỏ ra được. Thương vụ Cẩm Hồ từ khi thành lập tới nay thông qua nhiều phương thức huy động được ở Đông Nam Á 1,6 tỷ đô la Mỹ, lúc này mới tiêu 600 triệu đô la Mỹ ở việc xây cảng Đông Sơn. Nếu như Cẩm Hồ muốn bao trọn 24% cổ phần Trung Hải Du muốn phát hành lần này, thì đó không phải là đầu tư tài vụ bình thường mà nó là đầu tư chiến lược, nắm 24% cổ phần, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hướng phát triển của Trung Hải Du, tiến hành thẩm thấu vào tầng quản lý. Nhưng Trung Hải Du sao cho phép thế lực khác thẩm thấu gây ảnh hưởng lên mình được? Cho dù TW Hồ Đồ mở cửa thì những cự đầu dầu mỏ và thế lực tư bản hải ngoại khác ngửi thấy mùi máu tanh sẽ chảy nước miếng kéo nhau tới, đẩy Cẩm Hồ ra ngoài. Cho dù qua thị trường công khai tham dự đầu tư tài vụ, Cẩm Hồ cũng không thể chơi trội quá mức, lấy 300 triệu đô la Mỹ đổi lấy 7% cổ phần là cực hạn rồi, nếu huy động vốn thuận lợi, nắm từ 5-6% cổ phần mới là có lợi cho kết cấu tài vụ của Thương vụ Cẩm Hồ nhất. Đám Diệp Kiến Bân tới nơi, thêm vào nhân viên đi cùng và lái xe, chiếm hết cả quán cà phê. Lưu Thành Vệ không ngại gặp Trương khác ở trong trường hợp thế này, thời gian qua ông ta suốt ngày bôn ba giữa các phòng họp, cứ nhìn thấy phòng họp là cảm thấy căm ghét. Tới quán nhỏ đậm mùi cà phê thế này tâm tình thoải mái hơn. Trương khác mời đám Lưu Thành Vệ ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, cục thế còn tệ hơn dự liệu của chúng ta, nhiệt độ ở Bắc Mỹ ấm lên, tiêu dùng dầu khí ít đi, giá dầu thô tháng 6 còn tiếp tục hạ xuống, chúng ta phải thảo luận phương án thay thế khi phát hành cổ phiếu thất bại. Lưu Thành Vệ ngồi ưỡn thẳng lưng, chăm chú nhìn Trương khác, ý bảo y nói tiếp. Không thể phát hành cổ phiếu mới. Vẫn có thể thông qua sở giao dịch chứng khoán phát hành trái phiếu, Cẩm Hồ trực tiếp mua với tỷ lệ cao hơn, kế hoạch huy động vốn có thể diễn ra thuận lợi. Chương 1034, đùa giỡn trong bồn tắm. Lưu Thành Vệ tâm tình hơi phức tạp, theo lối tư duy quen thuộc, sự nhiệt tình của Cẩm Hồ làm ông ta nghi ngờ, thoáng nghi ngờ này hiện lên trong mắt rồi giấu đi, trong lòng hơi xấu hổ, Cẩm Hồ ra sức giúp đỡ Trung Hải Du, nghi ngờ này không phải chút nào. Ông ta biết trong tay Thương vụ Cẩm Hồ có nguồn vốn lớn, lại có thể thông qua thương nhân người Hoa Đông Nam Á phát hành trái phiếu công ty huy động vốn, nếu Cẩm Hồ dùng khoản tài chính đó mua trái phiếu của Trung Hải Du, có thể nói là cuộc mua bán gần như không có lãi, hơn nữa dùng khoản tài chính lớn như thế sẽ ảnh hưởng tới quy hoạch phát triển của Thương vụ Cẩm Hồ, trầm ngâm một lúc hỏi, vì sao? Ngữ khí rất chân thành. Tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc huy động vốn lần này với Trung Hải Du với công nghiệp dầu lửa ngoài khai của quốc gia. Trương khác trả lời, Cẩm Hồ là cơ cấu thương nghiệp hóa, phải theo đuổi lợi nhuận, chúng tôi đã suy nghĩ nghiêm túc, mưu cầu lợi ích của Cẩm Hồ nếu có thể nhất trí với quốc gia, con đường trong tương lai càng xa hơn. Cẩm Hồ mua trái phiếu của Trung Hải Du không phải là vụ mua bán lỗ vốn, và lại kế hoạch phát hành cổ phiếu cũng chưa chắc nhất định sẽ thất bại, tôi nghĩ có một phương án dự phòng thay thế, sẽ làm áp lực trên vai cao tầng Trung Hải Du nhẹ hơn, chúng ta đương nhiên vẫn tận dụng hết khả năng thúc đẩy phát hành cổ phiếu trên TTCK. Diệp Kiến Bân cũng nói, chúng tôi đã liên hệ khẩn cấp với cao tầng Hải vận Nam Dương, nếu Trung Hải Du chấp nhận ưu tiên thuê bọn họ chở dầu, bọn họ có thể tham dự kế hoạch nhận mua trái phiếu này. Phát hành trái phiếu công ty chỉ là kế hoạch thay thế vạn bất đắc dĩ, vì đánh tan băn khoăn của cao tầng Trung Hải Du, để bọn họ đồng ý cho Cẩm Hồ bày mưu hiến kế ở tầng cấp sâu hơn cho Trung Hải Du. Hiện giới truyền thống chủ yếu nghi ngờ quyền kinh doanh lũng đoạn của Trung Hải Du bị phá vỡ. Trương khác kiến nghị cao tầng Trung Hải Du trả lời có tính đàn hồi hơn một chút, ngoài ra hy vọng Trung Hải Du thúc qua ban ngành chủ quản là Ủy ban Thương mại có thái độ cứng rắn hơn ở quyền kinh doanh độc quyền. Bàn bạc với đám Lưu Thành Vệ ở quán cà phê rất lâu, tìm hiểu thêm được khó khăn thực tế mà bọn họ gặp phải, đến tối cùng tới khách sạn bán đảo ăn cơm. Trung Hải Du có thể nói là quốc xí có mức độ quốc tế hóa cao nhất, tầng quản lý công ty đều nói tiếng Anh lưu loạt. Hình tượng cũng khác với đám quản lý đầu to bụng bự của quốc xí tầm thường, nhưng uống rượu dữ hơn một chút, rất nhiều người từng công tác trên giàn khoan ngoài biển, thường xuyên chịu đựng cô đơn, uống nhiều một chút cũng dễ hiểu, đám Diệp Kiến Bân, Trương khác cũng khó tránh khỏi uống nhiều theo. Những người khác không ở khách sạn bán đảo, Trương khác phải đi tiễn,
đưa Tôn Thượng Nghĩa lên xe, Trương Khắc nhìn Diệp Kiến Bân sắc mặt đỏ hồng, có vài phần say, cười hỏi, có biết là mình phải về đâu không? Diệp Kiến Bân mặc dù đại bộ phận thời gian ở trong nước, nhưng tổng bộ của Thương vụ Cẩm Hồ đặt ở Hong Kong, một tháng có 2 tuần ở Hong Kong, cho dù là thế hắn không có chỗ ở cố định tại Hong Kong, Trương Khắc hay trêu hắn thỏ đào ba hang, không sợ bị Đinh Văn Di tới đột kích bắt gian tại giường. Diệp Kiến Bân nhìn Đường Thanh đứng ở đằng xa, nhớ ra một việc nói với Trương Khắc, Tĩnh Mông bảo chị cô ấy tìm tài liệu về trường đại học Singapore, cậu có biết không? Đường Thanh tuy đứng ở xa, nhưng Địch Đan Than ở ngay bên cạnh, Trương Khắc sờ mũi, chỉ muốn đá cho hắn một phát lăn vào trong xe, nhưng mặt không thể để lộ ra, vừa mở cửa xe, nói át đi, kiếm thời gian cùng đi Úc, tôi cũng muốn tới Perth xem sao. Không đợi hắn trả lời đã đóng cửa xe lại, Địch Đan Thanh kéo Đường Thanh vào khách sạn trước. Hơn một tháng nữa Tôn Tĩnh Mông tốt nghiệp, nếu chẳng phải vì Trương Khắc, cô đã rời học viện âm nhạc du học lâu rồi, có lẽ sẽ không đi Singapore, nhưng chắc chắn không ở lại trong nước. Nhìn màn mưa bên ngoài, Trương Khắc đút ta vào túi quần, nhớ tới khuôn mặt xinh tươi mà kiêu ngạo khiến người ta mê mẩn đó, chỉ có điều y không thể ích kỷ giữ Tôn Tĩnh Mông ở kiến nghiệp, ở 1978 làm con chim trong lồng son. Tuy Tôn Tĩnh Mông rất cá tính, nhưng ở sự nghiệp không có dã tâm như Tôn Tĩnh Hương. Có điều cũng khó nói, như năm xưa Tôn Tĩnh Hương chẳng phải cam tâm ở 1978 bao năm đó sao, biết đâu Tôn Tĩnh Mông chỉ chưa tìm ra mục tiêu của đời mình, Trương Khắc muốn đứng sau hỗ trợ và chúc phúc cho cô chứ không phải cản trở. Trương Khắc cứ đứng trước mái hiên để mưa gió thổi vào mặt, tới khi người gác cửa bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc mới vào khách sạn. Trở về phòng, có mỗi Đường Thanh ở trong phòng khách, Địch Đan Thanh đã về phòng của mình rồi, Trương Khắc nằm xuống ghế sofa, day day chán. Đúng là uống hơi nhiều, đầu có chút váng vất. Nước tắm pha xong rồi đấy, mình pha cho bạn cốc trà. Đường Thanh cầm cốc trà thủy tinh bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn, rồi đưa tay lên miệng thổi phù phù. Sao rồi, có đau không? Trương Khắc nắm lấy tay cô, nhìn ngón tay bị nóng tới đỏ lên. Không sao đâu, giúp bạn rót trà có bỏng một chút cũng được. Đường Thanh nhoẻn miệng cười. Trương Khắc ôm khuôn mặt cô, nhớ tới vừa rồi trên bàn tiệc cũng uống không ít rượu. Cười nói, bạn còn say hơn mình, để mình phục vụ bạn mới đúng. Rồi đặt cô ngồi lên đùi. Đường Thanh quay người lại, ôm lấy y nũng nịu nói, mình không say, đồ háo sắc đừng có mà lợi dụng. Trương Khắc nhìn đôi mắt ướt át mê ly của Đường Thanh, hàng mi dài rung rinh, gò má hồng rực nhìn mình tựa cười tựa không làm người ta mê say, da thịt lộ ra ngoài ửng hồng vì rượu, dáng vẻ khả ái đó khiến người mãi không chán. Trương Khắc đưa tay kéo cổ váy áo của ô qua một bên. Lộ ra hõm vai mờ mờ, xương quai xanh thanh mảnh, da thịt ấm áp mịn như ngọc, mang u hương độc đáo của thiếu nữ. Ngứa lắm, Đường Thanh chịu không nổi hơi thở nóng bỏng của Trương Khắc phả lên vai, ngọ nguậy trong lòng y, cho tới khi cánh môi hồng mềm mại Trương Khắc lấp kín môi cô, còn tay y vờn bầu ngực săn mẩy mới chịu ngồi yên. Trương Khắc ôm cơ thể mềm mại nóng hổi của Đường Thanh vào phòng tắm, dần dần cởi váy của cô xuống, lồng ngực Đường Thanh mỗi lúc một phập phồng gấp gáp khó nhọc. Nín thở nhìn áo lót ren trắng, bầu ngực nhấp nhô lên xuống mời gọi, chiếc rốn nhỏ tuyệt đẹp giữa chiếc bụng phẳng lì, chiếc quần lót cũng màu trắng, tuy kiểu dáng hơi bảo thủ che kín vùng địa đàng thần bí, nhưng càng đáng yêu, càng mê hoặc. Trương Khắc không kìm chế nổi nữa cởi hết cả áo lót quần lót của Đường Thanh, đặt cơ thể thanh xuân kiều diễm vào trong bồn tắm, nuốt nước bọt đánh ực, dụ dỗ, cùng tắm nhé. Đường Thanh nhìn dáng vẻ ngây dại của y, cười khúc khích đầy đắc ý. Nhưng vẫn e thẹn hất nước vào mặt Trương Khắc không cho y vào. Trương Khắc mặt dày sấn tới, đưa tay ra ngừng vuốt ve trên thân thể như ngọc như ngà của cô, thành thục trêu ghẹo khiến xuân ý thiếu nữ dâng trào như thủy triều, hơi thở gấp gáp, xuân tình phơi phới lộ ra ánh mắt, nhân lúc cô mơ hồ, xoay người Đường Thanh lại đặt lên thành bồn tắm, mông chồng lên cao. Nhìn cặp mông phấn hồng tròn trịa gợi cảm cùng vòng eo nhỏ nhắn phối hợp thành đường cong tuyệt mỹ, lửa dục trong lòng Trương Khắc bành trướng cực điểm, vuốt ve bờ mông cô. Mạnh mẽ tiến vào, chỉ là Đường Thanh quá kích thích bởi tư thế này, cơ thể mẫn cảm cực độ, chỉ nhịp mấy chục cái nhanh chóng chịu thua, người nhũn ra trong bồn tắm không dám đứng lên nữa. Chương 1035, âm mưu kinh động 1. Đường Thanh ngồi trong lòng Trương Khắc, dựa đầu vào vai y, đôi mắt khép hờ, gò má đỏ hồng, đó là dư hỏa còn lại sau cơn xúc cảm mãnh liệt, màu đỏ của say mê thỏa mãn, trông càng kiều diễm rực rỡ, cảm giác như bị cưỡng bức vậy. Bạn thích thế chứ gì, cái đồ biến thái, lần sau mình không chơi trò này nữa. Trương Khắc cười gian, không phải rất khích thích sao, nếu không vừa rồi sao lại thua nhanh thế.
không chơi thế này còn có tư thế khác hay hơn cơ. Không được nói, không cho nói. Đường Thanh mặt đỏ dừ, xấu hổ đấm Trương Khác thùm thụp. Đường Thanh thì được thỏa mãn rồi, còn Trương Khác lại đang trong cơn thống khổ, lửa dục bị khơi lên lại không thể phát tiết, với nam nhân mà nói là chuyện khó chịu đựng nhất trên đời. Trương Khác hơi ngả người về phía sau, thì thầm dụ dỗ Đường Thanh ngồi lên, Đường Thanh cười e thẹn né tránh, người cô còn chưa tan hết dư âm cao trào, phải nghỉ một lúc mới hồi phục được, chỉ muốn nằm trong lòng người yêu hưởng thụ sự ôn nhu sau hoan ái. Di động ngoài phòng khách vang lên, Đường Thanh như gặp được cứu tinh, đẩy Trương Khác đi, muốn tới nhận điện thoại. Mặc kệ nó, nhớ có chuyện quan trọng thì sao, biết đâu dì Lương gọi điện tới, bạn không cho mình nhận điện thoại, dì Lương sẽ hoài nghi bọn mình đang làm gì đó. Đường Thanh vuốt mũi Trương Khác nũng nịu nói. Vậy bạn nói xem chúng ta đang làm gì? Trương Khác cũng đưa tay vuốt mũi cô bé thích bưng tai trộm chuông, y thích bắt nạt Đường Thanh, càng thích cưng chiều cô hơn. Đứng dậy lấy khăn tắm lau khô người, cứ trần truồng đi ra ngoài nhận điện thoại, thấy số của Địch Đan Thanh, Trương Khác lấy làm lạ, lúc này có chuyện gì quan trọng đến thế, không phải là muốn phá rối chứ? Ấn nút nghe dịu dàng hỏi, có chuyện gì thế? Phía bên kia điện thoại, Địch Đan Thanh nói, tôi vừa mới phát hiện ra có tình huống khá đặc thù, cậu có tiện nói chuyện không? Sao lại không tiện, uống hơi nhiều rượu có chút đau đầu, đang uống trà. Đến lượt Trương Khác bưng tai trộm chuông còn vờ vịt cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm cho Địch Đan Thanh nghe, có chuyện gì thế? Chị cứ nói đi. Lúc này Đường Thanh quấn khăn tắm đi ra, nhìn Trương Khác trần truồng ngồi trên ghế sofa, cái thứ xấu xí đó không ngờ vẫn cứ trơ trẽn ngẩng cao đầu, nổi tính nghịch ngợm đi tới cầm lấy nó ấn xuống rồi đột nhiên buông tay ra, nghe nó bật lại đập lên bụng Trương Khác bép một cái, liền phi cười, đưa hai tay béo má Trương Khác, trêu y, xấu lắm. Rồi hỏi nhỏ ai gọi điện tới. Trương Khác nhìn Đường Thanh nghịch ngợm cười bất lực, chỉ về phía phòng Địch Đan Thanh, Đường Thanh liền yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh Trương Khác, lấy một góc khăn tắm che thứ xấu xí kia đi. Có phải đang trần truồng không? Địch Đan Thanh tai rất thính, hỏi, hay là mai hãng nói nhé? Viện trưởng tôi gửi fax sang, có chi tiết nhỏ về Trung Hải Du mà chúng ta bỏ sót, khả năng có vấn đề. Chị mang fax sang đây, viện trưởng tôi gửi sang lúc này chắc phải thấy vấn đề rất nghiêm trọng nên nhắc nhở chúng ta. Trương Khác tuy cũng muốn để sáng mai mới tính, nhưng không nói ra khỏi miệng được. Mình đi tắm tiếp đây, không quấy rầy hai người. Đường Thanh cắn tai Trương Khác nói nhỏ. Trương Khác sợ Đường Thanh cắn mạnh một cái thật, im thít không dám nói gì, đợi cô nàng ném cho ánh mắt tinh nghịch đóng cửa buồng tắm lại mới thở phào cúp điện thoại, luống cuống vào phòng ngủ tìm y phục để thay. Quần áo vừa mới rồi trong phòng tắm bị Đường Thanh hất nước ướt hết cả, không thể mặc được nữa, cuống cuồng mặc y phục xong thì chuông cửa vang lên. Định ra mở cửa thì nhìn thấy khăn tắm rơi trên thảm, Trương Khác nhặt lên, nhét bừa vào tủ bên cửa, thấy trong phòng không còn dấu vết gì mới hít một hơi tỉnh queo mở cửa. Phát hiện ra vấn đề gì? Trương Khác mở cửa cho Địch Đan Thanh vào, tưởng rằng mình che giấu giỏi lắm rồi, khóe miệng còn mang nụ cười ôn hòa, Đường Thanh đang tắm, cô ấy cũng uống hơi nhiều, lát nữa sẽ ngủ sớm. Địch Đan Thanh ôm một chồng tài liệu vào, ánh mắt phát tán phong tình mê người, nhìn mắt Trương Khác, cười duyên. Căng thẳng thế làm cái gì, tôi có ăn thịt cậu đâu. Cài lệch cúc rồi kìa. Trương Khác kinh hãi biến sắc, theo bản năng nắm lấy cổ áo, cúi đầu xuống nhìn, làm thấy có cái cúc áo nào lệch đâu. Lúc này mới thấy Địch Đan Thanh đứng đó cười chế nhạo, ho liền mấy cái che giấu xấu hổ, cứ tưởng cái cúc lệch thật. Địch Đan Thanh bạt cười, cầm chồng tài liệu đập lên đầu Trương Khác, viện trưởng thôi nhìn ra chút vấn đề thật đấy, tôi chẳng có hứng thú đi phá hỏng chuyện hay ho của hai người đâu. Vấn đề gì? Trương Khác chỉ mong đem vấn đề chuyển sang phương diện khác. Minh báo Hồng Kông cho đăng bài về giếng dầu ở Tây Ninh, tư liệu cụ thể lấy báo cáo phát biển công khai trên tạp chí dầu mỏ nước Anh của một sở nghiên cứu kinh tế dầu mỏ Mỹ. Sở nghiên cứu này danh nghĩa là độc lập, nhưng thực chất là nhận tài trợ ở quỹ tài chính tên Philip mà công ty dầu mỏ Tiêu Khang Ân của Mỹ lại là nhà cung cấp tài chính chủ yếu. Trương Khác cũng ý thức được vấn đề không phải đơn giản. Mitsui hay tập đoàn nào đó của Nhật đứng đằng sau gây trở ngại cho việc Trung Hải Du lên TTCK Hong Kong không phải là điều khó hiểu, nhưng Tiêu Khang Ân lại là một trong số doanh nghiệp hợp tác chủ yếu với Trung Hải Du khai thác dầu mỏ ngoài khơi, bọn họ phá đấm là vì sao? Tôi đem một số tài liệu về việc hợp tác giữa Trung Hải Du và Tiêu Khang Ân tới cho cậu xem, hiện Trung Hải Du hợp tác với Tiêu Khang Ân khai thác mỏ dầu Phi Hoa ở phía Bắc Nam Hải. Ngoài ra một hạng mục hợp tác trọng yếu nhất là thăm dò tài nguyên dầu mỏ hải vực Tân Dương ngoài khơi Bột Hải. Theo thăm dò tiền kỳ, trữ lượt dầu khí ở đó cực lớn, khả năng hơn 100 triệu tấn.
trữ lượng của mỏ dầu Tân Dương có mỗi 100 triệu tấn. Trương Khắc giật lấy tài liệu trong tay Địch Đan Thanh, mặc dù tri thức dầu mỏ ở kiếp trước của Trương Khắc rất ít, nhưng cũng biết mỏ dầu Tân Dương là một trong hai mỏ dầu có trữ lượng trên 1 tỷ tấn của Trung Quốc. Mỏ dầu Tân Dương nằm ngoài hải cảng Bột Hải, công tác khai thác tiền kỳ do đội ngũ Trung Hải Du Hoàn Thanh độc lập, năm 94 mời Tiêu Khang Ân cùng tiến hành thăm dò kỹ hơn về tài nguyên dầu mỏ vùng biển này, tới giờ thành quả cho thấy trữ lượng dầu mỏ Tân Dương gần 500 triệu thùng, là phát hiện lớn nhất lịch sử thăm dò dầu mỏ Hải Dương. Trung Hải Du đem nghiệp vụ thăm dò và khai thác, tiêu thụ dầu mỏ vào công ty trên TTCK, toàn bộ chỉ có 1.8 tỷ thùng, từ đó có thể thấy trữ lượng 500 triệu thùng là ghê gớm rồi. Chỉ là tư liệu hiện hữu khác với ký ức của Trương Khắc, dù kiến thức dầu mỏ của Trương Khắc có thiếu, cũng biết mỏ dầu Tân Dương thăm dò được 1 tỷ tấn, tức là hơn 7 tỷ thùng. Phát hiện trữ lượng dầu nhiều hơn tăng lên là chuyện rất bình thường, nhưng tất cả các sự kiện đều dính líu tới City dầu mỏ Tiêu Khang Ân có hợp tác với Trung Hải Du, Trương Khắc xưa nay thích ác ý nghĩ về người khác, nên y liền nghĩ ngay tới chỗ xấu. Trương Khắc nhíu chặt mày xem tư liệu, mặc dù tài liệu Địch Đan Thanh mang tới hiểm nghi trùng trùng, nhưng tư liệu hiện hữu không thể cung cấp cho bọn họ quá nhiều tin tức. Có tư liệu khác không? Trương Khắc hỏi. Tư liệu chi tiết hơn thì phải tìm Trung Hải Du rồi. Địch Đan Thanh lắc đầu, tôi cũng nghe ngóng, Trung Hải Du đang đàm phán với Tiêu Khang Ân khai thác dầu mỏ ở vùng biển này. Đàm phán lại liên quan tới lĩnh vực hợp tác khai thác dầu mỏ hai nước Trung Mỹ, thuộc tư liệu mật cấp cao. Cô biết Cẩm Hồ muốn xem những tư liệu này không phải là không thể, nhưng không biết có cần làm lớn chuyện như vậy không? Chị gọi điện thoại cho Lưu Thành Vệ, tôi muốn gặp ông ấy ngay. Trương Khắc quyết đoán nói. Chương 1036, âm mưu kinh động 2. Năm 99, dầu thô trong nước nhập khẩu mới có 1.8 tỷ thùng, tất cả nghi vấn của chuyện này đều chỉ vào một mỏ dầu siêu cấp một năm có thể sản xuất 100 triệu thùng, đừng nói kinh động tới Lưu Thành Vệ, mà kinh động tới Tằng Như Thánh, Triệu Tề Đông cũng đáng. Đường Thanh lúc này tắm rửa xong, thấy Trương Khắc nét mặt nghiêm túc nhìn tài liệu trải đầy bàn, Địch Đan Thanh thì đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, cô biết xảy ra chuyện lớn rồi, im lặng vào phòng ngủ. Đám Lưu Thành Vệ cũng vừa mới về nơi ở, đột nhiên nhận được điện thoại nói có chuyện khẩn cấp muốn thương lượng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đành tới khách sạn bán đảo. Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân cũng vừa về chỗ ở thì nhận được thông báo khẩn cấp đều chạy vội tới. Trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ căn cứ vào công ty hải ngoại Cẩm Hồ cung cấp tin tức về kẻ ẩn đằng sau tung tin xấu về lần Trung Hải Du lên TTCK lần này, tiến hành giăng lưới điều tra. Ngoài trừ tập đoàn Nhật như Mitsui ra, còn phát hiện một tổ chức đặc thù. Trương Khắc đẩy fax Thôi Quốc Hằng chuyển tới cho những người kia xem, đó là City Tiêu Khang Ân, một trong đối tác chủ yếu của Trung Hải Du, vì sao bọn họ lại phá hoại việc này. Trương Khắc nhìn Lưu Thành Vệ, nếu ông ta không thể nói ra đáp án, y chỉ có thể nhắc nhở thông qua con đường khác. Lưu Thành Vệ cầm tờ fax, mày nhíu chặt, nghi vấn rõ ràng như thế, không thể xem nhẹ được. Lưu Thành Vệ đưa fax cho Tạ Lỗi xem. Tạ Lỗi do dự nói, tư liệu đàm phán với Tiêu Khang Ân không thuộc về phạm chủ công bố ra bên ngoài. Trương Khắc không lên tiếng, Lưu Thành Vệ nghiêm túc nói với Tạ Lỗi, anh cứ lấy tư liệu đi, tôi báo cáo với bí thư Tiêu Ngọc Thành. Ông ta biết nhiều cơ mật quốc gia đối với Cẩm Hồ mà nói đều không phải là bí mật, nếu hiện bọn họ có thể lấy cơ mật quốc gia để từ chối trả lời, Cẩm Hồ cũng có thể thu lại lời hứa tài vụ trước kia. Và lại ông ta cũng rất nghi ngờ hành động sau lưng của Tiêu Khang Ân. Tạ Lỗi về văn phòng lấy tư liệu, Lưu Thành Vệ vào một gian phòng độc lập báo cáo tình hình mới cho bí thư đảng tổ của Trung Hải Du. Nửa tiếng sau Tạ Lỗi quay về, Lưu Vệ Trung gọi điện báo cáo rất lâu, tới lúc này vẫn chưa xong. Trương Khắc tin rằng Trung Hải Du cũng mơ hồ đoán ra được vấn đề ở chỗ nào rồi, dù sao bọn họ có hợp tác với Tiêu Khang Ân, nghi vấn lớn như thế, tầng quản lý không nhìn ra vấn đề ở đâu mới là quái lạ. Lưu Thành Vệ đi ra, lấy tư liệu trong tay Tạ Lỗi, lật xem một lúc rồi đưa cho đám Trương Khắc, nói, đây là tóm tắt nội dung đàm phán với Tiêu Khang Ân về việc khai thác mỏ dầu Tân Dương. Trương Khắc ngồi xuống ghế ô pha xem tài liệu, Tiêu Khang Ân đề xuất vì giảm bớt áp lực tài chính khai phát của Trung Hải Du. Bọn họ có thể hoàn toàn độc lập tác nghiệp để đổi lại 49% lợi ích của hạng mục. Một mỏ dầu trọng yếu như thế nếu vì Trung Hải Du thiếu tài chính để cho Tiêu Khang Ân chiếm gần nửa lợi ích, đợi tới khi trong nước nhập khẩu dầu thô tới hơn 1 tỷ thùng một năm, sợ cao tầng TW muốn khóc cũng chẳng có nước mắt. Hơn nữa thăm dù tiền kỳ do phía Trung Quốc tiến hành chẳng trách Tiêu Khang Ân lại nhiệt tình đứng đằng sau ngăn cản Trung Hải Du lên TTCK như thế.
với giá dầu quốc tế 599,7 tỷ thùng dầu có giá trị tiềm tàng tới 90 tỷ, Tiêu Khang Ân không ngờ muốn nuốt chửng. Đối với hành vi tham lam ăn thịt nuốt cả xương này Tiêu Khang Ân, Trương Khắc không còn gì để nói, đưa bản tóm tắt cho Tôn Thượng Nghĩ Diệp Kiến Bân xem, một lúc sau mới hỏi, giám đốc Lưu đánh giá việc này, cùng trữ lượng của mỏ dầu Tân Dương ra sao? Việc thăm dò mỏ dầu Tân Dương thời kỳ đầu do công ty thăm dò trên biển của Trung Hải Du tiến hành. Khi đó đánh giá trữ lượng tương đối khả quan, cao nhất chừng 300 triệu thùng. Khi đó chúng tôi thiếu kỹ thuật để thăm dò sâu hơn, đến năm 94 hợp tác với Tiêu Ân Khang thăm dò, bọn họ đưa ra kết luận sơ bộ còn cao hơn là 500 triệu thùng. Ủy ban kế hoạch phát triển nói không nên kỳ vọng quá cao vào một mỏ dầu đơn lẻ, nên muốn hai nước Trung Mỹ hợp tác sâu rộng hơn trong việc thăm dò khai thác. Phương án mà Tiêu Khang Ân đưa ra phía tổng công ty khuynh hướng chấp nhận, hiện đang đàm phán điều kiện ưu đãi thuế. Lưu Thành Vệ sắc mặt nặng nề nói. Trương Khắc nhếch mép hỏi, hiện giờ thì sao? Rất có khả năng Tiêu Khang Ân đưa ra con số thăm dò giả. Lưu Thành Vệ do dự một chút, vẫn nói ra suy đoán đáng sợ. Tiêu Khang Ân khả năng đưa ra kết luận thăm dò giả sẽ trực tiếp phá hỏng cơ sở hợp tác giữa hai công ty, cũng sẽ tạo thành tác động mạnh tới việc hợp tác thăm dò khai thác dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc, một chuyện trong đại như thế Trung Hải Du cũng không thể đưa ra quyết sách. Lưu Thành Vệ và Trương Khắc thức thâu đêm phân tích nghi vấn đằng sau sự kiện, những thành viên đảng tổ khác của Hải Thạch Du cũng cả đêm không ngủ, trước khi có chứng cứ sơ bộ, không thể làm kinh động tới phía Tiêu Khang Ân lẫn thành viên tổ đàm phán hạng mục mỏ dầu Tân Dương phía Trung Hải Du, còn Hải cố gắng sưu tập tài liệu hết mức có thể, chuyện này cần báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Viêm Thanh phân quản ủy ban thương mại cùng phụ trách hợp tác năng lượng Trung Mỹ. Sáng ngày hôm sau Phó Thủ tướng Hoàng Viêm Thanh đưa ra chỉ thị. Kế hoạch Trung Hải Thạch lên TTCK Hong Kong không đổi, chỉ thị Ủy ban Thương mại Liên hợp Cơ cấu Dầu Lửa đưa ra chính sách hạn chế vốn phi quốc hữu tiến vào lĩnh vực khai thác dầu mỏ, đồng thời yêu cầu trong nước trong điều kiện đủ kỹ thuật phải cố gắng hết mức tự chủ thăm dò khai thác với mỏ dầu ở vùng biển nông. Chỉ thị này xét tới bối cảnh hợp tác năng lượng Trung Mỹ hiện tại không thể tùy tiện phá hỏng, không vạch trần dụng tâm hiểm ác của Tiêu Khang Ân đá đít chúng ra ngoài, nhưng về nguyên tắc yêu cầu phải tiến hành thăm dò kỹ càng hơn mỏ dầu Tân Dương. Việc hợp tác với Tiêu Khang Ân trong khu vực này tối đa cũng chỉ cho chiếm 20% quyền lợi khai thác, thời gian hợp tác không quá 5 năm. Tiếp đó vì sao chuyện thăm dò dầu lửa ở khu vực này do công ty thăm dò Hải Dương phía dưới Trung Hải Du và Tiêu Khang Ân hợp tác với nhau, vì sao Tiêu Khang Ân làm giả báo cáo mà phía Trung Hải Du không phát giác? Muốn làm rõ hơn tài nguyên dầu mỏ ở vùng biển Bột Hải, không thể không điều tra việc này. Tin tức sau màn thật đáng sợ. Chỉ trong 2 ngày sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Viêm Thanh đưa ra chỉ thị, đã có hơn 600 triệu đô la Mỹ đặt mua cổ phiếu của Trung Hải Du, tựa hồ trong vòng một đêm, ai cũng biết công ty sắp lên TTCK của Trung Hải Du có mỏ dầu biển nông siêu trữ lượng. Chuyện này trong nước khó tránh khỏi, Cẩm Hồ cũng không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, hiện chỉ đành cố gắng hết mức bảo vệ lợi ích của bản thân. Ở Hong Kong gần một tuần, sau khi rời Hong Kong không quay về nội địa mà tới Úc. Từ Hong Kong ngồi máy bay 3 tiếng tới Singapore, rồi xuất phát từ Singapore 5 tiếng sau tới Sydney, rồi tiếp tục 4 tiếng nữa trên bầu tới Perth thủ phủ của Tây Úc. Nếu chẳng phải sản lượng quặng sắt ở nơi này trong tương lai chiếm 1/3 tổn sản lượng toàn cầu, Trương Khắc không nghĩ mình lại có cơ hội tới thành phố nhỏ này. Cho dù trong mắt người Úc, Perth cũng là một thành phố vừa xa xôi vừa xa lạ, thành phố lớn gần Perth nhất cũng cách vài trăm km. Nếu ngồi tàu hỏa xuyên Việt châu Âu sẽ mất 4 ngày 4 đêm mới có thể đi từ Sydney tới Perth. Đại bộ phận nhân khẩu Tây Úc định cư ở Perth, mà toàn bộ Tây Úc chiếm cứ 1/3 đất đai của Úc, nhưng Perth thực sự là thủ phủ rất bé. Ít nhất vào năm 99 trước khi mua bán quặng sắt trở nên thịnh vượng, khu thương nghiệp và khu tài chính của thành phố gần như tập trung ở gần hai con đường chính ở trung tâm thành phố, chỉ cần mười mấy phút là đi bộ hết khu này rồi, kém xa sự phồn vinh mấy năm sau đó. À đương nhiên Trương Khắc cũng chẳng tận mắt nhìn thấy sự phồn vinh của Perth mấy năm sau, nhưng chỉ cần có chút tri thức kinh tế thì cũng không khó đoán. Chương 1037, để tôi ở lại Perth. Tháng 5 là cuối thu ở Perth, nơi này mang khí hậu địa Trung Hải điển hình, cuối thu cũng không lạnh lắm, ánh mặt trời chan hòa, hết sức yên tĩnh, đỉnh núi Iliza phủ kín hoa dại không tên. Trừ Trương Khắc, Diệp Kiến Bân, Địch Đan Thanh Gia. Tôn Tĩnh Hương cũng tụ họp với bọn họ ở Singapore rồi cùng tới Perth, lấy danh nghĩa là khảo sát thương vụ, thực chất là đi du lịch. Ngày đầu tiên tới Perth, Tôn Tĩnh Hương muốn tới Tiêm Phong Thạch Trận Pinnacle chứ danh, liền cùng Diệp Kiến Bân đi riêng tới công viên quốc gia Nam Bung,
Trương Khác và Địch Đan Thanh du ngoạn trong thành phố, hẹn nhau ngày hôm sau khảo sát thương vụ. Trương Khác đứng trên đỉnh núi Iliza ngắm nhìn kiến trúc tháp nhọn màu xám phía đối bờ đối diện sông Thiên Nga, Địch Đan Thanh yên tĩnh đứng bên cạnh y, theo giới thiệu của nhân viên thường trú của Cẩm Hồ tại Perth báo cáo, kiến trúc đó là tòa nhà văn phòng của Mitsui tại Perth, văn phòng của Mitsubishi và Itachu cũng ở trong đó. Nhật Bản và Úc đã hoàn thành kỳ cọ sát, không gian để lại cho chúng ta vô cùng hẹp. Trương Khác chép miệng quay sang nắm tay Địch Đan Thanh. Chẳng phải nói ngày mai mới nghĩ chuyện công ty sao? Địch Đan Thanh tình tứ lườm Trương Khác một cái. Có rất nhiều chim chóc nghỉ ngơi trên bãi cỏ, chẳng hề sợ hãi du khách. Địch Đan Thanh thích thú đưa tay ra cho một con chim lớn mỏ đỏ mổ tay, còn kéo tay Trương Khác cho nó mổ. Chập tối Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương gọi điện về nói sẽ ở lại một tiểu trấn gần công viên Nam Bung. Trương Khác và Địch Đan Thanh hưởng thụ một đêm hiếm có ở xứ lạ. Tây Úc có rất nhiều tài nguyên tự nhiên như khí thiên nhiên, vàng, sắt thép, các công ty năng lượng và xây dựng chủ yếu trên thế giới đều có văn phòng làm việc ở đây, cho dù là thành phố nhỏ, nhưng Perth cũng rất xa hoa, khách sạn Trương Khác ở chẳng kém gì khách sạn bán đảo ở Hong Kong. Trong gian phòng Trương Khác ở có cả hồ bơi, du ngoạn cả một ngày, ngâm mình trong hồ bơi hết sức thoải mái, lúc mua áo bơi, Trương Khác tiến cử Địch Đan Thanh mua loại bikini sexy. Nhưng Địch Đan Thanh không nghe y, có điều cô vẫn mua một bộ đồ bơi khá gợi cảm. Chiếc áo bơi làm đôi chân gần như hoàn mỹ của cô càng thêm thon dài, chất liệu áo bơi cực tốt, bó chặt lên người, làm bầu ngực căng tròn ngạo nghễ như muốn phá tung áo bơi thoát ra ngoài. Cho dù trong phòng chỉ có Trương Khác mà cũng vì chỉ có mỗi Trương Khác nên Địch Đan Thanh thay áo bơi đi ra vẫn xấu hổ hoanh tay trước ngực, lại còn đeo chiếc kính râm to trên mặt, ngồi bên hồ bơi không không xuống, nhìn Trương Khác bơi qua bơi lại. Trương Khác tay vịn thành bể bơi ngửa đầu nhìn Địch Đan Thanh, gỡ bỏ chiếc kính râm của cô ra, không phải chỉ có tâm sự gì chứ. Thôi thì có tâm sự gì. Địch Đan Thanh cười, cúi người xuống ôm mặt Trương Khác, khiến hai bầu vú chĩu xuống đập thẳng vào mắt Trương Khác, làm y chao đảo, đưa tay ra sờ lên đùi ngọc trơn mịn như ngọc của cô, chưa đã đưa tay ôm lấy cặp mông tròn lẳn. Cứ như thế đứng trong nước ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Địch Đan Thanh, khuôn mặt kiềm diễm, gò má trơn như mỡ đông, cánh môi hồng tươi. Đôi mắt mang phong tình hoang dã, chỉ nhìn thôi làm tà hỏa trong người Trương Khác sôi lên sùng sục, nắm tay Địch Đan Thanh nói, xuống bơi nào. Rồi kéo cô xuống nước, ôm lấy cơ thể đầy đặn của cô, muốn lấy nó xua đi phần nào dục vọng đang bốc lên. Địch Đan Thanh cảm giác được phản ứng mạnh mẽ trên người Trương Khác, phì cười, đúng là con ma háo sắc. Nhưng cơ thể lại nhiệt tình như lửa dán sát vào lòng ngực y không rời. Trương Khác bảo Địch Đan Thanh giang chân kẹp lấy hông mình. Địch Đan Thanh chiều ý làm theo, thế là chỗ riêng tư vừa vặn để hạ thân cứng ngắc của Trương Khác chọc vào, thấy y đưa tay lần mò kéo quần bơi của mình sang bên, Địch Đan Thanh chỉ động tình ôm lấy cô y, thì thầm vào bên tai, để tôi ở lại bớt đi. Trương Khác vừa mới hoàn thành tư thế chuẩn bị chiến đấu thì nghe cô nói câu này, sửng sốt nhìn cô không chớp. Nhìn cái gì mà nhìn, Địch Đan Thanh cảm thấy hơi nóng bừng, cánh tay ôm Trương Khác thả lỏng ra, nhích mông để hạ thể Trương Khác tiến vào người mình. Khoái cảm dữ dội làm cô choáng váng, như muôn dòng điện từ bụng tỏa đi khắp cơ thể, làm cô không kìm được cổ ngửa ra đằng sau rên lên một tiếng dài đầy nhục dục, sau này ở lại bớt, nhớ cảm giác thì phì biết làm sao. Cậu cử động đi, á, sâu quá, nâng tôi lên chút nào. Trương Khác nâng cặp mông nảy nở của Địch Đan Thanh, đặt cô tì vào thành bể bơi, giữ nguyên hạ thể trong huyệt động ẩm ướt của cô, sao muốn ở lại bớt. Đã bảo không nói chuyện công tác mà, Địch Đan Thanh chuyển động eo. Tựa tìm lấy khoái cảm, muốn chuyển đề tài đi. Trương Khác ôm lấy vòng eo đầy sức sóng của cô, yêu thương vuốt ve tấm lưng trơn mịn, nhẹ nhẹ hôn lên cánh môi hồng căng mọng, nhìn đôi mắt lim dim của cô, Trương Khác không muốn xa cô, không phải chỉ vì khoảnh khắc mỹ diệu thế này. Địch Đan Thanh tay chân như con bạch tuộc như muốn làm Trương Khác tan chảy trong người mình, ôn nhu nói trong tiếng rên rỉ, cảm giác có người yêu không tệ chút nào, nhưng so với việc thành tình nhân của cậu, tôi càng muốn trợ thủ cho sự nghiệp của cậu hơn. So với nấp dưới cánh của cậu, tôi càng muốn đứng ra chia sẻ vinh quang cùng cậu hơn. À, tiểu tình nhân của tôi, cho tôi ương ngạch một lần đi, để tôi ở lại bớt. Vậy tôi phải làm sao? Trương Khác thương cảm hỏi. Công tác ở kiến nghiệp thế nào cũng tìm được người tiếp nhận mà. Địch Đan than mắt lim dim, lắc hông truy tìm thêm khoái cảm, nói rất vô trách nhiệm, cho dù cậu muốn phát tiết thú dục, còn lo không tìm thấy đối tượng ở kiến nghiệp sao? Tôi có hạ tiện tới mức giữ chị lại kiến nghiệp chỉ vì phát tiết như chị nói sao? Trương Khác cười khổ, có chút giận dỗi thúc mạnh mấy cái liên tiếp làm Địch Đan Thanh không còn chịu đựng nỗi sức công phá dữ dội ấy nữa,
ré lên sung sướng không còn nói chuyện được nữa. Cậu có yêu tôi không? Địch Đan Thanh buông tay ra, dựa lưng vào thành bể bơi, chăm chú nhìn Trương Khác, tôi chẳng ngốc nghếch hỏi người cậu yêu nhất là ai đâu. Yêu chứ, yêu nhiều lắm. Trương Khác ôm gò má cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ trách tôi quá tham lam, không muốn bỏ một ai. Chỉ cần một chút là đủ rồi. Địch Đan Thanh quay đầu sang, ngậm lấy ngón tay của Trương Khác, cắn nhẹ nhẹ lên đó, giọng nói rất chân thành nhưng ánh mắt mang nụ cười. Cậu cứ thoải mái phong lưu khoái hoạt đâu, tôi chẳng hỏi tới, chỉ cần trong tim cậu có chút tình yêu dành cho tôi là đủ rồi. Trương Khác cười khổ không thôi, y đang buồn thối ruột mà cô tỏ ra thản nhiên như thế, hậm hực nắm dây áo bơi trên vai của Địch Đan Thanh kéo mạnh xuống, lộ ra bầu vú lớn trắng muốn, nụ hoa phấn hồng tươi như muốn ứa nước. Kích thích thần kinh Trương Khác một cách cao độ, không chút do dự há miệng ngậm lấy. Trương Khác biết rõ đây là chỗ yếu nhất của Địch Đan Thanh, làm cô không chịu nổi trêu ghẹo nhất, ra sức trêu ghẹo nó, cả tay cả miệng vừa vuốt ve nắn bóp, vừa nhay vừa cắn, có chút điên cuồng, có chút thô lỗ. Á, đau, Địch Đan Thanh thét lên. Nhưng Trương Khác không vì thế mà dừng lại cũng không vì thế mà nhẹ nhàng hơn, y biết Địch Đan Thanh đau nhưng cũng dễ chịu vô cùng, quả nhiên tiếng kêu của cô biến thành tiếng rên rỉ dâm đãng làm người ta điên cuồng, mười ngón tay bấm sâu vào da thịt sau lưng Trương Khác. A thích quá đi. Chị không muốn mỗi ngày như thế này sao? Mỗi ngày cậu có thể sao? Địch Đan Thanh vừa thở khó nhọc vừa trêu y, nếu cậu muốn cứ tới bớt tìm tôi. Không cho chị đi, không cho chị đi. Trương Khác tấn công như lên cơn điên, hai tay thô lỗ giày vò bầy vú của cô. Sự dã man thô bạo của Trương Khác làm tình dục của Địch Đan Thanh được tận tình phóng thích, làn da trắng ngần dần dần thấm ra mồ hôi li ti, nhịp mông mỗi lúc một nhanh. Còn ưỡn ngực lên khuyến khích bàn tay của Trương Khác, tiếng rên rỉ tiêu hồn của cô vang vọng khắp bể bơi, thể lực cô cũng rất tốt, không giống như Hứa Tư và Tạ Vãn Tình hơi chút là người mềm nhũn, Địch Đan Thanh có thể nắm thế chủ động từ đầu tới cuối, nghênh đón từng động tác của Trương Khác một cách hết sức hoàn mỹ. Có vẻ đang bắt đầu bố cục cho đoạn kết, DDT đi bớt, TTM đi sinh, em Trần Ninh chết vì bệnh lạ lây từ phim Hàn Quốc. Chương 1038, nhân tuyển thay thế. Địch Đan Thanh mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt đẹp khép hờ, giây phút trước khi tiết thân lại càng như con ngựa hoang, ôm chặt lấy cổ Trương Khác hưởng thụ khoái cảm tột đỉnh, núm vú đỏ rực như hoa đào tháng năm còn khẽ rung rinh. Qua một lúc lâu đợi dư âm dần dần lắng xuống, chẳng hề ngượng ngùng, đưa tay ra sờ hạ thân Trương Khác vẫn còn cứng rắn nằm trong cơ thể mình, không quên khen y một câu, cậu thật tuyệt. Còn chỉ như con ngựa hoang ấy. Trương Khác gạt lọn tóc dính bết lên khuôn mặt lấm tấm giọt nước long lanh không biết là mồ hôi hay nước hồ trên mặt Địch Đan Thanh, đặt cô ngồi lên thành bể bơi rồi trèo lên. Cho dù là ngựa hoang, chẳng phải đã bị cậu thuần phục sao, cậu đắc ý rồi chứ. Địch Đan Thanh lấy chiếc khăn tắm lớn bọc lấy thân thể của hai người, ngả đầu dựa vào vai Trương Khác. Địch Đan Thanh không phải là nữ nhân dựa dẫm vào người khác, Trương Khác chỉ còn biết thở dài trong lòng, nếu cô đã muốn ở lại Perth, cũng chỉ đành thuận theo ý tứ của cô. Thương vụ Cẩm Hồ muốn lập nên con đường màu lam vận chuyển tài trên biển, Cảng Đông Sơn là một đầu của con đường này, một đầu quan trọng khác chính là Tây Úc. Tây Úc có quặng sắt rất cần cho Trung Quốc sau này, đầu tư mỏ ở Úc không khó, vùng phía Tây và Nam của Úc có rất nhiều xí nghiệp quặng sắt vừa và nhỏ để mua. Nhưng chỉ đầu tư vào mỗi mỏ là không được, quặng sắt khai thác ra phải thông qua đường sắt hoặc đường sông vận chuyển tới cửa cảng, đưa lên tàu chuyển đi mới sinh ra hiệu ích. Hệ thống vận chuyển ở Tây Úc như đường sắt, cửa cảng đều khống chế trong tay BSP Billiton, Mitsui. Cả rồi, Cẩm Hồ muốn mở ra con đường máu ở đây phải tiến hành đầu tư tổng hợp, thẩm thấu đồng thời khống chế lĩnh vực vận chuyển ở Tây Úc mới được. Tài phiệt Nhật từ thập niên 60 đã tiến vào Tây Úc, Nam Úc tiến hành bố cục sản nghiệp, thông qua liên doanh, ký gửi đầu tư, hợp tác hải ngoại, nắm cổ phần tiến hành thẩm thấu vào tất cả các mắt xích trong chuỗi sản nghiệp khoáng sản Úc. Hiện giờ Cẩm Hồ mới tiến vào Tây Úc bố cục sản nghiệp quặng sắt, ít nhất tốn kém hơn Tài Phiệt Nhật cả chục lần. Về lý luận, đợi cơ sở sản xuất sắt thép trên 10 triệu tấn xây lên, lượng quặng sắt Cẩm Hồ mua từ hải ngoại sẽ gần 25 triệu tấn, con số này khá là hấp dẫn với lượng khoáng thạch xuất khẩu mới gần 80 triệu tấn của Tây Úc, trong tay thương vụ Cẩm Hồ lại còn có số vốn hùng hậu gần 1 tỷ đô la Mỹ. Trương Khác muốn dùng hai vũ khí sắt bèn này vòng qua vòng vây tập đoàn Nhật hệ như Mitsui và hai doanh nghiệp lũng đoạn lực thác Rio Tinto, City khai khoáng Anh Úc tất thác BSP Billiton, City khai khoáng đa quốc gia Anglo-Australian, làm chính phủ Tây Úc động lòng, đánh ra một khe hở.
đôi khi chỉ cần một khe hở, kiến lập một con đường từ khu mỏ thông tới đại dương, con đường này có lẽ lúc đầu không đáng nói tới, cho dù mỗi năm sản lượng khai thác mỏ, lượng vận tải đường sắt, lượng xuất nhập cảng chỉ có chục triệu tấn, nhưng chỉ cần thị trường quặng sắt quốc tế tiến vào thời kỳ lên cơn sốt, ắt sẽ thu hút vô số vốn tiến hành mở rộng dung lượng. Đương nhiên muốn làm tới mức này không phải là dễ, không chỉ vượt qua được vòng vây các doanh nghiệp tới trước, còn phải có được sự thiện cảm của công chúng và chính phủ Tây Úc. Ngoài ra phải gánh vác một phần nhiệm vụ nhập khẩu quặng sắt của thương vụ Cẩm Hồ, phải hiệp trợ Hải vận Nam Dương phát triển nghiệp vụ ở Tây Úc, văn phòng làm việc ở Perth sẽ quan trọng hơn bất kỳ công ty hải ngoại nào của Cẩm Hồ. Chọn ai tới chủ trì đại cục đúng là làm Trương Khắc đau đầu. Trương Khắc siết chặt cơ thể Địch Đan Thanh trong lòng, như sợ buông tay một chút cô sẽ đi ngay vậy, cọ cọ mũi vào vành tai cô, ngửi hương thơm cơ thể ngọc ngà, hôn lên dái tai, chị thực sự muốn ở lại Perth sao? Vất cả lắm đấy. Địch Đan Thanh ngửa mặt nhìn Trương Khắc, ánh mắt chan chưa nhu tình, người ta nói Perth là thành phố cô đơn nhất thế giới, cậu có muốn tới cũng không dễ, vậy cũng tốt, chẳng cần phải ở thành phố khác mòn mỏi đợi cậu tới như oán phụ. Triền Miên trong khách sạn suốt cả đêm, chỉ nghỉ ngơi một chút giữa thời gian hoan ái, sáng tỉnh lại, tinh thần Trương Khắc rất khỏe khoắn, chẳng hề có chút mỏi mệt nào. Ánh nắng rực rỡ cuối thu ở Tây Úc chiếu qua rèm cửa sổ thưa thớt, Trương Khắc nhìn Địch Đan Thanh nằm bên cạnh, toàn thân trắng muốt không tì vết, da rẻ trơn mịn như ngọc trắng tới mức làm người ta hoa mắt, đường cong là lướt uốn lượn làm cơ thể cô trông mềm như không xương, xinh đẹp ướt át vô ngần. Địch Đan Thanh vẫn chưa tỉnh, hai mắt khép hờ, hàng mi cong mang linh khí vô tận, mái tóc đen dày tán loạn che đìa nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra góc môi hồng cám rô, bầu vú căng tròn mập mờ ẩn hiện sau lớp chăn mỏng, từ vai tới hông là đường cong cực kỳ dụ hoặc, tới mông đột nhiên nhô lên, xuống dưới nữa là cặp chân dài khỏe khoắn. Trương Khắc đưa tay đưa sờ mông cô, cảm giác làn da trơn láng và săn chắc ở đó, Địch Đan Thanh trong mộng cảm thấy ngơ ngứa, mông ngúng nguẩy vài cái rồi mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Trương Khắc ngồi sờ mông mình, gạt tay y ra, gắt, hành người ta cả đêm chưa đủ à. Phía dưới còn đau đây này, thấy trên giường loang lổ vết tích, lại nhìn khuôn mặt đắc ý của Trương Khắc, hậm hực đuổi y xuống giường, kéo chăn che đi vết tích trên giường. Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương trước khi về tới thành phố gọi điện báo cho bọn họ, Địch Đan Thanh tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ, cứ như không hề phát sinh quan hệ cầu thả với Trương Khắc. Biết cô là nữ nhân tính cách cứng rắn cương liệt, làm việc gọn gàng dứt khoát, Trương Khắc cùng tùy theo ý cô. Khi xuống lầu ăn sáng, Trương Khắc nói với Diệp Kiến Bân chuyện Địch Đan Thanh muốn ở lại Perth. Diệp Kiến Bân ngớ ra, hỏi, cậu nỡ để cô ấy đi sao? Cảm thấy hỏi thế quá đường đột. Uống ngụm nước chanh che giấu, quay sang Địch Đan Thanh, sao cô lại muốn ở lại Perth công tác? Anh đã có nhân tuyển thích hợp khác rồi à? Địch Đan Thanh hỏi lại. Nhân tuyển thích hợp tới đâu cũng không bằng cô được. Diệp Kiến Bân cười, chúng tôi cũng đang đau đầu nghĩ xem để ai tới Perth chủ trì cục diện, chỉ là không ngờ Trương Khắc thả cho cô đi. À, hèm, cô ở lại Perth, vậy ai thay thế cô ở kiến nghiệp? Diêu Kiên hay Triệu Bằng, hay anh thấy còn ai thích hợp hơn? Trương Khắc nhún vai, cũng phải xem anh nỡ bỏ ai đã. Cho cậu một người là mất một vị trí không ai lấp vào. Diệp Kiến Bân hơi tiếc, dựa theo ý hắn thì muốn ăn không Địch Đan Thanh cơ, nghĩ một lúc rồi nói, Tiểu Đồng cứ than vãn phải sống chia cách với Tâm Văn, hay là để nó về kiến nghiệp thu thập đống hỗn loạn cho cậu. Tôn Tĩnh Hương ngồi bên cạnh cười trêu, hoặc là một nam nhân làm việc nhanh nhẹn, có thể sai bảo như trâu như ngựa. Hoặc là một mỹ nữ chưa kết hôn chưa có người yêu, xinh đẹp trẻ trung. Cậu ta làm sao nhìn chúng Tiểu Đồng, một phụ nữ vừa kết hôn rồi lại còn mang thai nữa. Địch Đan Thanh chỉ mím môi cười không nói gì, cứ như Tôn Tĩnh Hương trêu ghẹo ai đó không liên quan đến cô, Trương Khắc giơ tay đầu hàng, Tiểu Đồng thì Tiểu Đồng, cùng lắm để bà cô bụng to đó tới, tôi cho cô ấy hai trợ lý nữa, tránh cô ấy nói tôi ngược đãi phụ nữ có thai. Bên này thương lượng nhân tuyển thay thế Địch Đan Thanh đồng thời báo cho Tôn Thượng Nghĩa, chủ yếu là phụ trách công tác hành chính của hội nghị giám đốc cấp cao của Cẩm Hồ. Điều phối bố cục chiến lược nhiều tầng trong hệ thống cao tầng Cẩm Hồ, đây là vị trí trọng yếu, nhưng lượng công tác không nhiều, để Diệp Tiểu Đồng mang thai phụ trách cũng thích hợp. Chuyện thế là được định đoạt. Chương 1039, được quen là may mắn. Đến khi gọi điện báo cho Hương Tuyết Hải, Đào Hạnh Kiện than khóc, Diệp Tiểu Đồng mặc dù là phụ nữ có thai, nhưng còn dữ dội hơn cả nam nhân, cô ấy đi, công tác bên này lấy ai phụ trách? Cò kè mặc cả mãi. Cuối cùng quyết định điều hai nhân viên quản lý cơ cấu thị trường Ái Đạt tới Hương Tuyết Hải, Đào Hành Kiện mới miễn cưỡng để Diệp Tiểu Đồng đi.
Cẩm Hồ lúc này thiếu nhất là cao tầng quản lý, Địch Đan Thanh tới Perth, phải giật gấu vá vai bên nọ bên kia. Lúc ăn sáng vốn đã hơi muộn, vừa ăn vừa bàn bạc, xong thì đã gần tới bữa trưa hẹn với Trương Thụ Hóa tổn lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Perth rồi. Trương Khắc thay một bộ đồ tây màu xanh thấm cùng Diệp Kiến Bân tới Tổng lãnh sự quán, trước kia Diệp Kiến Bân đã tới Perth tiến hành khảo sát thương nghiệp hai lần, tiếp xúc qua với nhân vật ở các phương diện, do Perth có vị trí trọng yếu trên bản đồ kinh tế tương lai của Cẩm Hồ, Trương Khắc cũng phải tới xem qua. Bộ Ngoại giao thiết lập Tổng lãnh sự quán ở Perth năm 94, nhưng tổng nhân khẩu của Tây Úc chỉ có hơn 20 triệu nên Tổng lãnh sự quán ở đây không được chú ý lắm, ít qua lại thương nghiệp, có thể nói là nơi chắc có màu mỡ gì. Đổi lại nếu tôi tới đây làm tham tán kinh tế cũng coi là bị đầy đi biên cương. Trên xe Diệp Kiến Bân giới thiệu cho Trương Khắc một số tình huống của Tổng lãnh sự quán. Nói thế nào thì chúng ta đầu tư vào Tây Úc cũng được chút ủng hộ từ phía chính quyền. Trương Khắc xem danh sách hội kiến, hỏi, tham tán kinh tế Hoàng Minh Sinh vốn là quan viên của ty kinh tế à? Đúng thế, ông ta nhiệt tình vô cùng, lần này Tĩnh Hương đi cùng nên không nói cho ông ta biết hành trình của chúng ta. Nếu không cậu đừng mơ thoát khỏi ông ta được. Hiện Diệp Chăn Dân là phó bộ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại thương, phòng thương vụ của Tổng lãnh sự quán nhận chỉ đạo trực tiếp của Bộ Ngoại thương, Cẩm Hồ muốn được việc ở Perth, không mượn chút oai hổ là không được. Từ khách sạn tới Tổng lãnh sự quán, đi qua khu dân cư người Hoa, thấy rất nhiều quán ăn Trung Quốc, nghe Diệp Kiến Bân giới thiệu, Hoa Kiều đa phần làm việc ở quán ăn, nông trường và nhà máy, có số ít người thành công tham gia vào địa ốc, gia công hoa quả tươi cùng ẩm thực. Ở Perth cũng có tổ chức Trung Hoa hội quán tương tự Thương hội Hoa Kiều, bữa trưa hôm nay cũng có đại biểu của họ tham gia. Tổng lãnh sự quán là kiến trúc màu xám kiểu cũ, trông khá có tuổi rồi, nếu không có tấm biển kim loại treo trên tường, Trương Khắc còn tưởng là một di tích lịch sử đại giáo đường, biển số xe của văn phòng Cẩm Hồ tại Perth không thể vào thẳng Tổng lãnh sự quán, bọn họ xuống xe trước cổng. Bên này đã có người đợi ở cửa, một người trung niên béo tốt mặt trắng, thấy Diệp Kiên Bân xuống xe. Từ xa đã hết sức nhiệt tình đưa tay tới, giám đốc Diệp tới Perth hôm qua mà không báo cho tôi một tiếng, nếu để bộ trưởng Diệp biết còn tưởng chúng tôi thất lễ. Đây là tham tán Hoàng Minh Sinh, Diệp Kiến Bân giới thiệu cho Trương Khắc. Hoàng Minh Sinh ở Tây Úc tin tức hơi bế tắc, nhưng cũng biết có thể hợp tác với Diệp ra thì phải có chỗ dựa cấp tỉnh bộ, nhiệt thành bắt tay Trương Khắc, thấy phía sau còn có hai cô gái xinh đẹp, chỉ chào hỏi, không đường đột bắt tay, rất chú ý lễ tiết. Trương Khắc nhìn người trung niên đi cùng Hoàng Minh Sinh, bắt tay xong đợi ông ta giới thiệu. Hoàng Minh Sinh tất nhiên coi trọng Diệp Kiến Bân hơn, khoác tay hắn giới thiệu với người trung niên kia, đây là tổng giám đốc Cổ Chí Nghị của công ty Trung Giã Úc Châu mà hai lần giám đốc Diệp tới Perth đều muốn gặp. Giám đốc Cổ lần này nghe nói giám đốc Diệp tới Perth, đặc biệt từ chối một hoạt động thương nghiệp quan trọng ở Melbourne. Đâu có hoạt động thương nghiệp nào quan trọng hơn gặp mặt khác thiếu gia, giám đốc Diệp. Cố Chí Nghị lại mỉm cười bắt tay với Trương Khắc trước. Hoàng Minh Sinh hơi sửng sốt, giám đốc Cố quen họ sao? Cố Chí Nghị giải thích, trong nước nếu có may mắn quen Khắc thiếu gia, hoặc là nhân vật lẫy lừng trên thương trường, hoặc là quan viên cấp cáp chính trường, tôi cũng chỉ được nghe nói thôi. City Trung Giã Úc Châu là chi nhánh của City xuất nhập khẩu luyện kim Trung Quốc, Cố Chí Nghị có cấp bậc hành chính còn cao hơn tổng lãnh sự Trương Thụ Hòa. Tây Úc mỗi năm cung cấp cho Trung Quốc hơn 300 vạn tấn quặng sắt, vì thế Trung Giã Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc mới lập cơ cấp tương quan phụ trách ở Úc, đáng tiếc bước tiến quan trọng đầu tiên năm 88 này đình trệ ở đó bao năm. Trương Khắc quan sát kỹ càng Cố Chí Nghị, trước đó y đã có tư liệu tỉ mỉ về Cố Chí Nghị, tuổi 46 với bối cảnh trong nước lên được vị trí này cũng xem như là có năng lực, cho dù Trung Giã không có ý định tiến thêm một bước bố cục tài nguyên khoáng sản ở Úc. Trương Khắc cũng muốn thúc đẩy nó sản lượng quặng sắt từ 300 vạn tấn hiện nay lên 1.000 vạn tấn. Hoàng Minh Sinh thấy Cố Chí Nghị mặt tỏ ra ngưỡng mộ Trương Khắc, còn Trương Khắc thản nhiên tiếp nhận, trong lòng hết sức kỳ quái, nhưng không tiện hỏi. Cố Chí Nghị đoán được nghi hoặc của Hoàng Minh Sinh, nói, tham tán Hoàng vừa rồi còn nói với tôi những chỗ tuyệt diệu sau khi thành lập khoáng nghiệp Hoa Hy, vậy ông có biết người sáng lập Hoa Hy là ai không? Không phải Trung Giã các vị à? Hoàng Minh Sinh hỏi lại. Cố Chí Nghị cười, nói với Trương Khắc, Diệp Kiến Bân, Trung Giã đúng là được thơm lây từ Cẩm Hồ không ít, người ngoài không biết Cẩm Hồ mới là nơi sáng lập thực sự của Hoa Hy. Trương Khắc cười, hưởng lợi ích mới là thực tế, còn chuyện bề ngoài, chúng tôi không để ý lắm. Cố Chí Nghị quay sang Hoàng Minh Sinh, một số chuyện không để giới truyền thông tuyên truyền, thực tế Cẩm Hồ là một trong số cổ đông chủ yếu của Hoa Hy, thành lập Hoa Hy do Cẩm Hồ để sướng trước tiên,
Trung Dã chẳng qua là chỉ đệm bóng vào lưới thôi. Diệp Kiến Bân cười lớn, giám đốc Cố cũng thích bóng đá à? Diệp Kiến Bân cũng có thể tính là một nửa fan hâm mộ của bóng đá, thậm chí còn đề xuất tài trợ một đội bóng, Trương Khắc nói với hắn là thà tài trợ bóng đá nữ chứ không tài trợ bóng đá nam, Diệp Kiến Bân đành thôi. Tin tức của Hoàng Minh Sinh đúng là hơi bế tắc, từ năm 94 tới Perth làm tham tán kinh tế tới này chẳng về nước mấy, mà thương nghiệp qua lại giữa Perth và trong nước lại chẳng có là bao, hiện công tác ông ta làm nhiều nhất là tham gia hoạt động người Hoa đương địa. Hiểu biết kinh tế trong nước thậm chí chẳng bằng nhân viên quản lý của công ty hải ngoại. Thậm chí còn nghĩ Thịnh Hâm và Cẩm Hồ hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau. Thương vụ Cẩm Hồ lớn cỡ nào ông ta không biết, chỉ cần biết Diệp Kiến Bân là cháu ruột phó bộ trưởng Diệp Chăn Dân là đủ. Đương nhiên, chuyện khoáng nghiệp Hoa Hy thì Hoàng Minh Sinh cũng biết, báo nội bộ Tân Hoa xã cho đăng tình hình chỉnh hợp sản nghiệp đất hiếm Trung Quốc. Sau khi thành lập Hoa Hy, TW chỉ định Trung Dã liên hợp sản nghiệp đất hiếm địa phương. Tiến hành chỉnh hợp sản nghiệp đất hiếm, định thành lập hai tập đoàn công nghiệp đất hiếm Nam Bắc để hoàn thành bố cục lũng đoạn sản nghiệp đất hiếm. Còn tuyên truyền ra bên ngoài, Cẩm Hồ bị cố ý bỏ quên. Lĩnh vực sản nghiệp năng lượng và tài nguyên cơ sở trong nước hoặc hoàn toàn đóng kín chỉ có vốn quốc hữu tiến vào, hoặc hạn chế mở cửa với vốn phi công hữu, không thể chỉ mở cửa cho một doanh nghiệp dân doanh. Quá trình tham gia kinh doanh Hoa Hy lại hết sức phức tạp, đặc thù, đương nhiên không thể công bố cho công chúng. Hoàng Minh Sinh cũng biết tính chất không tầm thường của Hoa Hy, thầm nghĩ như vậy Cẩm Hồ phải có chỗ dựa không tầm thường. Ông ta theo thói quen nghĩ mọi việc theo mối quan hệ, suy tính xem Diệp Chăn Dân có năng lực làm được điều này hay không. Chương 1040, kế hoạch lớn. Trương Thụ Hòa cấp bậc hành chính là phó cục, là quan viên thuộc Bộ Ngoại giao, tuy nói hiểu Cẩm Hồ nhiều hơn một chút, nhưng không quá mức nhiệt tình chạy ra cửa đón khách. Tham dự bữa tiệc ngoài đại biểu Hoa Kiều đương địa. Còn có đại biểu cơ cấu mậu dịch thương nghiệp trong nước trú ở Perth, những người này thấy Cố Chí Nghị đều hết sức nhiệt tình, tuy Trương Khắc và Diệp Kiến Bân mới là vị khách chính, nhưng Cố Chí Nghị vừa mới vào đại sảnh lập tức thành nhân vật chính. Mặc dù sản nghiệp sắt thép trong nước dựa vào tài nguyên khoáng thạch của Tây Úc còn chưa cao, nhưng chỉ cần là nhà máy sắt thép và doanh nghiệp mậu dịch trong nước có chút tầm nhìn đều lục tục tới Perth lập cơ cấu nghiệp vụ rồi, thương nhân Trung Quốc ở Perth không hiếm. Do quặng sắt trong nước nhập khẩu từ Tây Úc chủ yếu qua Trung Dã Úc Châu, cho nên những công ty mậu dịch này coi Cố Chí Nghị như cha mẹ tái sinh. Khi mà đường vận chuyển đã bị Tất Thác, Lực Thác và tập đoàn Nhật khống chế, chỉ đơn thuần tiến hành mậu dịch khoáng thạch không thể có được lợi nhuận siêu cao, lại còn gánh nguy hiểm nhất định, nhưng có hơn không, cơ cấu thu mua khoáng thạch trong nước có thể vươn tới Tây Úc thế nào cũng là chuyện tốt. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân cũng chẳng muốn đau đầu ứng phó với quá nhiều người. Liền cùng Trương Thụ Hòa ngồi một bên bàn việc chính. Cố Chí Nghị và Hoàng Minh Sinh ứng phó một lúc mới quay về bàn tiệc chính. Cảm ơn lãnh sự Trương tổ chức bữa tiệc này để Cẩm Hồ có cơ hội làm quen tâm sự với các đại biểu Hoa Kiều và cơ cấu mậu dịch. Trương Khắc giới thiệu mọi người xong liền thẳng thắn nói ra ý đồ chuyến đi này. Chúng tôi tới Perth khảo sát thương nghiệp chủ yếu là vì sắt thép Đông Sơn sau khi cải tiến kỹ thuật mỗi năm cần nhập từ Tây Úc chừng 180 vạn tấn quặng sắt chất lượng tốt từ Tây Úc. Sau khi sắt thép Đông Sơn dung hợp với sắt thép Đông Hải, nhu cầu quặng sắt chất lượng sẽ lên tới 2.500 vạn tấn, chúng tôi hy vọng Tây Úc ít nhất có thể cung cấp 1.000 vạn tấn. Cố Chí Nghị mắt sáng lên, Trung Dã kinh doanh ở Úc Châu 11 năm, sản lượng quặng sắt mỗi năm chỉ có 300 vạn tấn, ông ta phí bao tâm tư thuyết phục tổng công ty tăng sản lượng lên 1.000 tấn, tổng công ty do dự hơn một năm chưa quyết định, Cẩm Hồ vừa tới Perth một cái là báo ra nhu cầu 1.000 tấn, lòng tham thật kinh người. Cố Chí Nghị hiểu rõ sản nghiệp sắt thép trong như lòng bàn tay, hỏi, Cẩm Hồ nếu muốn nhập khẩu mỗi năm 1.000 tấn quặng sắt, tựa hồ phải đi bàn với Lực Thác hoặc Tất Thác, tôi nghĩ Trung Dã không ai có thể làm chủ cung cấp 1.000 vạn tấn này cho Cẩm Hồ. Những doanh nhân mậu dịch ngồi bàn bên đứng cả dậy, nếu như quặng sắt bị người khác bao thầu hết, bọn họ ở lại đây cũng chỉ uống gió Tây Bắc, phủi đít về nước cho xong. Trương Khắc lắc đầu, số quặng sắt chúng tôi cần không chiếm lượng cung cấp của các vị. Cũng không hợp tác với Lực Thác Rio Tinto, hay Tất Thác BSP Billiton, chúng tôi muốn đầu tư cơ sở cung ứng của mình. Câu này tức thì khiến xung quanh xôn xao. Trương Thụ Hòa, Hoàng Minh Sinh, Cố Chí Nghị không nói lời nào, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang các bàn khác, có người hoài nghi châu đầu nghị luận, có người kinh ngạc, có người cười rộ lên khinh bỉ, chỉ coi Trương Khắc khoác lác không biết ngượng mồm. Cố Chí Nghị cũng hoài nghi Trương Khắc không hiểu một mình đầu tư xây dựng cơ sở khai thác độc lập một năm cung cấp 100 tấn quặng sắt là khái niệm thế nào,
nhưng cho dù Trương Khắc khoác lác một mục tiêu không thực tế cũng nên tâng bốc góp vui, trong nước người thích nói suông nhiều lắm. Cố Chí Nghị không nói thẳng ra, có điều khách khứa tham gia yến tiệc lại chẳng chiếu cố thể diện người khác lắm, thức thì có người đứng lên nói, cậu có biết năng lực xuất nhập của Hải Cảng Tây Úc mỗi năm là bao nhiêu không? Có biết năng lực vận tải đường sắt từ khu mỏ tới hải cảng là bao nhiêu không? Tất Thác và Lực Thác gần như chiếm hết năng lực vận tải ở Tây Úc rồi, trừ khi công nhân của cậu là đại lực sĩ, có thể vác quặng sắt về nước, nếu không ha ha ha. Ông ta khôi hài đấy chứ. Cố Chí Nghị muốn hóa giải xấu hổ cho Trương Khắc, giải thích, Trung Giã cũng luôn muốn tăng sản lượng lên 1.000 tấn, nhưng đây không phải là chỉ là vấn đề đầu tăng đầu tư khai thác, mà là vấn đề làm sao vận chuyển được. Một người trung niên trông có vẻ trung hậu cũng tới giải thích cho Trương Khắc, đám doanh nhân chúng tôi chủ yếu dựa vào Trung Giã kiếm sống, vì sao chúng tôi không trực tiếp tới mỏ mua quặng? Chủ yếu vì không giải quyết được vấn đề vận chuyển, hai doanh nghiệp mỏ lớn kia khống chế hệ thống vận chuyển cực nghiêm, chỉ vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của bọn họ thôi. Vấn đề không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi cũng nghe nói Thương vụ Cẩm Hồ đầu tư bố cục rất lớn trong nước, nhưng ở Tây Úc 1-200 triệu USD cũng chỉ làm được một doanh nhân mậu dịch lớn thôi. Đấy, ông ta chỉ một người khác, ông ta là đại biểu của Thành Cương, trong xí nghiệp dân doanh nước ta thì Thành Cương có quy mô rất lớn, tài sản hơn chục tỷ, năm ngoái cũng phái đại biểu tới đây định xây dựng cơ sở cung ứng quặng sắt. Những người ở đây đa phần chỉ coi đám Trương Khắc, Diệp Kiến Bân là đại biểu bình thường của Cẩm Hồ, trong số bọn họ không thiếu phú ông trăm triệu, chẳng bị cái danh Cẩm Hồ dọa sợ. Trương Khắc đứng lên nói với người trung niên trung hậu giải thích hộ kia. Chúng tôi cũng biết đầu tư xây dựng cơ sở khai thác rất khó, Tổng lãnh sự quán nhiệt tình mời mọi người tới đây, chúng tôi cũng mong mọi người giúp bày mưu tính kế, thậm chí tiếp thêm một bước chung vai góp sức tác thành việc này. Kết hoạch của chúng tôi là đầu tư từ 1 tới 1,5 tỷ đô la Mỹ xây dựng cơ sở cung ứng quặng sắt này, à nói là cơ sở cung ứng cũng không chính xác, phải nói là chuỗi cung ứng. Hả, người trung niên kia ngớ ra, ông ta vốn đang chuẩn bị mấy lời giáo huấn đại biểu trẻ tuổi không biết trời cao đất dày của Cẩm Hồ. Lúc này há hốc mồm, không biết phải nói tiếp ra sao. Cố Chí Nghị nghe xong vui mừng đứng dậy, Cẩm Hồ muốn xây dựng cửa cảng, đường sắt ở Tây Úc sao? Muốn đột phá sự phong tỏa của Lực Thác và Tất Thác chỉ còn cách xây dựng đường sắt, cửa cảng của riêng mình. Đầu tư 1.5 tỷ xây dựng tuyến đường giao thông chính có chút khó khăn, nhưng chúng tôi chỉ xây tuyến đường vận chuyển 1.000 tấn quặng sắt thì không thành vấn đề. Trương Khắc bình thản ngồi xuống. Đương nhiên phải tìm được khu mỏ mới có thể xác định tuyến đường, rất nhiều việc phải nhờ mọi người trợ giúp. 1.000 vạn tấn quặng sắt tốt có thể cung ứng cho nhà máy sắt thép sản lượng 700 vạn tấn, đầu tư một nhà máy như thế, tiết kiệm tài chính cũng cần 2 tỷ mới được, Thương vụ Cẩm Hồ xa xỉ tới mức lấy 1 tỷ ra xây dựng chuỗi cung ứng. Đầu tư sắt thép trong nước lợi nhuận cực cao, nhưng Tây Úc không phải địa bàn của mình, và lại đám tài phiệt kia cũng không dễ dàng để người ta đoạt miếng cơm trong miệng, theo suy nghĩ của người bình thường. Cẩm Hồ mà có số tiền này thật, chẳng bằng xây dựng nhà máy sắt thép trong nước ổn thỏa hơn. Những lời này của Trương Khắc làm người có mặt kinh ngạc hoặc nghi hoặc, nhưng khinh miệt Cẩm Hồ không biết trời cao đất dày không còn nữa. Sau bữa tiệc là hoạt động giao lưu hữu nghị. Cố Chí Nghị giới thiệu thân phận của Diệp Kiến Bân, là tổng giám đốc của Thương vụ Cẩm Hồ chứ không phải là đại biểu bình thường, bọn họ đều là nhân vật trong nghề, biết chuyện Cẩm Hồ đầu tư xây cảng Đông Sơn hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tất nhiên không nghi ngờ Cẩm Hồ huy động được 1.5 tỷ cho chuỗi cung ứng quặng sắt. Cố Chí Nghị không rõ thân phận cụ thể của Trương Khắc nên chỉ giới thiệu hàm hồ cho qua, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân nhân cơ hội này chính thức giới thiệu Địch Đan Thanh là đại biểu của Thương vụ Cẩm Hồ tại Úc. Chương 1041, khiến bao người chú ý. 1. Khi Tổng lãnh sự quán Trung Quốc truyền ra ngoài kế hoạch đầu tư quặng sắt 1.000 tấn của Cẩm Hồ, lập tức gây oanh động ở Perth, chỉ có cơ cấu của Lực Thác, Tất Thác và Mitsubishi, Itachu giữ im lặng. Chỉ tá Tú Tàng tới ngày 2 tháng 6 ở Bắc Kinh mới biết được tin tức này, đây là tin dữ thứ hai mà hắn nhận được trong tháng. Bị ảnh hưởng tin tức nội bộ Trung Hải Du khả năng có phát hiện trọng đại ở ngoài khơi Bột Hải, trước đó Mitsui thông qua nhiều con đường gây áp lực lên kế hoạch lên TTCK của Trung Hải Du có tác dụng khá hữu hạn. Thế cũng đành đi, chỉ tá Tú Tàng không phải kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt đơn thuần. Cứ nhất định phải áp chế sự quật khởi của Trung Quốc. Thẩm thấu kinh tế mới là trào lưu chủ đạo của Mitsui, nhưng cứ mỗi lần nhớ tới cái buổi sáng Lý Hinh Dư y phục sộc sệch ở cùng một phòng với Trương Khắc, hắn lại không kìm chế được giận dữ. Dầm, chỉ tá Tú Tàng đấm mạnh xuống bàn, chén trà chấn đồng rơi xuống thảm, nước bắn khắp nơi, hắn cũng chẳng có tâm tình dọn dẹp.
khi hắn phí hết tâm tư nâng đỡ Khoa Vương muốn áp chế sản nghiệp điện tử tiêu dung của Cẩm Hồ thì Cẩm Hồ lại nổi lên ở lĩnh vực sắt thép, cửa cảng. Hiện lại còn muốn vươn tay vào tài nguyên đầu nguồn, hơn nữa tung liền một lúc 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hắn cũng đã biết Thương vụ Cẩm Hồ là nhà đầu tư ngầm lớn nhất của Trung Hải Du. Từ thập niên 60, Mitsui đã liên hợp Mitsubishi, Itachu tới Tây Úc tiến hành bố cục sản nghiệp quặng sắt, không ngờ Cẩm Hồ muốn đoạt miếng ăn trong miệng Mitsui. Cẩm Hồ hiện đã không còn yếu đuối mong manh như một năm trước nữa rồi. Chỉ tá Tú Tàng nhíu chặt mày, áp chế Cẩm Hồ đã không nằm trong phạm vi năng lực của hắn nữa, chức quyền của hắn chỉ giới hạn trong Trung Quốc, vậy hẳn tổng bộ phải coi trọng đúng mức. Hắn nhìn tờ giấy trên bàn, cân nhắc phải viết báo cáo giao cho tổng bộ thế nào. Ngày 2 tháng 6 Lý Tại Thù ở kiến nghiệp, hắn còn đặc biệt chạy tới Thư viện Ái Đạt nằm giữa Đợi Ết Đông Hải và Học viện Âm nhạc. Tốc độ xây dựng rất nhanh, từ lúc tin tức đưa ra chưa được mấy tháng kiến trúc sau tầng đã dựng lên trước mắt, Lý Tại Thù còn nhớ trước đây nơi này là nhà dân đơn sơ, đường đi lồi lõm, không ngờ trong thời gian ngắn đã đổi mới hoàn toàn. Từ vị trí này, hắn chỉ có thể nhìn thấy bên trong thư viện đang tiến hành trang hoàng khẩn trương, không thể vô duyên vô cớ đi vào được. Ái Đạt quyên tặng thư viện này khiến có được danh dự rất cao, ban ngành tuyên truyền tựa hồ cũng vui lòng tuyên truyền quy mô lớn hành vi quyên tặng vì sự nghiệp văn hóa của Ái Đạt. Đối với Lý Tại Thù mà nói, hắn quan tâm tới việc cạnh tranh với Ái Đạt ở thị trường sản phẩm điện tử tiêu dùng hơn, còn hành động của Cẩm Hồ ở Tây Úc, đó là vấn đề đau đầu của kẻ khác. Trong đó Lý Tại Thù càng quan tâm tới tin tức Côn Đằng Online hôm nay sẽ lên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, dù sao Quỹ Sáng Nghiệp Vườn Sồi là nhà đầu tư chủ yếu của Côn Đằng Online, tức là Cẩm Hồ có thể kiếm thêm được nhiều tiền dùng để phát triển sản nghiệp điện tử. Côn Đằng Online lần này công khai phát hành 750 vạn cổ phiếu mới trên sàn giao dịch Nasdaq, giá phát hành công khai là 34 đô la Mỹ, kiếm được hơn 25 triệu đô la Mỹ. Lý Tại Thù nhìn đồng hồ hiện giờ mới là 4 giờ chiều giờ Bắc Kinh, cách thời gian sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq mở cửa còn sớm, thầm nghĩ hiện cao tầng Cẩm Hồ hiện đang tụ tập ở Mỹ chúc mừng sự thành công của Côn Đằng Online. Có điều trong tin tức công khai chỉ có Tô Tân Đông, Triệu Tử Lâm dẫn đoàn cùng giới truyền thông Trung Quốc sang Mỹ, không nghe thấy nói còn cao tầng nào nữa. Nghĩ cũng phải, cho dù làn sóng công nghệ vẫn tiếp tục cuộn trào, đợi kỳ cấm bán 6 tháng qua đi, giá cổ phiếu của Côn Đằng Online có tăng lên gấp đôi thì với quy mô của Cẩm Hồ hiện nay cũng chẳng cần quá kích động. Lý Tại Thù thu lại tâm tư định chui vào xe về khách sạn, Lý Hinh Dư kiếm cớ có tiết học không muốn gặp hắn, hắn cũng không biết giữa Lý Hinh Dư và Trương Khác đã phát triển tới mức nào, thi thoảng tìm kiếm hoan lạc, hay là cam tâm tình nguyện làm một nữ nhân đứng sau lưng Trương Khác. Chuyện này để truyền ra đúng là sỉ nhục của gia tộc, nhưng nếu có thể khiến chỉ tá Tú Tàng thù hận Cẩm Hồ, hắn thấy cũng đáng, nên quyết định che giấu gia tộc. Vừa mới vào xe đóng cửa lại thì Lý Tại Thù thấy một chiếc Mercedes phóng qua, Lý Tại Thù bảo lái xe chờ một chút, chiếc Mercedes đỗ trước thư viện, Trương Khác đi ra từ trong xe, Lý Tại Thù hơi ngẩn ra, y về nước từ khi nào vậy? Trương Khác không nhìn thấy Lý Tại Thù, y vừa mới từ Hong Kong bay về, Diệp Kiến Bân ở lại Hong Kong theo dõi chuyện Trung Hải Du, Địch Đan Thanh theo y về. Địch Đan Thanh không được nhàn nhã đi xem tiến độ thư viện như Trương Khác, cô phải chuẩn bị để tới Perth chủ trì đại cục. Công tác ở kiến nghiệp phải bàn giao cho Diệp Tiểu Đồng, còn phải rút tinh anh từ các công ty của Cẩm Hồ lập thành đội ngũ trú tại Perth, còn phải tiếp xúc với các quan viên cục công nghiệp. Cẩm Hồ muốn khuếch trương tới sản nghiệp khoáng sản hải ngoại, không thể thiếu sự ủng hộ của hệ thống luyện kim trong nước. Bị hạn chế bởi chính sách trong nước, Cẩm Hồ không thể dẫn đại quân tiến vào sản nghiệp tài nguyên cơ sở. Nhưng khuếch trương ở hải ngoại thì không bị hạn chế. Trương Khác nheo mắt nhìn mặt trời đằng xa, lần này rời kiến nghiệp gần một tháng, nhưng chẳng biết ở lại được bao lâu, nhìn tốc độ xây dựng này, đêm vào sử dụng chắc không thành vấn đề. Địch Đan Thanh sắp đi Perth, Tôn Tĩnh Mông cũng du học ở Singapore, Trương Khác buồn bã đi vào ngõ học phủ, kiến nghiệp náo nhiệt sắp trở nên trống vắng mất rồi, vừa rẽ vào ngõ thì nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân. Mới chia tay có 4 tiếng mà anh đã nhớ tôi rồi à? Trương Khác đùa. Ai rảnh rang mà nhớ tới cậu? Diệp Kiến Bân nói, tôi vừa mới gặp Lưu Thành Vệ, vấn đề mỏ dầu Tân Dương có kẻ phản bội, người phụ trách công ty thăm dò phía Trung Quốc bị Tiêu Khang Ân kéo xuống bùn, hiện bị song quy rồi. Nhưng Ủy ban Thương mại và Trung Hải Du không định trở mặt với Tiêu Khang Ân, chuyện chỉ xử lý nội bộ, có điều sẽ lợi dụng việc này để khiến Tiêu Khang Ân phải nhượng bộ trong việc hợp tác với phía Trung Quốc. Trương Khác, một tiếng, chuyện này bóc trần ra. Tiêu Khang Ân chẳng bị Mỹ trừng phạt, Trung Hải Du cũng chẳng có lợi gì, xử lý nội bộ là được,
chỉ cần không tha cho kẻ phản bội kia. Vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Kiến Bân tới cửa 1978 rồi, Trương Khắc thò đầu nhìn vào trong, không thấy bóng dáng Tôn Tĩnh Mông đâu, cô bé này thật quá đáng, không nói một lời đã lập kế hoạch đi Singapore du học rồi. Lại lâu rồi mới gặp, Hà Huyền đứng sau quầy bar, thấy Trương Khắc thập thỏ bên ngoài, lên tiếng chào, anh tới tìm vị giai nhân nào thế? Lâu lắm không gặp sao? Trương Khắc làm điệu bộ bất ngờ, cảm giác như mới gặp cô hôm qua. Hà Huyền biết đấu khẩu với Trương Khắc chỉ có thiệt, nhoẻn miệng cười hỏi y tới gì. Trương Khắc đương nhiên chẳng ngồi uống rượu một mình lúc hoàng hôn, bảo Hà Huyền pha cho cốc cà phê, thời gian này trong 1978 không có mấy người. Trương Khắc ngồi ở quầy ba tán gẫu với Hà Huyền, uống hết cốc cà phê định lấy cốc nữa thì Tôn Tĩnh Mông đi vào. Quyết định đi rồi à? Trương Khắc lấy một cái cốc, chia nửa số cà phê trong cốc của mình đưa cho Tôn Tĩnh Mông. Ừ, Tôn Tĩnh Mông gật đầu. Thực ra trước khi tới Kiến Nghiệp học tôi đã quyết định tới Singapore học vũ đạo, 4 năm trước không đi được, theo chị tôi tới Kiến Nghiệp, giờ già rồi tới Singapore không học vũ đạo được nữa, học ít cái gì đó đi giúp chị tôi chẳng muốn làm sâu lười cả đời. Chương 1042, khiến bao người chú ý, 2. Trương Khắc bật cười, Tôn Tĩnh Mông hơn y 8 tháng tuổi đã than già rồi, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa chuyển cổ phần cho hai chị em cô đủ để các cô làm sâu lười cả đời. Hỏi, cô đi rồi, 1978 làm sao? Không biết, Tôn Tĩnh Mông mím môi một lúc, nói, tên nhãi Đỗ Phi đó toàn thân toàn mùi tiền, 1978 không thể giao cho sáng vực, có lẽ đóng cửa vậy. Đóng cửa đáng tiếc lắm, Trương Khắc đề nghị, thật ra tôi rất rảnh, để tôi giúp cô chiếu cố nó nhé. Tôn Tĩnh Mông chẳng cảm động tới rơi lệ, ngược lại còn nhìn y ngờ vực, không phải muốn nhân cơ hội tán tỉnh cô bé khác chứ. Trương Khắc chỉ biết cười khổ, chuyến bay thẳng từ Kiến Nghiệp tới Singapore nửa năm nữa sẽ khai thông, cô cứ về thường xuyên là biết. Không ngờ y quan tâm tới tin tức này, Tôn Tĩnh Mông im lặng, không cãi nhau với Trương Khắc nữa, một lúc sau mới nói, có anh chiếu cố 1978 cũng tốt, tôi cũng không nỡ đóng cửa nó như thế. Trương Khắc định cùng Tôn Tĩnh Mông kiếm chỗ ăn cơm riêng với nhau, tiếc là Đỗ Phi thính mũi, tới 1978 tóm gọn bọn họ. Đêm nay Côn Đằng online lên TTCK Mỹ, mày biết tin này khiến bao người trong nước chú ý không, mày lại chẳng quan tâm chút nào à? Đỗ Phi đi vào, thấy Trương Khắc nhàn nhã ngồi uống cà phê tán gẫu với hai giai nhân, thắc mắc. Có gì phải quan tâm? Trương Khắc hỏi lại, cổ phiếu Côn Đằng online nắm trong tay Cẩm Hồ phải nửa năm nữa mới bán được, cần gì phải quan tâm, nhưng với sản nghiệp Internet trong nước mà nói định sẵn đêm nay sẽ là đêm khó ngủ. Côn Đằng Online là xí nghiệp Internet đầu tiên trong nước lên sàn giao dịch Nasdaq, Côn Đằng Online có thành công hay không, sẽ trực tiếp thể hiện mức độ hữu hảo của thị trường vốn Mỹ với xí nghiệp công nghệ dán mác Trung Quốc. Nếu Côn Đằng Online thành công, có nghĩa là sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư mạo hiểm móc túi đổ vào sản nghiệp Internet trong nước, cũng có nghĩa là sản nghiệp Internet trong nước có thêm tài chính phát triển, nhưng cũng trực tiếp truyền bong bóng Internet từ Âu Mỹ vào TTCK trong nước. Nếu Côn Đằng Online thất bại, có nghĩa là lòng tin vào sản nghiệp Internet trong nước sẽ sụt giảm nghiêm trọng, nhưng cũng có nghĩa là TTCK trong nước sẽ phần nào an toàn với bong bóng Internet. Đám người cơ hội như Lâm Tuyết, Nghiêm Văn Giới không thể thừa cơ nhảy vào TTCK kiếm một mẻ lớn nữa. Trương Khắc day huyệt Thái Dương, nhân vật anh hùng mới sắp ra đời, đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Côn Đằng Online thành công, đám Lương Văn Giang sẽ thành anh hùng của sản nghiệp Internet, được giới truyền thông tâng bốc. Số phóng viên tới Mỹ lần này quy mô lớn hơn bất kỳ lần nào một xí nghiệp trong nước lên TTCK hải ngoại. Trương Khắc chẳng để tâm tới chuyện này, ăn cơm tối xong còn cả đống tài liệu chồng chất phải xem, phải xử lý. 9 giờ tối, trước khi TTCK Mỹ mở cửa, Đỗ Phi gọi điện rủ tới sáng vực tham gia náo nhiệt với phòng công tác câu lạc bộ côn trùng. Thành viên cốt cán của câu lạc bộ côn trùng đều có mặt, có cả Mã Lực, Dương Nghị Vĩ của Trác Vực, Lệnh Tiểu Yến, Tân Cương, Đỗ Phi đang gọi điện thoại. Trương Khắc cười hỏi, mọi người nhiệt tình thế này làm gì, định đếm tiền giúp Côn Đằng Online à? Giá thỏa thuận ngầm là bao nhiêu? Thời học Bân Hồ hởi hỏi, vườn sồi chắc là biết chứ. Mặc dù không mấy người biết thân phận thực sự của Trương Khắc, nhưng đám thành viên cốt cán của sáng vực như thời học Bân rất rõ y có quan hệ mật thiết với Ái Đạt, vườn sồi. Giá công khai là 32 đô la Mỹ, tôi mà nói giá thỏa thuận ngầm thì còn gì hồi hộp nữa. Trương Khắc kéo một cái ghế ngồi qua một bên. Đỗ Phi gọi điện thoại xong, nói với Trương Khắc, giám đốc Trần của Đông Đại Khoa gọi điện tới, ông ấy cũng muốn biết giá thỏa thuận ngầm.
Tổng công ty khoa học công nghệ DS Đông Hải, từ đầu tư vào Trác Phực ra, còn ném tiền vào hai trang web do giáo viên và sinh viên DS Đông Hải sáng lập, rất quan tâm tới tình hình của côn đằng online, Trương Khắc phất tay, ý bảo Đỗ Phi mặc xác bên đó. Chẳng có mấy công ty Internet trong nước có thể kịp lên sàn giao dịch Nasdaq trước khi bong bóng Internet bị vỡ, có điều có thể lừa được thêm nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hải ngoại vào nước cũng tốt. Trương Khắc nhớ tới mạng 8818 của Hoành Tín và Hải Thúc, chắc đám người Nghiêm Văn Giới, Vương Lâm lúc này cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của côn đằng online. Nếu côn đằng online thành công, dã tâm của bọn chúng sẽ bành trướng dữ dội. Sao anh lại tên là Rửa Biển, không phải là gõ nhầm chứ? Người khác thì khẩn trương theo dõi giờ phút côn đằng online lên TTCK bắt đầu giao dịch, Trương Khắc lại buồn chán tìm một góc nhìn giao diện chat, không biết Hà Huyền đang lên mạng dùng, nick cả bồn mầm họa, nhảy ra nói chuyện với y. Một số thứ cứ ngoan cường diễn ra theo quỹ tích lịch sử, ví như nick của Hà Huyền, chẳng biết tại sao Hà Huyền biết nick của mình, còn vờ là người xa lạ. Ngộ đây quê nông thôn, trước kia trồng ngô, sau này làm cải cách mở cửa, đất trồng rừng cả, từ xa nhìn lại thành rừng thành mảng. Các lãnh đạo tới thị sát nói, hảo lỡ, nơi này thành Dừa Biển rồi, à nhầm, là Biển Dừa. Trương Khắc trả lời. Hà Huyền gõ một cái emo cười ngặt ngoẽo. Mỹ nữ à, em có cô đơn không? Có cần bạn trên mạng không? Trương Khắc tiếp tục trêu ghẹo. Sao anh biết cô ấy là Mỹ nữ? Công chúa cưỡi khủng long, nhảy ra phát ngôn. Anh còn biết em cũng là Mỹ nữ, hay là cùng gặp nhau nhé? Trương Khắc biết cái nick của mình chán nát. Nhưng nick của Trần Ninh trong phòng chat giao viên là cá nấp dưới đáy biển nhả bong bóng, mà Trần Tĩnh lại thích ăn dừa, chắc là người quen của y mới chủ động nhảy vào bắt chuyện, hơn nữa khả năng là ngồi cùng Hà Huyền vào mạng. Anh không sợ không gặp được công chúa, mà thú cưỡi của cô ấy tới gặp anh à? Công chúa cưỡi khủng long phát biểu. Trương Khắc gõ trả lời, nếu em mà xấu xí, thì em nên đổi nick là khủng long cưỡi công chúa, rồi, đây gọi là làm ngược lại, có thế mới che giấu được khuôn mặt khủng long của em. Trên mạng Internet mới có thể lừa gạt được thiếu niên xuân tình mới chớm, mấy chục năm sau, em còn có thể khoe khoang với con cháu, ngày xưa em cũng là sát thủ thiếu nam trên mạng. Hà Huyền lại dùng biểu tượng cười ngặt ngoẽo. Chẳng hiểu đám Hà Huyền đang làm gì, một lúc sau, khủng long cưỡi công chúa, nhảy vào, đề nghị của anh hay lắm, sau này tôi sẽ dùng nick này, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy. Hỏi anh vì sao biết, cả bồn mầm họa, là mỹ nữ à? Phong quang của một mỹ nữ hàng đầu dù ở trên mạng cũng không che giấu được đâu. Người ta nói hồng nhan họa thủy mà, cô ấy đầy cả một bồn tắm, còn chưa đáng anh tán tỉnh sao? Nếu nhiều như Thái Bình Dương, thì anh đã không dám, một cơn sóng ập tới là nhấn chìm cái quả dừa biển anh đây rồi, năm nay còn thu hoạch gì nữa? Lại là một đống biểu tượng cười ngặt ngoẽo. Anh nói chuyện hài hước thật đấy, có thể kể chuyện cười cho bọn em nghe không? Hà Huyền tiếp tục vờ người xa lạ. Ngộ luôn rất muốn kể chuyện cười cho ai đó nghe, nhưng mỗi lần kể, Ngộ toàn cười trước à, cười năn ra đất à, người khác vây quanh xem, thế là Ngộ không muốn kể chuyện cười nữa. Trương Khắc tiếp tục gõ, muốn gặp mặt thì gặp mặt, thời gian nên mạng tán gái của Ngộ quý nắm nớ. Nếu đã thế, bọn tôi tới gặp anh, hy vọng anh không bị hù chạy mất. Một lúc sau thấy Tôn Tĩnh Mông và Hà Huyền, còn cả Trần Phi Dung, ba cô gái cười sắp tắt thở chạy tới, Trương Khắc lắc đầu than, ai. Đúng là không gặp công chúa lại thấy ba con khủng long đi hóng gió, thế này làm sao mà sống nổi đây? Hà Huyền ôm bụng cười, bị anh đoán ra ngay từ đầu, chẳng vui tí nào. Tôn Tĩnh Mông ghé tới nhìn màn hình, lại hỏi Trương Khắc, vậy anh có biết tôi và Phi Dung ai là khủng long cưỡi công chúa không? Chương 1043, Trần Phi Dung bị bệnh một. Là Phi Dung, đầu óc cô ấy còn cải tạo được một ít. Trương Khắc nói, còn cô cứng đầu lắm, không cải tạo được. Tôn Tĩnh Mông vừa cười giơ tay đánh, Trương Khắc lại oai oái né tránh. Trần Phi Dung chỉ đứng bên cười không nói gì. Bên này đang nô đùa, bên phía Đỗ Phi đột nhiên bùng nổ tiếng reo hò, đám Trương Khắc đều giật nảy mình. Tôn Tĩnh Mông nhìn bên kia, nghi hoặc hỏi, chuyện gì làm bọn họ vui mừng thế? Thời Học Bân đưa tay giơ dấu hiệu chiến thắng, lớn tiếng nói, 78, mở cửa là 78 đô la Mỹ. Á, lên tới 80 đô la Mỹ rồi, vẫn còn. Vẫn đang lên. Trương Khắc đủng đỉnh đi tới, giá cổ phiếu côn đằng online 3 phút sau khi mở cửa đã lên tới giá 86 đô la Mỹ, không chỉ hơn xa giá phát hành 32 đô la Mỹ, cũng cao hơn cả giá thỏa thuận ngầm. Mặc dù Trương Khắc biết cùng với bong bóng Internet nở ra,
giá cổ phiếu của Côn Đằng Online sẽ còn tăng lên, nhưng giá này đủ khiến sản nghiệp Internet trong nước nổ tung trong vui sướng rồi. Trong một tiếng tiếp theo, giá lên tới mức cao nhất là 96 đô la Mỹ, rồi ổn định ở mức trên 90 đô la Mỹ. Đám Đỗ Phi tiếp tục theo dõi chỉ số Nasdaq, chỉ e chưa tới giờ đóng cửa, bọn họ không yên tâm đi ngủ được. Trương Khắc quay lại cái máy vi tính dùng lúc nãy, không vào Côn Đằng Online mà vào hai cổng website tiếng Trung khác. Tuy hai cổng website này cạnh tranh với Côn Đằng Online, nhưng lúc này lại ngay lập tức không tiếc từ tốt đẹp nói về thành công của Côn Đằng Online. Mộng tưởng anh hùng Internet thành phú ông bạc triệu. Trong tầng quản lý của Côn Đằng Online, Mã Hướng Đông nắm cổ phần nhiều nhất 190 vạn cổ phiếu, với giá hiện nay, tài sản đã quá 17 triệu đô la Mỹ. Đầu tư 3 năm kiếm lợi 30 lần, đó là tính khoản đầu tư của vườn sồi, đương nhiên chưa tính tới số chuyển nhượng cho ISS. Trương Khắc xem từng trang tin với những lời văn đầy hào hùng, thành công của Côn Đằng Online sẽ kích thích lòng tham của xí nghiệp Internet trong nước, cho dù trước đó Trương Khắc và Đỗ Phi đã định sẵn quy hoạch thương nghiệp không dựa vào đầu tư mạo hiểm, nhưng nhìn mặt đám Mã Nghị, biết bọn họ chưa từ bỏ hy vọng. Đó cũng là chuyện thường tình của con người thôi, Trương Khắc mỉm cười, thị trường tàn khốc mới có thể khiến con người học nhiều hơn. Điện thoại trong túi vang lên, là số điện thoại đường dài, nhận nghe, giọng của Lương Văn Giang. Chắc đám Tô Tân Đông cho rằng chuyện này không cần kinh động tới mình, còn đám Mã Hương Đông không kìm chế được phấn khích, nên xúi bẩy Lương Văn Giang gọi điện cho mình. Vâng, em cũng đang xem tin. Trương Khắc cười nói, đang định gọi cho các anh chúc mừng đây, sau khi về nước phải tổ chức tiệc mừng nhé. Trương Khắc ngồi ở quán nét sáng vực một lúc, thấy đám Đỗ Phi vẫn còn hào hứng theo dõi giá cổ phiếu đã ổn định, hình như sợ sàn chứng khoán Nasdaq có thể sập ngay vậy, liền mời ba cô gái đi ăn khuya. Trương Khắc về chung cư ngủ sớm, buổi sáng tỉnh dậy đi mua đồ ăn sáng cho mình và Tôn Tĩnh Mông thì thấy đám Đỗ Phi, thời học bân tinh thần phấn chấn đi vào, hỏi, sàn giao dịch Nasdaq không phải hơn 4 giờ đóng cửa rồi sao? Sao mày còn chưa đi ngủ? Bọn tôi thuận tiện đi ăn sáng, mua luôn cả báo sáng kiến nghiệp đây. Thời học bân nhét vào tay Trương Khắc một tờ báo, đóng cửa với giá 95 đô la Mỹ, Mông Nhạc tham gia tiệc mừng bên đó rồi, náo nhiệt còn hơn bên này. Chúng ta có nên lấy danh nghĩa Hiệp hội Sáng nghiệp sinh viên mời đám Mã Hướng Đông tham gia hoạt động tọa đàm hay diễn giảng gì đó không? Vậy thì phải đợi bọn họ về nước rồi mời. Trương Khắc cười, lật báo đọc. Trên báo nhấn mạnh vườn sồi là người đầu tư sáng lập Côn Đằng Online. Thôi rồi, thế nào bên này về sau sẽ thu được vô số đơn xin tài trợ của xí nghiệp Internet. Bong bóng Internet ở kiến nghiệp chắc chắn sẽ nở to, nở thi nở đi, có sinh có diệt. Sống qua được mùa đông Internet sẽ là lực lượng trung kiên của sản nghiệp Internet. Đúng như dự liệu, truyền thống trong nước ra sức tuyên truyền thành công của Côn Đằng Online, đám Mã Hương Đông, Lương Văn Giang đều tuyên dương thành anh hùng thời đại mới. Tài phú vĩnh viễn là đề tài công chúng và giới truyền thông săn đuổi, thành công của đám Mã Hướng Đông có thể coi là kỳ tích tài phú của nền kinh tế mới, của thời đại mới, cho nên không phải lo nghi ngờ của công chúng, cho nên bọn họ không cần nấp ngoài ánh đèn. Tuyên truyền cá nhân bọn họ, cũng là tuyên truyền cho Côn Đằng Online. Trong sách lược tuyên truyền thương hiệu, cao tầng quản lý, làm màu cũng một học vấn. Cùng với việc cổ phiếu của Côn Đằng Online ổn định ở mức trên 90 đô la Mỹ, nhà đầu tư hải ngoại tràn vào sản nghiệp Internet Trung Quốc, dù sao Trung Quốc có thị trường Internet có tiềm lực trưởng thành nhất. Dưới không khí dư luận đó, cổ phiếu khoa học công nghệ trước đó có xu thế tăng trưởng nhất định bắt đầu tăng vọt như tên lửa, vẫn còn có xu thế tăng không ngừng. Chuyện náo nhiệt này Trương Khắc chỉ liếc qua thôi, đa phần quan tâm tới động tĩnh của Hoành Tín và Tinh Điển. Hạ tuần tháng 5, trong văn kiện chính phủ Đông Hải đã xác định đem 70% cổ phần của CT chế dược Giang Nguyên thuộc Sở Vệ sinh tỉnh chuyển nhượng cho Hải Túc, sau đó do công ty trên TTCK phát hành cổ phiếu mới cho 8818 và Hải Túc. Phải cảm tạ ban ngành giám sát chứng khoán đả kích, nghiêm khắc, với việc giao dịch chui, khiến cổ phiếu chế dược Giang Nguyên liên tục tăng giá 16 ngày. Ngoài ra mấy công ty dưới cờ Hoành Tín và Tinh Điển, Hải Thúc liên hợp hai lần đấu giá thực nghiệp Hải Trung có tên trên TTCK, khống chế 29% cổ phần của thực nghiệp Hải Trung. Trương Khắc cảm thấy dã tâm của bọn chúng không phải tầm thường, không ngờ muốn thông qua hai công ty cho mượn xác để liên hợp thao tác. Ngày 20 tháng 6 đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang tới kiến nghiệp tham gia hoạt động tọa đàm, diễn giảng do Sáng Hiệp tổ chức. Sinh viên Học viện Âm nhạc tốt nghiệp sớm hơn các trường khác. Khi đám Lương Văn Giang tới sân bay kiến nghiệp thì cũng là lúc Trương Khắc tiễn Tôn Tĩnh Mông lên máy bay đi Hong Kong. Mặc dù thời gian qua được giới truyền thông tâng bốc lên tận 9 tầng mấy,
nhưng Mã Hướng Đông vẫn tỉnh táo biết mình trước mặt Trương Khác, phấn chấn đi tới nói, nếu biết cậu tới đón, chúng tôi không dám xuống máy bay nữa. Có phải tôi tới ăn của các anh đâu, các anh tới đây tôi mới phải mời khách, có gì không dám xuống. Trương Khác cười bắt tay Mã Hướng Đông, tôi ở trường cũng chẳng có gì làm, trước kia còn là quản lý sáng hiệp DS Đông Hải, giờ đang cùng các trường cao đẳng đại học khác sát nhập thành sáng hiệp sinh viên, nếu tôi không tích cực một chút, cái chức danh quản lý này bị bãi bỏ mất. Rồi gật đầu với Lương Văn Giang, Vương Thái Linh, nhận được điện thoại của mẹ em chưa? Lần này anh chị phải tới Tân Vu ở vài ngày mới được, nếu không em không biết ăn nói sao với mẹ em. Hoạt động chính thức bắt đầu vào ngày mai, tối nay cũng không có an bài hoạt động tiếp đãi chính phủ gì, đám Đỗ Phi kéo mọi người tới 1978, chứ không về khách sạn. Mặc dù nhận lời với Tôn Tĩnh Mông chiếu cố 1978, thực tế chuyện cụ thể Trương Khác mời Tô Nhất Đình, Hà Huyền làm, tới ngõ học phủ phát hiện ra có đại đội nhân mã đang đợi, ngay cả Lục Kiệt, Chu Tiểu Quân, Diêu Văn Thịnh cũng gọi điện bảo buổi tối tới góp vui. Mặc dù sản nghiệp Internet ở Kiến Nghiệp còn kém xa Bắc Kinh, nhưng khu sáng nghiệp Vườn Sồi là quần thể xí nghiệp khoa học công nghệ quy mô lớn nhất trong nước. Đối với người sáng nghiệp mới có thành công hoặc chưa thành công, thì Côn Đằng Online như vén màn mây mù con đường phía trước bọn họ, mong mỏi có thể phục chế thần thoại tài phú giống như thế. Đương nhiên đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang được sùng bái là anh hùng dẫn đầu ngành khoa học công nghệ. Tin tức đám Mã Hướng Đông xuất hiện ở 1978 tức tốc lan truyền, ngày càng có nhiều người hay tin kéo tới, tranh nhau giao lưu với bọn họ, đám Trương Khác bị gạt sang một bên. Chương 1044, Trần Phi Dung bị bệnh 2. Nhìn cảnh này, Trương Khác cũng rất cảm khái, dù bong bóng rồi sẽ có một ngày vỡ, nhưng có thể khơi lên nhiệt tình như thế, đợi mùa đông sản nghiệp qua đi, cũng để lại cơ sở chắc chắn. Nghe nói bên này náo nhiệt như thế, Triệu Tử Lâm tổng giám đốc quỹ sáng nghiệp Vườn Sồi cũng tới, thấy Trương Khác ở đó có hơi bất ngờ, nhìn đám Mã Hướng Đông được những người sùng bái vây quanh, không tới nói chuyện mà tới giao lưu tăng cường tình cảm với ông chủ lớn trước. Có chuyện này giám đốc Đinh bảo tôi báo cáo trực tiếp với Khác thiếu gia. Quỹ sáng nghiệp Vườn Sồi là cơ cấu cấp 2 của tập đoàn Ái Đạt, do Đinh Hòe chịu trách nhiệm. Chuyện gì thế? Trương Khác hỏi. Qua nhiều lần công khai huy động vốn, lượng tài chính dư của Côn Đằng Online gần 60 triệu đô la Mỹ, tương đối dư giả rồi, chưa hỗ trợ tiếp tục phát triển nghiệp vụ của Côn Đằng Online, có thể suy nghĩ tới vấn đề mở rộng. Triệu Tử Lâm báo cáo, lần này đi Mỹ có cả giám đốc Tô, chúng tôi cùng thảo luận vấn đề này, theo ý nguyện của tầng quản lý Côn Đằng Online, lấy ra một phần tài chính hỗ trợ phát triển kỹ thuật Internet trong nước, nhưng Côn Đằng Online thiếu kinh nghiệm quản lý quỹ tài chính thế này. Cho nên tôi đang nghĩ phương hướng bên này có nên ngả về phía kỹ thuật Internet không? Quy mô đại khái là bao nhiêu? Trương Khác trầm ngâm. Mỗi bên bỏ ra 100 triệu. Trương Khác sờ mũi nói, hiện kỹ thuật Internet tuyệt đại đa số liên hệ trực tiếp với vận hành online. Sự thành công của Côn Đằng Online sẽ làm hư những người sáng nghiệp Internet. 200 triệu này e chẳng làm gì nổi đâu. Ngay sau khi Côn Đằng Online thành công, trang web thương mại điện tử ở Bắc Kinh kiếm được ngay 7,8 triệu đô la Mỹ từ nhà đầu tư mạo hiểm Phú Uôn, người kinh doanh Internet hiện mờ mắt cả rồi, 200 triệu thực sự chẳng thỏa mãn được bọn họ. Tình hình ở Kiến Nghiệp có đỡ hơn một chút, dù sao người sáng nghiệp Internet ở Kiến Nghiệp vốn không kỳ vọng quá nhiều vào vốn đầu tư mạo hiểm. Triệu Tử Lâm giải thích, xét thực tế tài chính hữu hạn, chúng tôi chỉ tiến hành đầu tư ở giai đoạn khai phát kỹ thuật mới, bộ phần phần mềm, còn không tham dự vào vận hành sau đó. Trương Khác dựa vào quầy ba suy nghĩ vấn đề này. Trong ấn tượng người bình thường, chỉ cần có vài cái máy vi tính cái phần mềm là đủ điều kiện khai phát kỹ thuật mới rồi, nhưng cho dù là thế cũng tốn chi phí khai phát, gật đầu nói, về nguyên tắc tôi ủng hộ, cụ thể làm thế nào thì nội bộ Ái Đạt quyết định đi. Thấy Đỗ Phi đi tới, Trương Khác kéo hắn hỏi, Phi Dung đâu rồi? Về được một lúc thấy nơi này người đông nhung nhúc, chỉ thiếu mỗi bóng dáng Trần Phi Dung, trong lòng thắc mắc, cô ấy là phần tử cốt cản của sáng hiệp, sao vắng mặt được? Buổi chiều cô ấy không khỏe, nên về trước rồi, Đỗ Phi nói. Trương Khác bảo Đỗ Phi đi an bài chuyện chiêu đãi buổi tối, y gọi điện cho Trần Phi Dung, nghe bảo bạn không khỏe, có sao không? Vừa từ bệnh viện trường về, uống thuốc xong đỡ hơn nhiều rồi, mọi người chơi đi, mình không tới đâu. Giọng Trần Phi Dung có chút yếu ớt. Nghe nói cô tới bệnh viện trường khám, còn uống thuốc rồi, Trương Khác cũng yên tâm, không hỏi cô không được khỏe ở đâu. Cúp điện chui vào một góc 1978 ai tới bắt chuyện thì nói, dù sao phía đám Mã Hướng Đông không xen vào nổi rồi. Đến cả Vương Thái Linh cũng bị đẩy sang một bên,
cô thì vui vẻ, càng yên thân, ngồi ở quầy ba nói chuyện với Trương Khác. Trương Khác nhớ tới Triệu Dương đã tới Chiết Đông, nhậm chức phó thường vụ tỉnh ủy, mà anh trai Vương Thái Linh là Vương Chí thì làm việc ở chính phủ thành phố Văn Chu, liền thuận miệng nhắc tới với Vương Thái Linh chuyện này. Nói ra cũng lạ, trước đó Trương Khác còn đoán Triệu Dương sẽ tới Chiết Đông làm phó bí thư tỉnh ủy, kiêm bí thư thành ủy Văn Chu, không ngờ lại làm phó tỉnh trưởng thường vụ. Nhìn qua thì không có gì khác biệt lắm, chỉ là vì Triệu Dương chuẩn bị làm bí thư thành ủy đợi tiếp nhiệm Trần Thiên Bảo tỉnh trưởng tỉnh Chiết Đông. Nhưng làm phó tỉnh trưởng thương vụ có vẻ như muốn nóng lòng đuổi Trần Thiên Bảo xuống, đổi lại là ai ở lập trường Trần Thiên Bảo thì trong lòng cũng không dễ chịu. Cho dù Triệu Dương muốn lập quan hệ tốt với Trần Thiên Bảo, ngăn cách về tâm lý này khó mà tiêu trừ được. Trừ khi bắt tay vào điều tra, nếu không khó hiểu được vấn đề trong đó, Nghiêm gia thẩm thấu vào đảng chính phủ Chiết Đông rất sâu, nói không chừng bọn chúng thao túng đằng sau. Nghĩ tới ngày mai còn có hoạt động chính thức, nên mọi người không ở lại lâu. Ăn tối xong ai về nhà nấy. Trương Khác quay về chung cư trống không, mới đột nhiên nhớ ra Tôn Tĩnh Mông đã đi Hong Kong rồi, không còn ai cuộn mình như con mèo ở ghế sofa đọc sách, hoặc mặc áo ngắn cuốn cỡn chỉ có quần lót bên trong, lộ ra đôi chân dài miên man đi qua đi lại trước mắt mình nữa. Sau khi Địch Đan Thanh đi Perth, Vệ Lan cũng rất ít khi về chung cư thanh niên, từ nhỏ cô là học sinh ngoại trú, trong lòng rất mong đợi cuộc sống ở ký túc xá, mấy ngày qua Trương Khác chẳng gặp được cô. Tắm rửa xong, vào bếp pha cà phê, ngồi trong phòng khách ngắm trời đêm, cho dù có hơi trống trải, nhưng cảm giác cũng không tệ, lên lầu lấy máy tính xách tay xuống, cắp dây mạng vào, xem Đường Thanh có viết mail cho không, muốn thoải mái nằm trên ghế sofa đọc mail mà không được, lúc này Trương Khác mới cảm thấy kỹ thuật email di động thuận tiện thế nào. Đáng tiếc năm 99 ở trong nước chưa triển khai nghiệp vụ này, Trương Khác có muốn xa xỉ đầu tư một mạng lưới phục vụ kỹ thuật email di động thì cũng chẳng lấy được giấy phép của bộ bưu điện. Lúc này Trương Khác có chút do dự, Dream đã xây dựng mạng lưới phục vụ cho email di động trên điện thoại BlackBerry của họ rồi, Cẩm Hồ có nên đợi bọn họ bồi dưỡng thị trường hay cùng bọn họ bồi dưỡng thị trường? Mặc dù vụ kiện cáo với AIAA làm thanh danh của Ái Đạt ở Bắc Mỹ tăng vọt, xúc tiến lớn cho việc tiêu thụ ePlayer, nhưng quan niệm tiêu dùng của thị trường Bắc Mỹ rất lý trí. Công ty Bắc Mỹ năm nay mặc dù đưa Pocket PC, di động lẫn đầu đĩa DVD vào thị trường Bắc Mỹ, dù có chút thành tích nhưng còn kém so với dự đoán một chút. Trương Khác rót cho mình một cốc cà phê lớn, y không lo uống nhiều cà phê sẽ mất ngủ, viết mail cho đám Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông hỏi có cần xây dựng mạng lưới phục vụ email di động hay không, gửi thư đi thì đã sắp 2 giờ sáng rồi. Di động đột nhiên rung lên, còn tưởng là ai nhìn thấy mail mình gửi gọi điện tới thảo luận, Trương Khác cầm di động lên thì thấy số của Trần Phi Dung. Đầu kia điện thoại lại là giọng lo lắng của một gái lạ. Anh là Trương Khác à? Phi Dung buổi chiều tới bệnh viện Trường khám bệnh, uống thuốc mấy tiếng rồi, lúc này lại đau bụng, toàn thân toàn mồ hôi, chúng tôi không dám đưa bạn ấy tới bệnh viện Trường nữa, không biết phải làm sao. Nhờ các cô đỡ cô ấy xuống, tôi sẽ lập tức đến đón cô ấy tới bệnh viện. Trương Khác chẳng kịp nghĩ nhiều, vơ vội di động, chìa khóa xe rồi xuống lầu, lái xe tới trước ký túc xá nữ thì thấy mấy cô gái trong phòng Trần Phi Dung đang sốt ruột đợi y đưa xe tới. Trần Phi Dung đứng dưới đèn đường, tay đặt lên bụng, đau tới gập người xuống, mặt mày trắng bệch, môi không còn giọt máu, ban đêm trời hơi mát, nhưng trên trán cô lại toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, tóc rối bù, mày nhíu chặt, so với cô gái thanh lệ thường ngày cứ như người khác hẳn, đôi mắt tội nghiệp như con chó nhỏ mới sinh. Nhìn thấy ánh mắt đó tim Trương Khác như bị bóp một cái, nói với các cô gái cùng phòng Trần Phi Dung, các cô sáng mai còn thi, để tôi đưa cô ấy tới bệnh viện là được. Mở cửa xe, nhờ bọn họ đỡ Trần Phi Dung lên xe, lấy tay lau mồ hôi trên trán cô, cảm thấy hơi nóng, giúp cô thắt đai an toàn, thấy cô đau đớn như thế nhịn không hỏi cô khám bệnh ở trường thế nào, chẳng có thời gian xem hồ sơ bệnh lý của Trần Phi Dung được cô bạn cùng phòng đặt trên bảng điều khiển. Lần này vào viện liệu có gặp kẻ, mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy không? Đợi mai xe rõ. Chương 1045, thế giới này sao quá điên cuồng 1. Trương Khác lúc lên sơ trung bị bệnh viêm ruột thừa cấp tính, cảm giác triệu chứng của Trần Phi Dung hơi giống, quan trọng là buổi chiều cô đã không khỏe, nhưng trì hoãn tới tận bây giờ, vội lái xe tới bệnh viện nhân dân số 3 gần nhất, cầm hồ sơ bệnh lý bế Trần Phi Dung tới khu khám bệnh. Bác sĩ là phụ nữ tóc bạc, chẩn đoán cũng là viêm ruột thừa cấp tính, bà ta lật xem hồ sơ bệnh lý Trương Khác mang tới, cau mày ném sang bên không nói gì. Trương Khác liếc nhìn. Hận không thể băm nát tên bác sĩ khám bệnh cho Trần Phi Dung ở trường,
trên sổ khám bệnh không ngờ lại kê thuốc giảm đau, chẳng trách bà bác sĩ lại nhíu mày không nói. Trương Khắc dìu Trần Phi Dung vào phòng quan sát, Trần Phi Dung cầm áo bệnh nhân đi vào gian vệ sinh thay, lúc đi ra, ôm bụng như cuộn mình lại, lúc này một y tá cao béo trắng nhìn thấy lên tiếng quát Trương Khắc, bệnh nhân lúc này phải ngồi xổm, cậu không biết lấy chăn che cho cô ấy thay quần áo à? Trương Khắc chỉ biết vâng dạ nhận sai, nào dám cãi lại. Rồi bế Trần Phi Dung tới phòng chuẩn bị phẫu thuật, y dìu Trần Phi Dung nằm xuống chiếc giường nhỏ, giúp cô lau mồ hôi trên mặt, lúc này lại có một y tá trẻ đi vào. Y tá thấy Trương Khắc đứng lì trong phòng, nhướng mày lên mắt, chúng tôi giúp cô ấy làm sạch da, cậu là đàn ông đàn an có nên tránh đi một chút không? Trương Khắc đột nhiên nhớ ra thời sơ trung phẫu thuật viêm ruột thừa được cô y tá nhỏ mười mấy 20 tuổi làm sạch da chuẩn bị phẫu thuật, khi đó mới sinh ra ý thức giới tính, xấu hổ cười trừ, vội đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Phi Dung thấy bộ dạng quẫn bách của Trương Khắc mà buồn cười, nhưng vừa cười một chút, bụng càng đau dữ dội. Phẫu thuật cho Trần Phi Dung là một bác sĩ nữ vừa lùn vừa béo, bà cầm đơn thông báo phẫu thuật bảo Trương Khắc kỹ, vì bệnh tình của Trần Phi Dung kéo dài gần một ngày, có dấu hiệu chuyển biến thành viêm ruột thừa mãn tính, phẫu thuật có chút nguy hiểm. Trương Khắc chẳng thể nghĩ tới khả năng 1-2-5%, lúc này ngoài tin tưởng vào bác sĩ còn biết làm sao được, ký tên lên đơn phẫu thuật, đưa Trần Phi Dung vào phòng phẫu thuật. Tình hình 1% không xảy ra, phẫu thuật tiến hành rất nhanh, chưa tới nửa tiếng là xong, mặt Trần Phi Dung trông tốt hơn trước khi vào phòng phẫu thuật, không còn quá đau đớn nữa, khả năng do gây mê cục bộ. Được y tá hỗ trợ, Trương Khắc đỡ Trần Phi Dung chuyển tới giường bệnh, tiếp theo nghe y tá nói rất nhiều chuyện cần chú ý sau khi phẫu thuật, mặc dù sơ trung cũng từng phẫu thuật, nhưng khi đó y là bệnh nhân có mẹ chạy đi chạy lại, tới 3 ngày không ăn không uống, trừ làm sạch da thì có mỗi chuyện đó là ấn tượng sâu sắc nhất. Thấy Trần Phi Dung mặt mày tiều tụy, tóc cũng bù xù, Trương Khắc chỉ biết lúng túng đi lấy nước, cùng phòng có một phụ nữ trung niên chăm sóc con gái, mượn của bà ta chiếc khăn mới, lau mặt cho Trần Phi Dung. Trần Phi Dung cơ thể suy nhược dựa vào đệm, nhìn Trương Khắc tay chân lóng ngóng, nhưng chẳng còn sức nói chuyện nữa. Lau mặt cho Trần Phi Dung xong, Trương Khắc thở phào, nhìn ánh mắt thường ngày kiên định có chút quật cường của cô, hiện có vẻ mềm yếu đáng thương, cười nâng cổ cô lên, rút thảm ra nói, bạn ngủ đi, tỉnh lại sẽ đỡ hơn. Không ngủ được, Trần Phi Dung mấp máy cánh môi trắng bệch, hay là bạn đánh thức Tiểu Thanh đi, để cô ấy nói chuyện với mình. Trương Khắc gọi điện thoại cho Đường Thanh. Đánh thức cô nàng từ giấc mộng, kể chuyện Trần Phi Dung vừa phẫu thuật, bị Đường Thanh oán trách một hồi vì không thông báo cho cô kịp thời. Trương Khắc vội cắm tai nghe vào di động, giúp Trần Phi Dung đeo vào, điều chỉnh tốt tư thế rồi tới ban công hút thuốc. Trương Khắc hút thuốc quay về, thấy mí mắt Trần Phi Dung sụp xuống, liền lấy di động, bảo cô nghỉ ngơi, y ra ban công nói chuyện với Đường Thanh. Trần Phi Dung phẫu thuật xong tình hình không còn nghiêm trọng nữa, Trương Khắc bảo Đường Thanh không phải về. Nói chuyện một lúc cúp điện thoại ngồi bên giường bệnh của Trần Phi Dung. Ban đêm Trần Phi Dung tỉnh dậy một lần, tới khi tờ mờ sáng Trương Khắc không gượng nổi gục xuống bên giường ngủ. Hôm nay trời nóng nực, Trần Phi Dung chưa tắm rửa, trên người cô vẫn có mùi một mùi dễ ngửi. Mơ mơ màng màng thấy hai tay được Trần Phi Dung và Đường Thanh mỗi người nắm một bên, đi thong thả trên bãi cỏ vô cùng vô tận, cứ đi mãi mãi như thế. Khi y tá đi kiểm tra phòng, Trương Khắc tỉnh lại, phát hiện tay bị Trần Phi Dung ngủ nắm chặt thật. Y tá đi tới xem hồ sơ bệnh ở cuối giường làm Trần Phi Dung thức giấc, lúc này cô mới buông tay Trương Khắc, cười nhẹ nhàng. Trương Khắc đi lấy nước rửa mặt cho Trần Phi Dung lại giúp cô chải tóc, Trần Phi Dung còn chưa khỏe, hai người không nói chuyện mấy, cứ yên tĩnh như thế, Trương Khắc đột nhiên thấy cảm giác này không tệ, chải tóc xóc hỏi cô, mình đi xem có phòng bệnh cao cấp không nhé. Thôi, ở đây tốt lắm, đông người còn náo nhiệt một chút. Trần Phi Dung lắc đầu, buổi sáng bạn còn có việc. Cứ về trước đi, có chuyện gì mình tìm y tá hoặc nhờ người trong phòng giúp là được. Hoạt động buổi sáng Trương Khắc đã nói với đám Đỗ Phi tham gia, cũng có thể sai ai đó tới chiếu cố cho cô, dặn, mình về ứng phó một chút, không mất nhiều thời gian đâu, bạn có việc gì gọi điện cho mình. Về trường, kể với đám Đỗ Phi chuyện đêm qua Trần Phi Dung phẫu thuật, viêm ruột thừa cũng chẳng có gì to tát, đám Đỗ Phi lúc này chẳng thoát thân đi thăm được, Trương Khắc gặp mặt qua loa đám Mã Hướng Đông rồi tới bệnh viện. Nửa đường mua cho Trần Phi Dung ít đồ sinh hoạt, xem chừng cô phải ở bệnh viện vài ngày. Việc này việc nọ, tới bệnh viện thì đã hơn 10 giờ rồi, trong bệnh viện rất đông, Trương Khắc đứng đợi thang máy ở đại sảnh, cửa thang máy mở, Hà Huyền bước ra, y giật mình, sao cô lại ở bệnh viện? Tôi và Nhất Đình tới chiếu cố Phi Dung. Hà Huyền trêu,
không phải chê chúng tôi gây cản trở hai người chứ hả? Trương Khắc cười, Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình là bạn thân từ thời cao trung, Tô Nhất Đình lại là cùng phòng với Hà Huyền 3 năm, nên cô và Trần Phi Dung khá thân thiết, tới chiếu cố Trần Phi Dung cũng không có gì bất ngờ. Anh mua đồ rồi chứ? Hà Huyền hơi ngả người tới, vạch túi ni lông trong tay Trương Khắc ra xem, có thứ chúng tôi mang tới rồi, thứ chúng tôi cần thì anh lại không có, phải đi siêu thị một chuyến nữa thôi. Nhất Đình đang giúp Phi Dung lau người, anh lên cũng chẳng làm được gì, đi siêu thị với tôi. Trương Khắc xách túi đi theo Hà Huyền, lúc này nhiệt độ đã tăng lên, thể hiện được uy lực lò lửa thành thị, may mà tòa nhà tổng hợp này mới xây, điều hòa rất tốt, nếu không riêng người khám bệnh đông như thế, thế nào cũng có vài người nóng xỉu luôn. Đột nhiên có đứa bé trai từ phía sau chạy lên, va vào tay Trương Khắc, túi xách tuột mất một bên, đồ rơi cả ra, y đang định nhắc thằng bé cẩn thận đừng để xô vào người khác thì nó đã xô vào một bà già chân trái bó bột đang chống nạng ngó nghiêng đằng trước, làm bà ta ngã ra đất. Hà Huyền đứng bên người bà ta, theo bản năng đỡ lấy, nhưng không đỡ nổi, Trương Khắc chẳng để ý tới đồ đạc đỡ bà ta lên, hỏi có sao không. Bà ta nhíu mày dựa vào cột, gian nan gật đầu, mặt có vẻ đau đớn, Trương Khắc giúp bà ta nhặt nặng lại, để Hà Huyền đỡ bà ta, lại nhặt đồ lên, người xung quanh đã tản đi cả. Lúc này một cô gái trẻ đi giày cao gót tới đỡ lấy bà già, giọng độc địa, sao bất cẩn như thế, nếu chân lại gãy nữa thì ai trả tiền hả? Có biết đã tốn bao nhiêu tiền rồi không? Trương Khắc thấy cô gái này rất xinh đẹp, nhưng giọng điệu với bà già rất không ra gì, có điều là chuyện nhà của người ta, Trương Khắc chẳng muốn dây vào, bảo Hà Huyền, chúng ta đi thôi. Các người xô vào người khác rồi định bỏ đi à? Chương 1046, thế giới này sao quá điên cuồng 2. Trương Khắc và Hà Huyền chưa đi được mấy bước, cô gái kia đột ngột xông tới túm lấy áo y và Hà Huyền, Trương Khắc ngạc nhiên quay lại nói. Vừa rồi có thằng bé va phải bà ấy, không liên quan tới chúng tôi. Chỗ này làm gì có thằng bé nào, tôi nhìn thấy các người xô vào người ta. Cô gái kia buông tay Trương Khắc ra, một tay giữ áo Hà Huyền một tay giữ cánh tay cô, nhất định nói là Hà Huyền xô ngã. Cô buông tay ra, Trương Khắc gạt tay cô ta, đứng chắn trước mặt Hà Huyền, quay sang bảo bà già, bà tự nói đi, ai va vào bà. Thấy cô gái kia trừng mắt lên nhìn bà già, Trương Khắc chỉ muốn tát cho cô ta một cái. Bà lão tức thì trở giọng chỉ Hà Huyền, không phải cậu ấy, là cô ta. Cô ta xô ngã mẹ, rồi ngồi bệt xuống đất kêu toáng lên với người vây quanh. Trương Khắc cố áp lửa giận trong lòng xuống, tránh rơi vào thế bị động, giơ túi ni lông cho người xung quanh xem, tôi cũng bị thằng bé đó xô phải làm rách túi, đồ rơi ra đất vừa mới nhặt lên, bà bị ngã chắc không nhìn rõ, nhưng cô gái này tới thì bà đứng lên một lúc rồi, cô ta nhìn thấy chúng tôi xô ngã bà lúc nào. Anh nói tôi tống tiền à, nói tôi tống tiền à. Cô gái kia đột nhiên chu chéo, cởi túi xách ở tay ra, mở mắt ra mà nhìn, đây là túi gì, đây là túi Gucci của Ý, còn bạn anh có ra ngoài mua cũng không mua nổi đâu. Rồi kích động mở túi, mở to mắt ra, đây là di động gì, i380 của Ái Đạt, còn bạn anh có mua cũng không mua nổi đâu. Cô ăn nói kiểu gì thế? Hà Huyền mặt đỏ bừng tức giận, đứng ra cãi nhau, bà ấy rõ ràng bị người ta xô ngã. Cô chưa bao giờ oan như thế, nói được mấy câu mắt đã đỏ hoe. Cô gái kia lại tóm lấy tay Hà Huyền, bấm di động, Hà Dũng, anh chết chỗ nào rồi? Anh mau tới đây xem có người xô ngã mẹ anh, chân có thể gãy rồi. Hai đứa chúng nó định chạy, bị em giữ lại, thằng kia còn động chân động tay với em. Bà già ngồi bệt dưới đất, Hà Huyền nước mắt ngắn nước mắt dài, làm người xung quanh không biết chuyện rốt cuộc thế nào. Trương Khắc ngẩng đầu lên thấy có chiếc camera quay về phía này. Không ngờ ở đây có hệ thống giám sát, không muốn mâu thuẫn gay gắt thêm, tóm tay cô gái chỉ camera, cô mở mắt ra mà nhìn, cái camera kia quay hết rồi đấy. Cô có muốn tìm bảo vệ tới xem băng ghi hình không? Rồi hất mạnh tay cô ta ra. Cô gái kia tức thì sững sờ, không ngờ có camera quay về phía này, vậy mà không phát hiện. Vẻ mặt của cô gái và bà già đều bị người xung quanh nhìn thấy, tức thì nhao nhao cả lên. Trương Khắc uất lắm. Nếu chẳng phải có cái camera này thì hôm nay không thể giải thích rõ được, lại không thể ra tay đánh con gái trước mặt bao người. Nếu ở chỗ khác, bất kể nam nữ, y đã tát cho lệch mặt rồi, nếu cô muốn tống tiền, đây, cho hết. Ném đồ trong túi vào mặt cô ta, nhìn lại kiểu ăn mặc của cô đi, mẹ nó, phát tởm. Cô gái mặc chiếc quần sót ngắn, diềm thua sơ xác, trông chẳng khác quần lót là bao, mông đùi lộ hết ra ngoài, nếu là thường ngày Trương Khắc nhất định rất hưởng ứng các cô gái ăn mặc bạo dạn thế này.
hiện chỉ thấy ghét, cũng chẳng còn tâm tình nào đi mua đồ nữa, kéo Hạ Huyền đang tức tới run người vào cầu thang. Về phòng bệnh, Tô Nhất Đình vừa mới lau người cho Trần Phi Dung xong, thấy Trương Khác và Hạ Huyền, tay trong tay, đi vào, mồm há hốc, chỉ bọn họ với vẻ mặt không thể tin nổi, hai người. Trương Khác giờ mới phát hiện vừa rồi tức giận, nắm tay Hạ Huyền mãi chưa buông, Hạ Huyền dành trước phẫn hận đem chuyện vừa rồi kể ra, tới lúc này người vẫn giận tới phát run. Trương Khác lấy di động ra, hỏi Trần Phi Dung, đồ mình mua cho bạn vừa rồi tức giận ném hết vào mặt ả kia rồi, để mình bảo người mang tới, bạn cần đi nữa. Bạn nghỉ một chút đi, Trần Phi Dung cười dịu dàng, không đáng giận vì loại người đó. Trương Khác gọi điện thoại bảo người mua ít đồ sinh hoạt tới, vì Trần Phi Dung mấy ngày không thể ăn uống buổi trưa y và Hạ Huyền và Trần Phi Dung ra ngoài ăn, khỏi làm Trần Phi Dung thèm. Chừng nửa tiếng sau, nghe thấy ở lối đi có tiếng ầm ĩ. Không biết lại xảy ra chuyện gì, Trương Khác và Hạ Huyền đi ra, nhìn thấy quần sót ngắn đi cùng một tên nam nhân mặc sơ mi hoa và hai người mặc đồ bảo vệ từ phòng bên đi ra, quần sót ngắn thấy Trương Khác và Hạ Huyền, chỉ mặt họ hô lên, Hà Dũng, chính là bọn chúng, chúng xô ngã mẹ anh, còn ném đồ lên mặt em. Trương Khác tức tím mặt, nhưng biết bọn chúng ít nhất đã xác nhận phòng giám sát không có chứng cứ hoặc xóa chứng cứ đi mới dám tới tìm, bất kể loại nào thì bọn chúng cũng câu kết với bệnh viện này rồi. Trương Khác định nhìn trước, đợi gọi người tới rồi xử lý đám rác rưởi này, nhưng Hạ Huyền không kìm chế được, chỉ mặt quần sót ngắn, sao các người vô liêm sỉ như thế? Con đĩ non này còn dám chửi à? Thấy sơ mi hoa đưa tay ra định túm tóc Hạ Huyền, Trương Khác giữ lấy tay hắn, anh muốn làm gì, định đánh một cô gái à? Thấy hai tên bảo vệ đằng sau sắc mặt bất thiện, Trương Khác vẫn giữ chặt tay hắn, chắn trước người Hạ Huyền. Có lẽ các anh nhầm rồi, chàng trai này rất tốt. Không có chuyện cậu ấy va vào người khác lại không nhận đâu. Phụ nữ trung niên trong phòng xen vào nói giúp. Con đĩ già, mụ có thấy nó không xô vào mẹ tôi không? Mẹ tôi chính mắt nhìn thấy đấy, chẳng lẽ mẹ tôi nhìn nhầm? Sơ mi hoa chửi bới thô tục, phụ nữ trung niên tức lắm, nhưng cũng không cãi lại. Đại sảnh có camera, các người đi xem là biết có phải tôi xô vào người ta không? Hà Huyền không chịu được oan ức, vừa lau nước mắt vừa giải thích. Bọn tao đi xem rồi, camera không ghi lại. Sơ mi hoa hùng hổ nói, không phải mày xô ngã, vì sao nổi lòng tốt đi đỡ. Đại sảnh có bao nhiêu người như thế, chỉ có bọn mày là người tốt à. Vừa dứt lời là vung tay đấm luôn. Thấy hai tên bảo vệ cũng lăm le xông tới, Trương Khác giận tới cực điểm, nhưng ở cùng ba cô gái, không thể vừa đánh vừa chạy, đưa tay ra che mặt, đùi bị đạp trúng một cái. Nhiều người nhà bệnh nhân nghe thấy động tĩnh cũng chạy cả ra. Lên tiếng ngăn cản bọn chúng đánh người. Tô Nhất Đình rất đanh đá, thấy Trương Khác và Hạ Huyền bị bắt nạt, từ phía sau xông lên, đưa tay cáo sơ mi hoa, túm tóc hắn chửi, các người còn biết xấu hổ nữa không, câu này mà còn nói được ra khỏi miệng à, muốn mẹ mày ngã chết không ai đỡ mới vui hả? Chương 1047, lửa giận khó át. Sơ mi hoa mặt bị Tô Nhất Đình cào chảy máu, hoảng hồn lùi lại phía sau, quần sót ngắn xông tới ôm lấy Tô Nhất Đình vật lột. Sơ mi hoa tỉnh lại chộp cổ áo Hạ Huyền, chiếc áo mỏng mùa hè bị hắn xé toáng một mảng, da thịt lộ hết ra ngoài. Á, Hạ Huyền thét lên ôm người không ngồi xuống. Thấy sơ mi hoa còn định giật tóc cô, Trương Khác đấm một phát vào mắt hắn, còn bồi thêm một đá vào bụng, đá văng hắn ra, thấy hai tên bảo vệ xông tới, quát lớn, đủ rồi, chúng tôi nhận. Muốn bồi thường chứ gì, chúng tôi nhận, bao nhiêu tiền các người nói đi, các người còn muốn thế nào nữa? Nếu đúng là chúng tôi xô phải người, sao bọn chúng còn để chúng tôi rời hiện trường, còn đi xem băng ghi hình ra sao? Hạ Huyền uất ức ôm áo rách ngồi dưới đất tiếp tục biện giải cho bản thân. Thấy Trần Phi Dung cũng không nhịn nổi muốn đi ra, còn tên sơ mi hoa ngồi dậy hung hăng muốn đánh nhau tiếp, Trương Khác trừng mắt lên nhìn hắn, ở đây toàn là bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, có ai làm sao, mày chịu trách nhiệm, mày muốn bao nhiêu tiền, tao trả. Móc ví ra ném một xấp tiền ra đường. Các người cầm lấy trước đi. Trương Khác kéo Tô Nhất Đình lại, để cô và Hạ Huyền vào với Trần Phi Dung trước. Sơ mi hoa vẫn hùng hổ chỉ mặt Trương Khác chửi bới, con mẹ mày, xô vào người ta còn bố láo, chân mẹ tao bị gãy rồi, mày tưởng chút tiền này là xong à, phí chữa trị, phí bồi dưỡng còn tổn thất tinh thần, mày bồi thường được không? Trương Khác chỉ muốn dẹp yên chuyện trước, xử lý sau, lấy chứng minh thư ném ra, muốn bao nhiêu tiền các người cứ tới tìm tôi ở đây đợi. Hai tên bảo vệ cũng không muốn xảy ra chuyện lớn trong bệnh viện, nhặt chứng minh thư của Trương Khác lên, lại vừa nhặt tiền vừa khuyên sơ mi hoa, nó chấp nhận bồi thường là tốt rồi,
nên đi thăm mẹ anh trước đã, có chứng minh thư ở đây, chúng nó cũng là bệnh nhân nằm viện, không sợ chúng chạy. Quần sót ngắn giật tay áo sơ mi Hoa, cô ta thấy ánh mắt hung tợn đang cực lực áp chế của Trương Khắc cũng sợ hãi, bảo sơ mi Hoa đừng đánh nhau nữa. Lúc này hai nhân viên công tác Trương Khắc sai đi mua đồ cho Trần Phi Dung xác đồ quay lại, thấy nơi này hỗn loạn vội chạy tới hỏi có chuyện gì. Trương Khắc uất ức đầy bụng không có chỗ phát tiết, chửi bới, đi ăn cứt hay sao mà giờ mới tới, gọi Phó Tuấn Đế đây cho tôi. Hai người bị chửi không dám cãi, đám người kia đã nhặt tiền chuẩn bị đi, Trương Khắc không ra lệnh, bọn họ cũng không dám tự ý chủ trương ra tay lấy đồ lại, còn chưa hiểu chuyện thế nào, đành lấy di động ra gọi cho Phó Tuấn đích thân tới một chuyến. Trương Khắc nhìn qua cửa sổ thấy Hà Huyền còn ôm y phục rách chưa dám buông tay, nhìn thấy cả làn da trắng ngần ở bụng, cởi áo sơ mi ra, đưa qua cửa sổ bảo Hà Huyền mặc tạm đã. Trương Khắc để thân Trần đứng ở hành lang khu phòng bệnh, một lúc sau nguôi giận một chút mới xin lỗi hai nhân viên công tác, chuyện vừa rồi không liên quan tới hai anh, chỉ là tôi giận quá lỡ miệng chửi các anh đợi Phó Tuấn tới đã, chuyện ở đây cứ mặc cho bọn chúng dở trò trước. Thở mạnh ra mấy hơi liền, Trương Khắc trấn tĩnh lại, chuyện đã xảy ra rồi, tức giận vì đám cặn bã kia không đáng chút nào, đi vào phòng bệnh, Hà Huyền đã thay áo của mình, tay cầm dao, Trương Khắc cuống lên giật lấy con dao, đứng nghĩ quẩn, thời buổi này không thiếu các cô gái mặc bikini ra đường, vừa rồi cô còn chưa hở bằng mặc bikini. Anh nói gì đấy, Hà Huyền cầm quả táo ném Trương Khắc, tôi nghĩ quẩn bao giờ. Á, Trần Phi Dung buồn cười lắm, nhưng vừa cười là lại đau, vội cố nhịn cười, đừng chọc cười mình nữa. Trương Khắc nhớ ra vết thương của Trần Phi Dung không thể cười được, không bày trò cười vỗ về Hà Huyền nữa, nói, chuyện này đừng để trong lòng, bọn chúng sẽ nếm đủ, thời buổi này không có mấy người có thể lấy được tiền của mình đâu. Phụ nữ trung niên cùng phòng tới khuyên, chàng trai, bỏ đi, đừng làm quyền quá khích, không đáng đâu, đám người đó vừa ngang ngược vừa tàn bạo, giáp tâm vòi tiền của cậu. Các cậu là sinh viên không làm gì nổi chúng đâu, tránh đi, nếu người nhà không có ở kiến nghiệp thì nhờ trước ra mặt. Nói chuyện tử tế với chúng, có thể bớt được chút tiền bồi thường. Vừa rồi làm liên lụy tới gì không sao chứ? Trương Khắc áy náy hỏi. Tôi không sao, ai, chuyện này không có chứng cứ, bọn chúng có vô lý cũng chẳng làm gì nổi. Phụ nữ trung niên thở dài. Trương Khắc chỉ cười không nói, cứ để kẻ ác hoành hành thế này sao được. Lúc này cô con gái gọi mẹ lại, chắc không muốn mẹ mình rước chuyện vào người. Một lúc sau Phó Tuấn tới bệnh viện mang áo cho Trương Khắc, thấy bọn họ không sao, không nói thêm gì đã đi ra trước. Nửa tiếng sau sơ mi Hoa và quần sót ngắn đi vào, trừ mấy tên bảo vệ đứng ngoài hành lang, còn có một nam nhân đi cùng hai bọn chúng, tên kia thấy Hà Huyền, Trần Phi Dung xinh đẹp, nhìn mấy cái mới nói, các người thừa nhận xô vào người ta rồi đấy nhé, vừa xong có rất nhiều người nhìn thấy, tôi là trưởng phòng bảo vệ bệnh viện, đã điều tra việc này rồi. Chiếc camera kia có sự cố. Không kịp ghi lại sự việc. Có điều có hai y tá ở quầy nhìn thấy các người xô vào bà già, sự thực rõ ràng. Tôi cũng điều giải giúp các người điều đình, nếu các người không chấp nhận bệnh viện điều đình, tôi có thể thông báo cho người của cục công an tới. Quay sang nhìn người nhà bệnh nhân xung quanh, giọng mang vẻ uy hiếp, mọi người vừa rồi cũng nghe thấy chúng thừa nhận rồi, lát nữa nhờ làm chứng. Phụ nữ trung niên định đứng dậy nói gì nhưng bị cô con gái kéo lại. Trương Khắc thở ra, cố gắng trấn tĩnh nói. Nói đi, muốn điều đình thế nào? Vừa rồi bệnh viện đã kiểm tra cho bà Từ bị các người va phải, các người nên lấy làm mừng đi, mặc dù chân phải phẫu thuật lần nữa, phải chịu đựng thêm một lần đau đớn, nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng, mau thông báo cho người nhà, trước tiên gửi vào tài khoản bệnh viện 2 vạn điều trị và bồi dưỡng cho bà Từ, còn tiền bồi thường khác, phải xem tình hình chữa trị rồi tính. Nếu chân bà ấy để lại di chứng gì, phải bồi thường thêm. Tên nam nhân đó nghiêm mặt nói không biết ngượng là gì, hiện phải phê bình nghiêm khắc các người, sau khi xô ngã người ta lại còn tìm đủ mọi cách chối tội, bỏ chạy, còn đánh người trong bệnh viện. Các người là sinh viên DS Đông Hải, tôi không định đưa tới cục công an, nhưng tôi thông báo cho trường học các người rồi, yêu cầu trường học nghiêm khắc xử lý. Thông báo cho trường chúng tôi rồi à? Trương Khắc ngữ khí lạnh nhạt, khinh miệt nhìn hắn, nói với Phó Tuấn đứng ngoài hành lang, anh mang bao nhiêu tiền mặt? Tôi cho người đi lấy ngay. Vậy lấy nhiều vào, xem chừng bọn chúng tham lắm đấy. Trương Khắc liếm môi, rồi quay sang tên đại biểu phòng bảo vệ. Tôi chẳng có thời gian dây dưa với các người, muốn bồi thường bao nhiêu, 10 hay 20 vạn. Tôi không thích hôm nay trả 2 vạn, mai trả 2 vạn, trả dứt một lần luôn. Còn nữa,
nếu phòng bảo vệ đã điều tra xác nhận chúng tôi xô phải người, vậy chuẩn bị tài liệu đi, trừ nhân chứng ra, mời các người giải thích vì sao camera không hoạt động, các người tìm được nhân chứng thấy chúng tôi va phải bà già thì chúng tôi muốn chối cũng không được, thấy xử lý thế được chưa? Chương 1048, cái tát bất ngờ 1. Phải thừa nhận phòng bảo vệ bệnh viện làm việc rất tốc độ, đám Trương Khắc ăn qua loa bữa trưa xong, sơ mi hoa, quần sót ngắn, tên tự xưng trưởng phòng bảo vệ đã mang một chồng tài liệu tới. Chúng tôi đã điều tra rất tỉ mỉ, đảm bảo không oan uổng một người tốt nào, phòng bảo vệ chúng tôi mỗi năm đều được Cục Công an bồi huấn, có số tài liệu này trong tay, dù các cô cậu có lật lọng phủ nhận, chúng tôi cũng định tội được. Tên trưởng phòng bảo vệ họ Lưu Dương Dương Đắc Y nói. Anh có quyền định tội tôi sao? Trương Khắc ngồi trước giường bệnh của Trần Phi Dung, liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt lãnh đạm, cầm lấy số tài liệu. Có xác nhận camera hoạt động không bình thường, có lời khai của y tá ở quầy, đương nhiên có lời làm chứng của cô gái, bà già họ Từ. Bọn chúng còn tìm hai bệnh nhân phòng kế bên viết lại tình hình đánh nhau ở hành lang, chẳng qua nhất quyết nói đám Trương Khắc đã thừa nhận xô ngã người, còn có cả báo cáo của bác sĩ khám chữa cho bà Từ. Thật là làm khó bọn chúng rồi, trong thời gian ngắn như thế mà sửa soạn được tài liệu đầy đủ như vậy. Từ khoản bồi thường cứng, các người xô ngã bà Từ còn bỏ chạy, lấy đồ trong đại sảnh ném người, đánh người ở hành lang, gây tổn thất tâm lý nghiêm trọng với con trai và con dâu bà Từ. Bọn họ cũng đề xuất bồi thường tinh thần thỏa đáng, chúng tôi soạn giấy hòa giải sơ bộ, nếu cậu thấy không có gì cần dị nghị thì ký vào đi. Tên trưởng phòng Lưu đưa ra hai tờ giấy đánh máy. Trương Khắc nhận lấy xem cái gọi là giấy hòa giải, cắn môi, nhìn tên sơ mi hoa đứng khoanh tay đằng sau, giám đốc Hà và vợ nên ký trước chứ. Ký trước thì ký trước, chúng tôi là người có tín nghĩa, chỉ cần cậu bồi thường dứt điểm một lần 11 vạn, sau này mẹ tôi có vấn đề gì cũng không liên quan tới cậu nữa. Sơ mi hoa đi tới lấy giấy hòa giải, bảo cô gái mở cặp lấy bút chuẩn bị ký tên, ký được một nửa sực nhớ ra, cậu biết tôi. Trương Khắc nhếch môi lên coi như cười, không thèm trả lời câu hỏi của hắn, sơ mi hoa thấy bộ dạng y như vậy, hừ lạnh một tiếng, nếu có thể cầm được tiền, đành tạm thời nhịn đã, cùng cô gái ký tên xong đưa cho Trương Khắc, tới lượt các người, ký xong bảo người nhà mang tiền tới nhanh lên, chúng tôi không có kiên nhẫn mà đợi đâu, nói cho mà biết, trường học các người vừa gọi điện tới, sẽ phái người tới ngay, nếu lo chúng tôi bắt nạt, có thể đợi giáo viên trong trường tới rồi hãy ký, giấy bồi thường này của tôi có đủ chứng cứ. Vào đại học là phải chuyển hộ khẩu vào trường, mặc dù Trần Phi Dung nằm viện không ghi là sinh viên Đại học Đông Hải, nhưng bọn chúng nhìn địa chỉ trên CMT của Trương Khắc, chỉ nghĩ đám Trương Khắc là sinh viên Đại học Đông Hải, gọi điện tới trường trước, đẩy hết tội lên đầu Trương Khắc, tránh đám Trương Khắc kiếm chỗ dựa ở trường rồi lăng nhăng. Sơ mi hoa cho rằng mình suy nghĩ chu toàn lắm rồi, Đắc Ý nhìn ánh mắt phẫn nộ của Trương Khắc và ba cô gái, bất thình lình Phó Tuấn tóm lấy cổ hắn kéo ra ngoài, cướp lại giấy hòa giải trong tay hắn. Á, mày định làm gì? Sơ mi hoa khua loạn hai tay nhưng không tóm được Phó Tuấn, hai chân bị kéo lê trên mặt đất quẫy đạp, không sao thoát khỏi tay Phó Tuấn, bị kéo thẳng ra hành lang. Các người là ai? Dám làm bừa trong bệnh viện à? Trường phòng bảo vệ đanh mặt quát. Quần sót ngắn muốn lao tới giúp, nhưng bị hai bảo vệ nắm lấy cổ tay cô ta lẫn tên trưởng phòng, không thể phản kháng, mời bọn chúng ra ngoài. Các người muốn làm gì, mau gọi bảo vệ. Họ Lưu vừa rồi thấy ở hành lang có mỗi Phó Tuấn, hiện có thêm 4-5 người mặc sơ mi ngắn tay, thấy có mấy y tá ngó nghiêng bên này, quát lớn, mau báo cảnh sát. Trong phòng có bệnh nhân cần nghỉ ngơi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện bồi thường nhé. Trương Khắc thong thả đi ra, nhìn tên họ Lưu, sơ mi hoa và quần sót ngắn, bọn họ là lái xe nhà tôi, vừa rồi đi lấy tiền. Đá vào một cái vali đen đặt ở chân tường. Đây là bệnh viện, mời các người lịch sự một chút. Họ Lưu chỉnh lại áo bị nhăn, nói với y tá, đừng báo cảnh sát, gọi bảo vệ đi. Hà Huyền đi ra, đứng sát sau lưng Trương Khắc nói nhỏ, tôi đi cùng anh. Cô xô phải người ta, đương nhiên phải đi rồi. Trương Khắc cười, bảo tên họ Lưu, mời anh tìm chỗ gọi hết những người làm chứng tới xác nhận trước mặt, ai mà biết các người có tùy tiện kiếm ai đó viết bậy lừa chúng tôi không. Mấy tên bảo vệ bệnh viện trong thang máy đi ra, áo sơ mi lấy lại khí thế, chỉ Trương Khắc chửi, con mẹ mày, đừng hòng chối. Lập tức bị Phó Tuấn bóp vai, sơ mi hoa đau đớn la hét. Các người nếu chứng cứ xác đáng, tôi có chối cũng không được. Trương Khắc phất tay bảo Phó Tuấn buông hắn ra, chúng ta bàn chuyện hòa giải ở hành lang hay là mượn bệnh viện gian phòng nào nói chuyện nhỉ. Giám đốc Hà chú ý một chút, lái xe nhà tôi tính tình thô bạo, nếu làm anh bị thương,
tôi không bồi thường thêm đâu. Bọn mày muốn làm gì? Mấy tên bảo vệ sấn tới định ra tay. Thôi, họ Lưu không dám làm lớn chuyện trong bệnh viện, bảo Sơ Mi Hoa, tôi hiểu tâm tình của anh, chỉ cần bọn chúng chịu bồi thường, anh nói chuyện khắc chế một chút, cho dù bọn chúng định quỵt cũng còn có cảnh sát mà. Sơ Mi Hoa hậm hực thu lại thế muốn ra tay, người phụ trách khu phòng bệnh cũng tới, là bác sĩ vừa béo vừa lùn phẫu thuật cho Trần Phi Dung đêm qua, nhíu mày bực bội, các người có việc gì thì ra ngoài giải quyết. Quát y tá vây quanh xem, làm gì thì làm nấy đi. Đuổi cả bệnh nhân lẫn người nhà vào phòng, rồi vào phòng bệnh kiểm tra. Vậy tới phòng hội nghị tầng 18 nói chuyện, họ Lưu đề nghị. Đây là chỗ của các anh, bọn tôi thì tùy tiện. Trương Khác nhún vai. Lúc này Tô Nhất Đình từ trong phòng bệnh đi ra, thì thầm vào tai Trương Khác, tên mặc áo sơ mi hoa kia quen một phó viện trưởng bệnh viện, nên bọn chúng mới tưởng là ăn chắc chúng ta rồi, chú ý một chút. Trương Khác gật đầu, chắc là bà bác sĩ kia vừa đi vào nhắc bọn họ chú ý. Đi ra khỏi thang máy, họ Lưu và hai tên bảo vệ đi dẫn đường, tới trước một văn phòng, Phó Tuấn dừng lại nói với Trương Khác, chính là phòng này. Các người dừng lại làm gì, phòng hội nghị ở phía trước. Họ Lưu bực mình quay đầu lại nói. Họ Lưu mày còn chưa đủ tư cách hòa giải đâu. Trương Khác nhếch mép cười, nhìn tấm biển trên cửa, xem ra phải làm phiền phó viện trưởng Trần. Đứng lại, họ Lưu chạy vội tới, nhưng đám Trương Khác đã đi vào phòng rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.